Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 148. Bên bờ. Dương Diệp ngồi tính tọa chữa thương, ở bên cạnh hắn là A-man. Tuy nhiên lúc này không chỉ có A-man, chẳng biết từ lúc nào, người bên bờ càng lúc càng nhiều. Tất cả đều là huyền giả. Những huyền giả này có kẻ từ đại thiên vũ trụ chạy tới, cũng có kẻ là cường giả từ các nơi trong hư vô đại lục chạy tới. Hư vô giới xuất hiện thần vật này, những cường giả trên đại lục dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được ngắm nhìn. Mà vài thánh nhân lại có mưu đồ khác nhau. Bất kể thế nào, bây giờ cường giả tập trung ở bên bờ càng ngày càng nhiều. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp mở mắt, tốt rồi sao? A-man hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện có rất nhiều người. Tất cả đều đến vì cái cây kia. A-man khẽ nói. Man tộc có cường giả tới không? Dương Diệp đột nhiên hỏi. A-man lắc đầu. Ta đã thông báo với tộc trưởng là ở đây có vấn đề, bởi vậy trong tộc tạm thời không có cường giả đến đây, tuy nhiên theo ta được biết, những người kia đã không nhẫn nại được nữa. Bình thường thôi. Dương Diệp nói. Đừng nói bọn họ, thật ra ta cũng có chút động tâm, tuy nhiên vẫn phải lý trí. Có vài thứ mặc dù tốt, nhưng khi nó không thuộc về chúng ta, cũng không cần cưỡng ép, nếu không cũng không phải là mình nữa. Nói xong, hắn nhìn về phía cái cây kia. Cái cây kia vẫn ở chỗ này, không rời đi. Theo Dương Diệp thấy, bản thân điều này đã không bình thường. Đúng lúc này, mấy khí tức cường đại đột nhiên bay về phía hòn đảo nhỏ này, rất nhanh, ba lão già xuất hiện ở trước cái cây kia. Ba lão già cung kính thi lễ với cây bồ đề này, sau đó không biết nói gì, một lát sau, ba cái ghế gỗ xuất hiện ở trước mặt ba người này. Lần này, ba người không vui mừng như nhóm thánh giả ban đầu. Bởi vì trước khi tới, bọn họ đã biết ở đây có hơn 20 vị thánh giả đã ngã xuống. Nói cách khác, ở đây có nguy hiểm. Nói một cách đơn giản, hoặc là đột phá, hoặc là ngã xuống. Đây cũng là lý do vì sao mặc dù có rất nhiều thánh nhân chạy tới đây, nhưng lại có rất ít thánh nhân tới trước mặt cái cây này. Bởi vì rất nhiều thánh nhân vẫn đang do dự. Qua rất lâu, ánh mắt của rất nhiều cường giả ở bên bờ nhìn chăm chú, ba gã thánh nhân này ngồi ở trên ghế gỗ này. Rõ ràng, ba người cuối cùng vẫn quyết định liều mạng. Liều mạng. Bên bờ, tất cả mọi người đang nhìn ba vị thánh nhân này. Thời gian dần trôi qua, không biết qua bao lâu, ba vị thánh nhân này bắt đầu phát sinh biến hóa, tóc của ba người bắt đầu càng ngày càng trắng, trên mặt cũng càng lúc càng già nua. Già yếu. Ba vị thánh nhân này đang già yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy được, da ở trên mặt ba người đã giống như vỏ quýt được phơi khô, khô tới mức khó có thể hình dung. Ngoài việc đó ra, trên thân ba người còn tản ra một mùi, tuy nhiên người bên bờ không ngửi được. Loại mùi kia là mùi mục nát. Lại tới rồi. Dương Diệp cùng A-man liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều đầy nghi ngờ, những thánh nhân rốt cuộc trải qua chuyện gì, tự nhiên làm cho bọn họ già yếu nhanh như vậy. Nếu như ngồi lên, bọn họ có thể sẽ biết, tuy nhiên cho hai người bọn họ 100 lá gan, bọn họ cũng không dám ngồi. Thời gian dần trôi qua, phía xa, ba vị thánh nhân này vẫn đang già yếu đi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, một vị thánh nhân trong đó đột nhiên mở mắt, lúc này, trong mắt lão già này đã không sắc thái trước đó nữa, chỉ còn một màu đục mờ. Lão già có chút đờ đẫn nhìn cái cây trước mắt, cuối cùng hắn đột nhiên nhìn về phía bên bờ, môi hắn khẽ giật giống như muốn nói gì, nhưng đáng tiếc là hắn còn chưa nói được đã hoàn toàn biến mất. Một thánh nhân ngã xuống. Bên bờ rất yên tĩnh. Lại một tên thánh nhân ngã xuống, cứ lặng lẽ ngã xuống như thế. Mà vào lúc này, lại một tên thánh nhân mở mắt ra, thánh nhân này nhìn cái cây trước mắt kia, hắn cố gắng đứng lên, nhưng hắn lại phát hiện, mình bây giờ thậm chí không có sức động một ngón tay. Cuối cùng, trong mắt lão già xuất hiện vẻ tự diễu. Thoáng cái, hắn trực tiếp biến mất ở trên ghế gỗ này. Ở đó chỉ còn lại có một thánh nhân. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên thân thánh nhân này. Thời gian dần trôi qua, khoảng chừng 3 canh giờ sau, tên thánh nhân kia đột nhiên mở mắt, gương mặt hắn đột nhiên trẻ lại lấy tốc độ cực nhanh. Ha ha! Thánh nhân này đột nhiên phá lên cười, tiếng cười giống như tiếng sấm vang vọng xung quanh. Trong giọng nói của hắn rất đắc ý cùng điên cuồng. Nhưng bên bờ, Dương Diệp lại nhíu mày. Có vấn đề, một, ba gã thánh nhân, hai người ngã xuống, một người thành công.
Mặc dù thánh nhân thành công này không lập tức hỏi đạo lập tổ, nhưng theo mọi người thấy, chỉ sợ điều này cũng không xa. Dù sao, vừa rồi hắn cười rất vui vẻ, rõ ràng là có thu hoạch cực lớn. Lần này, trong lòng rất nhiều thánh nhân sôi trào. Có mạo hiểm, nhưng cũng có kỳ ngộ. Đối với những thánh nhân, rất nhiều người bọn họ chỉ thiếu chút ngộ này, nếu như hiểu được, bọn họ có thể lập đạo hỏi tổ. Nhưng nếu như không có cơ duyên gì, sợ rằng cả đời bọn họ cũng không thể ngộ ra được. Mà bây giờ, trước mặt bọn họ có một cơ hội. Cơ hội này dĩ nhiên chính là cái cây kia. Vì vậy, mỗi thánh nhân không ngừng chạy về phía hư vô giới, sau đó đi tới trước cái cây kia. Chúng ta có đi không? Bên cạnh Dương Diệp, Aman đột nhiên hỏi. Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này, hắn đột nhiên sửng sốt, thoáng cái lại nhìn về phía Aman. Lờ ta một chút. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó tâm thần chìm vào trong cơ thể. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Bạch, lúc này, Thi Kiên Tú đang hưng phấn nhìn về phía xa, nơi đó chính là vị trí của Tiểu Bạch. Lúc này, hai móng nhỏ của Tiểu Bạch đang cào lung tung, hình như đang nằm mơ. Nàng sao vậy? Dược Diệp hỏi Tiểu Thiên. Mấy ngày nay, Tiểu Thiên luôn ở bên cạnh Tiểu Bạch không rời một bước. Tiểu Thiên khẽ nói. Nàng hình như sắp tỉnh rồi. Tỉnh. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, lúc này, lông mày của Tiểu Bạch đột nhiên khẽ giật, trong phút chốc, nàng mở đôi mắt ra. Trong phút chốc, một linh khí khủng khiếp từ trong cơ thể Tiểu Bạch cuốn ra ngoài, Dương Diệp cùng Tiểu Thiên trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Bởi vì Dương Diệp mau tay nhanh mắt, ôm lấy Thiên Tú, bởi vậy, Thiên Tú tuyệt đối không bị linh khí này làm bị thương. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa, lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên vươn người một cái, sau đó nàng tham lam hít một hơi. Trong phút chốc, trời đất bên trong Hồng Mông Tháp đều mờ ảo, dường như có thứ gì đó bị hút khô vậy. Linh khí. Giờ phút này, linh khí của tất cả thế giới bên trong Hồng Mông Tháp ít nhất đã bị một hơi thở này của Tiểu Bạch hút hết 8 phần. Phía xa, trong lòng Dương Diệp chấn động. Đúng lúc này, một tòa tháp nhỏ màu vàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch, tháp nhỏ đỉnh tháp nhẹ nhàng đụng một cái vào đầu của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ôm Hồng Mông Tháp cọ cọ và tuét miệng cười. Lúc này, Hồng Mông Tháp lại cọ cọ Tiểu Bạch giống như đang nói gì đó. Tiểu Bạch, nàng bảo ngươi nhổ linh khí ra. Lúc này, Thiên Tú ở trong lòng Dương Diệp đột nhiên kêu lên. Phía xa, Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó cúi đầu nhìn về phía Hồng Mông Tháp, Hồng Mông Tháp lại cà cà nàng. Tiểu Bạch tuét miệng cười, mở miệng phun ra. Trong phút chốc, linh khí bên trong Hồng Mông Tháp lập tức khôi phục lại bình thường. Lúc này, Hồng Mông Tháp cà cà đầu của Tiểu Bạch, sau đó hóa thành một đường ánh sáng màu vàng biến mất ở phía chân trời. Hồng Mông Tháp đi rồi, Tiểu Bạch chợt đi tới trước mặt Dương Diệp cùng Thiên Tú, nàng ôm cái cổ của Dương Diệp nhẹ nhàng cọ cọ vào cằm của hắn, tiếp theo, lại bay đến trước mặt Thiên Tú, sau đó móng nhỏ khẽ xoa đầu Thiên Tú. Thiên Tú chợt ôm lấy Tiểu Bạch và hôn lên đầu của nàng. Tiểu Bạch, chúng ta lại có thể chơi với nhau rồi. Dương Diệp nhìn thấy sự vui mừng của Thiên Tú, trong mắt đầy ý cười. Tuy tiểu nữ hài này lớn hơn, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử. Hắn tin tưởng được hắn cùng Tiểu Bạch dẫn dắt, sau này Thiên Tú chắc chắn sẽ không hư hỏng. Tiểu Bạch, bây giờ ngươi có năng lực gì? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nàng nhẹ nhàng hút một cái, trong phút chốc, những linh khí xung quanh lại biến mất. Tuy nhiên, dường như nghĩ đến cái gì, Tiểu Bạch lại vội vàng phun ra. Ở bên ngoài có thể hút loạn, nhưng ở đây thì phải nể mặt Hồng Mông Tháp. Cũng không đúng, theo nàng thấy, nàng cùng Hồng Mông Tháp là bạn rất thân, đồ của bằng hữu có thể dùng, nhưng không thể lấy đi tất cả. Ừ, nàng cho là như vậy. Còn muốn nữa không? Dương Diệp lại hỏi. Tiểu Bạch chớp chớp, sau đó lấy ra một khối tiên tinh thạch, tiếp theo, móng nhỏ của nàng khẽ xoa, rất nhanh, khối tiên tinh thạch từ một khối biến thành hai khối. Dương Diệp. Cuối cùng, Dương Diệp cũng không rõ Tiểu Bạch có gì thay đổi, tuy nhiên có thể khẳng định là trên thân Tiểu Bạch nhất định có biến hóa, loại bản lĩnh hút một hơi hết linh khí bên trong Hồng Mông Tháp này đã đặc biệt khủng khiếp. Nói chung, có nàng đi theo, hắn không cần lo lắng về vấn đề linh khí. Nếu như sau này cần linh khí, lại dẫn theo nàng đi thế giới khác hút một cái, linh khí lại có. Sau khi chơi đùa cùng Tiểu Bạch và Thiên Tú, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp.
Mà giờ phút này, bên bờ đã có càng lúc càng nhiều người hơn. Cùng lúc đó, từng thánh nhân vẫn đang đi về phía cái cây kia. Mặc dù có rất nhiều thánh nhân ngã xuống trước cái cây, nhưng điều này cũng không ngăn cản được những thánh nhân này. Tổn thất. Lúc này, A-man đột nhiên nói. Có ý gì? Dương Diệp nhìn về phía A-man. A-man lắc đầu. Đại thiên vũ trụ mặc dù lớn, nhưng thánh nhân không phải quá nhiều. Tất cả bách tộc tập trung vào một chỗ, sợ rằng số lượng thánh nhân cũng chỉ có mấy trăm người, đây là tập trung tất cả bách tộc lại, bao gồm tất cả số lượng của đại thiên vũ trụ. Bây giờ, những thánh nhân đang liên tục chết đi, vậy tương lai trong đại thiên vũ trụ sẽ xuất hiện tình hình hiếm thánh nhân. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía xa. Mà bây giờ, số lượng thánh nhân này còn không ngừng giảm bớt. Đối với tất cả đại thiên vũ trụ, đây không phải là chuyện gì tốt lành. Cũng không nhất định. Lúc này, Dương Diệp nói. Chết thêm một vài thánh nhân, như vậy lực lượng thánh nhân liên minh sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Với ta mà nói, đây chính là chuyện rất tốt. A-man liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi! Dương Diệp cười nói. Chúng ta đi tới Ngọa Long Thành đã. Thế nào? A-man hỏi. Dương Diệp trầm giọng nói. Ở đây, ta luôn có cảm giác bị theo dõi. A-man muốn nói gì, lúc này, Dương Diệp nói. Đi tới Ngọa Long Thành trước. A-man khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Dương Diệp muốn đi, lúc này, hắn dường như nghĩ tới điều gì, sau đó vỗ nhẹ vài cái vào ngực của mình, rất nhanh, đầu của Tiểu Bạch chui ra, trong mắt nàng xoay chuyển, cuối cùng nhảy tới trên vai của Dương Diệp. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó chỉ vào cái cây phía xa kia. Tiểu Bạch, đó có phải là bảo bối không? Tiểu Bạch nhìn theo ngón tay của Dương Diệp, dấn nhanh, ánh mắt nàng sáng lên, sau đó đầu nhỏ gật vội. Dương Diệp nhíu mày, đây thật sự là cây bồ đề à? Mà vào lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên kéo tay hắn một cái, xì sau đó ra hiệu với hắn chuồn nhanh. Nguy hiểm à? Dương Diệp hỏi. Đầu nhỏ của Tiểu Bạch giống như gà con mổ thóc, dường như cảm thấy không đủ, móng nhỏ của ca nàng chỉ vào cái cây phía xa kia, sau đó hai móng nhỏ lại bắt đầu vung vẩy. Rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Đây là lời Tiểu Bạch nói. Dương Diệp nhìn về phía cái cây kia. Lão tử đã biết có vấn đề mà. Thật may trước đây không đặt mông ngồi lên, nếu không sợ rằng phải thành thức ăn của nó. Tuy nhiên, dựa theo Tiểu Bạch nói, vật kia tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng bảo bối vô cùng tốt. Mà lần này, nàng không yêu cầu Dương Diệp chém giết, mà yêu cầu mau chóng chuồn đi. Rõ ràng, mức độ nguy hiểm này làm cho nàng bỏ qua cố chấp đối với bảo bối. Dương Diệp không do dự, ôm Tiểu Bạch cùng A-man rời khỏi đó. Sau khi Dương Diệp cùng A-man rời đi không lâu, ở vị trí của Dương Diệp cùng A-man lúc trước xuất hiện một người thanh niên cùng lão già. Người thanh niên cùng lão già đều mặc trường bào màu trắng in hình mây trắng, trên thân hai người tản ra khí tức nho nhã. Người kia chính là Dương Diệp. Người thanh niên hỏi. Lão già khẽ gật đầu. Hẳn là hắn, không ngờ hắn lại chạy đến nơi đây. Hắn thật sự là truyền nhân do vị đạo gia kia chỉ định sao? Người thanh niên lại hỏi. Lão già nói. Không quá rõ, bây giờ thái độ của vị đạo gia kia mơ hồ không rõ. Không ai biết dụng ý của hắn. Nói đến đây, lão già liếc nhìn người thanh niên. Thế nào, người có hứng thú với hắn sao? Người thanh niên cười nói. Bây giờ có thể nói hắn là thiên tài đứng đầu đại thiên vũ trụ chúng ta, cho nên ta tất nhiên có hứng thú. Đương nhiên, phần nhiều chỉ là tò mò không biết hắn có thể xứng đôi với danh hiệu này không? Lão già nói. Thiên tài đứng đầu, không có người nào có thể tự xưng đứng thứ nhất. Tuy nhiên thực lực của hắn là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Về phần ngươi, nếu như ngươi muốn tìm hắn so tài, cũng được, chỉ là phải nhớ kỹ không cần thiết phải đối địch với hắn. Tuy quan hệ giữa nho gia chúng ta cùng đạo gia không tốt lắm, nhưng không quá tệ, không cần thiết gây thêm chuyện phiền toái. Người thanh niên khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ, ta sẽ tìm cơ hội luận bàn cùng hắn một chút. Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn về cái cây phía xa kia. Lão sư cảm thấy đây là cây bồ đề sao? Lão già quay đầu lại nhìn về phía cái cây kia, trong mắt hắn có chút nghi ngờ, cuối cùng lắc đầu. Không xác định được. Lão sư có muốn đi thử một chút không? Người thanh niên hỏi. Lão già cười nói. Tất nhiên là có, nhưng lão sư ngươi còn không vội, hơn nữa ta vẫn tin tưởng chắc chắn vào chuyện hỏi đạo cần dựa có lĩnh ngộ riêng,
dựa vào vật bên ngoài chung quy cũng không phải con đường đúng đắn. Người thanh niên mỉm cười, nói. Ta cũng cảm thấy. Nói đến đây, hắn quay đầu liếc nhìn cái cây kia. Hơn nữa, ta cảm giác cây này còn có gì đó không ổn. Lão già khẽ gật đầu. Rất không thích hợp, ta đã đi xin phép lão tổ, lão nhân gia ta cũng đã nói ba chữ, không thích hợp. Lão tổ cũng bị kinh động sao? Người thanh niên kinh ngạc nói. Lão già nói. Cho dù là lão tổ bọn họ cũng sẽ động tâm trước cây bồ đề. Người thanh niên khẽ gật đầu, không nói nữa. Lão sư, ta muốn rời đi một lát. Người thanh niên đột nhiên nói. Lão già liếc nhìn người thanh niên, cười nói. Đi thôi. Người thanh niên thi lễ với lão già, sau đó xoay người rời đi. Lão già cười nói. Người trẻ tuổi. Thiên tài nho gia, một. Dương Diệp cùng A-man trở lại Ngọa Long Thành, sau đó A-man liền rời đi. A-man quay về man tộc, sau đó giúp Dương Diệp điều tra về chuyện của Thánh Nhân Liên Minh. Ngay từ lúc đầu Dương Diệp đã phản đối điều này, hắn thật sự không muốn để cho A-man tham dự vào, A-man không thể trêu chọc vào tổ chức Thánh Nhân Liên Minh này. Tuy nhiên phản đối của hắn hoàn toàn không có tác dụng. Bất đắc dĩ, Dương Diệp chỉ có thể bảo A-man cẩn thận. A-man đi rồi, Dương Diệp đang muốn tìm một chỗ đặt chân, mà lúc này, một người thanh niên xuất hiện ở cách hắn không xa. Nam tử thoạt nhìn hơn 20 tuổi, mặc trường bào màu trắng, trong tay cầm một cái sáo ngọc. Nam tử nhìn Dương Diệp mỉm cười. Nho gia, Lê Du. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nho gia, Dương Diệp nhíu mày. Thế nào, nho gia cũng muốn đầu của Dương Diệp ta sao? Lê Du khẽ lắc đầu. Lần này ta đến đây tìm các hạ, chỉ đơn thuần muốn tìm các hạ so tài một chút, không hơn, không dính dáng tới bất kỳ ân oán nào khác. So tài. Dương Diệp liếc nhìn người thanh niên. Ta không muốn đánh nhau vô nghĩa. Lê Du cười nói. Nếu như ta không đoán sai, ở trong thế hệ trẻ, ngươi chắc hẳn rất ít khi gặp được đối thủ, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Vậy thì đúng. Lê Du nói. Bây giờ ngươi có thể đã gặp phải, thế nào, không muốn xem thử à? Tự tin. Trên thân Lê Du tản ra một sự tự tin. Dương Diệp có chút hứng thú. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Chọn một nơi khác chứ. Hắn cũng muốn so tài cùng thiên tài thế hệ trẻ trong đại thiên vũ trụ. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Lê Du hơi cong khóe miệng. Tất nhiên. Dứt lời, hai người đồng thời biến mất. Trong không trung, lấy năng lực của hai người lúc này hoàn toàn có thể mở ra một chiến trường. Bên trong chiến trường không trung, hai người cách nhau khoảng trăm trượng. Lúc này, Lê Du đột nhiên nói. Lúc này, Lê Du đột nhiên nói. Dương huynh, đây chỉ là so tài, không liên quan đến bất kỳ ân oán nào khác, chúng ta điểm đến là dừng được không? Dương Diệp liếc nhìn Lê Du, không thể không nói, nho gia này khiến người ta có ấn tượng không tệ lắm, không có cảm giác là người gây sự. Đương nhiên, đây chỉ là một ấn tượng. Dương Diệp khẽ gật đầu. Được. Hắn cũng không muốn phát sinh ân oán gì cùng nho gia. Lê Du khẽ gật đầu, sau đó bước về phía trước một bước. Trong phút chốc, cây sáo ngọc trong tay hắn bay lên, sau đó tới trước miệng hắn. Một âm thanh dễ nghe từ trong sáo ngọc này chậm rãi bay ra. Ngay từ lúc đầu, âm thanh này giống như dòng suối nhỏ chảy nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng chẳng bao lâu, âm thanh này dần dần to hơn, giống như sóng to gió lớn. Ngay từ lúc đầu, Dương Diệp còn chưa cảm thấy có gì không đúng, nhưng chẳng bao lâu, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến hóa kịch liệt. Bởi vì huyền bí trong cơ thể hắn không ngờ chậm rãi biến mất, ngoài việc đó ra, linh khí trong không gian xung quanh hắn tự nhiên biến mất, không đúng, phải nói là đang bài xích hắn, những linh khí này không ngờ bài xích hắn. Trong cơ thể Dương Diệp, Tiểu Bạch cảm nhận được cảnh tượng như vậy thì lập tức nổi giận, lại muốn động chảo, tuy nhiên đã bị Dương Diệp ngăn cản. Đây là trận quyết đấu công bằng, hắn không muốn để cho Tiểu Bạch dính vào. Bởi vì nếu như Tiểu Bạch dính vào, không cần phải nói, những linh khí này chắc chắn sẽ trở lại, không chỉ trở về, sợ rằng linh khí xung quanh Lê Du cũng sẽ bị nàng hút qua. Nhưng đối với Dương Diệp, một cuộc chiến đấu này là chiến đấu công bằng. Đối phương hại hắn, hắn sẽ hại lại, nếu như đối phương công bằng, Dương Diệp hắn cũng sẽ công bằng. Không có linh khí, Dương Diệp vẫn có cơ thể. Dương Diệp đánh ra một quyền.
Ầm. Một lực lượng cường đại giống như cuồng phong cuốn ra ngoài, tiếng sáo kia lập tức ngừng lại, nhưng, đúng lúc này, một ánh sáng màu xanh lục giống như một con rắn độc lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp lại đánh ra một quyền. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp bị đẩy ra gần trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, Lê Du đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Dương Diệp. Ngay sau đó, cây sáo trong tay Lê Du chỉ về phía Dương Diệp. Dương Diệp không hề né tránh, trực tiếp đánh tới một quyền. Mà khi cây sáo ngọc sắp điểm tới trên nắm tay của Dương Diệp lại đột nhiên. Ầm. Một âm thanh chói tai từ trong cây sáo ngọc truyền ra, âm thanh này tương tự với tiếng rồng ngâm, nhưng lại có phần khác. Âm thanh này trực tiếp làm cho đầu của Dương Diệp chấn động, trống rỗng, lúc này, cây sáo ngọc trong tay Lê Du trực tiếp vòng qua nắm đấm của Dương Diệp, sau đó lao nhanh, điểm vào trước ngực của Dương Diệp. Ầm. Dương Diệp lập tức cảm giác ngực mình giống như bị búa sắt đánh một đòn nặng nề, toàn thân hắn lập tức bị đẩy đến ngoài nghìn trượng. Mà hắn vừa dừng lại, lúc này, Lê Du lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, thoáng cái, Lê Du đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng đánh về phía Dương Diệp. Một trưởng này không hề có uy thế gì, lại giống như bằng hữu tốt gặp mặt vỗ tay chào đón vậy, thoải mái giống như đập bông. Lúc này, Dương Diệp đã khôi phục lại bình thường, nhìn một trưởng này đánh tới, Dương Diệp đột nhiên đánh tới một quyền, tuy nhiên khi sắp tiếp xúc đến bàn tay của người thanh niên, nắm tay của Dương Diệp đột nhiên thay đổi quỹ tích, trực tiếp đánh vào trước ngực của người thanh niên này, bàn tay của người thanh niên cũng vỗ vào trước ngực của Dương Diệp. Ầm. Dương Diệp lại bay ra ngoài gần nghìn trượng. Nhưng Lê Du không hề nhúc nhích. Lê Du cũng không dừng lại, hắn bước về phía trước một bước và trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, lần này, hắn không ra trưởng, mà thổi sáo. Ong. Trong nháy mắt, thất khiếu của Dương Diệp chảy máu. Thật ra âm thanh rất êm tai, một hồi nhẹ, một hồi nhanh, là một khúc nhạc tuyệt vời. Nhưng âm thanh này ở trong tai của Dương Diệp chính là âm thanh đòi mạng, một loại lực lượng hắn chưa bao giờ gặp đang ăn mòn đầu óc của hắn. Am. Một khí thế khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, ngay sau đó, một con rồng lớn màu trắng xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp, Thiên Long hộ thể. Khi Dương Diệp lấy ra Thiên Long hộ thể, lực lượng thần bí kia lập tức bị Thiên Long ngăn cản ở bên ngoài, cũng không có cách nào tiến vào trong đầu của hắn nữa. Thiên Long. Lúc này, Lê Du đột nhiên nói. Thật khó tin, thần thú bảo vệ thiên tộc lại có thể ở trên người ngươi, hơn nữa, nhìn bộ dạng như vậy, hắn đã dung hợp hoàn mỹ với ngươi, Dương huynh có bản lĩnh quá cao. Dương Diệp nói. Ngươi cũng có bản lĩnh tốt. Cứng rắn đỡ được một quyền của ta mà hoàn toàn không có việc gì. Lực lượng thân thể của hắn vẫn vô cùng khủng khiếp, nhưng vừa rồi khi hắn đánh một quyền vào trên người đối phương lại hoàn toàn không có việc gì, điều này làm cho hắn cảm thấy không hiểu. Lê Du cười nói, đây là khí, văn khí, học văn tu dưỡng càng cao, khí lại càng mạnh, khí này có thể hộ thể, cũng có thể có công dụng khác. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Dương huynh vẫn lấy kiếm ra đi, chiến đấu như vậy mới thú vị, huynh thấy thế nào? Dương Diệp khẽ gật đầu. Đúng vậy. Dứt lời, tay của Dương Diệp khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn không khinh thường, thực lực của người thanh niên trước mắt này rất mạnh, hắn cũng không dám khinh thường. Nhìn thấy Dương Diệp lấy kiếm ra, người thanh niên này cười nói. Tới đây, để cho chúng ta thật sự đánh một trận tranh tài. Vừa dứt lời. Hắn đột nhiên bay lên không trung, trong phút chốc, một khúc nhạc tuyệt vời chậm rãi vang lên. Thoáng cái, không gian xung quanh đột nhiên dâng lên từng cuộn sóng, lưu chuyển một loại khí lưu thần bí. Văn khí. Nho ra chính là tu văn khí. Văn chương tài hoa càng cao, văn khí lại càng khủng khiếp. Nguy hiểm. Lần này Dương Diệp cảm nhận được nguy hiểm, hắn nhìn lướt qua xung quanh, sau đó bước về phía trước một bước, trong phút chốc, một lực lượng thần bí xuất hiện. Thoáng cái, 100 thanh khí kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong kiếm vực. Ở đó đột nhiên xuất hiện rất nhiều kiếm quang lập tức bao trùm những khí lưu này, trong giây lát, mảnh chiến trường không trung này trực tiếp nổ ra. Ầm 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 ầm. Những tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng ở trong chiến trường không trung, tuy không gian bên trong chiến trường không trung đã đổ nát, nhưng cuộc chiến đấu của hai người lại chưa kết thúc, vẫn còn tiếp tục. Ầm. Theo một tiếng nổ chói tai vang lên, Dương Diệp cùng Lê Du tách ra. Lúc này, hai người cách nhau mấy trăm trượng. Phía xa,
Lê Du nhìn mười mấy vết kiếm trên người mình. Tuy văn khí của hắn rất mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch, kiếm khí của Dương Diệp vẫn có thể phá được. Tuy nhiên, Dương Diệp rõ ràng cũng không chịu nổi, ở trên người của Dương Diệp cũng có hơn 10 vết thương. Mặc dù bị thương, nhưng những vết thương đó thật sự không ảnh hưởng nhiều tới Dương Diệp. Hắn có hồng mông tử khí, trừ khi đối phương tạo thành vết thương chí mạng, nếu không, hắn chính là chiến thần, chiến đấu vĩnh viễn không chết. Chỗ khủng khiếp nhất của hắn không phải kiếm, mà là năng lực khôi phục này. Lúc này, Lê Du đột nhiên cười nói. Dương huynh quả nhiên có bản lĩnh tốt, với thanh kiếm này của ngươi, ở trong thế hệ trẻ chỉ có một người có thể so sánh với ngươi, đương nhiên nếu như kiếm của Dương huynh chỉ như vậy, đối phương có thể sẽ mạnh hơn Dương huynh một chút. Ta tuyệt đối không có ác ý, chỉ là ăn ngay nói thật. Dương Diệp nói, người kia là ai, ta có chút tò mò. Lê Du cười nói, đối phương đến từ Phật gia, đối phương tu tâm kiếm, chúng ta đều gọi hắn là kiếm Phật, kiếm đạo của đối phương cũng rất mạnh. Tuy nhiên, kiếm vực của Dương huynh và kiếm của đối phương hoàn toàn là hai loại phong cách khác nhau, kiếm của Dương huynh có sát khí quá mạnh mẽ, văn khí của ta cũng khó có thể chống lại. Dương Diệp cười nói, kiếm chính là dùng để giết người, ta cho là như vậy, cho nên sát khí tất nhiên sẽ có chút mạnh mẽ. Ta hiểu. Lê Du khẽ gật đầu, sau đó nói. Hôm nay lại dừng ở đây, được không? Nếu chiến đấu tiếp sẽ phải phần sống chết. Dương Diệp nói. Được, ngày khác có cơ hội lại so tài. Lê Du ôm quyền nói với Dương Diệp. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dương Diệp liếc mắt nhìn Lê Du, trong phút chốc, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra trong giây lát trang phục trước ngực Dương Diệp đã bị nhuộm đỏ. Cùng lúc đó, Lê Du ở ngoài mấy vạn dặm đột nhiên ngừng lại, cánh tay phải của hắn đột nhiên rơi xuống. Đây là nguyên nhân vì sao hai người không chiến đấu tiếp. Giống như lời Lê Du nói, còn chiến đấu tiếp thì thật sự phải phân sống chết. Kẻ đứng phía sau, một trận chiến này làm cho Dương Diệp hiểu rõ, đại thiên vũ trụ này cũng có thiên tài, chỉ có điều trước đó hắn đều không gặp phải. Đồng thời, chuyện này cũng phản ánh ra nội tình cùng mức độ khủng khiếp của bốn nhà lớn. Hắn từng ở binh gia, trước đây hắn chắc chắn chưa gặp được thiên tài mạnh nhất trong thế hệ trẻ của binh gia, hiện tại xem ra không phải là không có, mà đối phương tuyệt đối không đi ra. Một lát sau, Dương Diệp thu lại mạch suy nghĩ, sau đó tiến vào trong hồng mông tháp. Chữa thương. Khi Dương Diệp chữa thương, Lê Du ngừng lại cách đó mấy vạn trượng, ở trước mặt hắn xuất hiện một lão già. Thế nào? Lão già cười nói, Lê Du khẽ nói. Thực lực rất mạnh, tuy nhiên hắn chắc không có cố gắng hết sức, nếu không lấy thực lực hắn vừa thể hiện ra sẽ không có cách nào chống lại thánh nhân. Lão già khẽ gật đầu. Thực lực của hai người ngươi chắc hẳn ngang nhau, nếu như phân sống chết, hắn có 7-8 phần thắng. Vì sao? Lê Du hỏi, trong giọng nói không có gì không phục, bởi vì người nói là lão sư của hắn. Rất đơn giản. Lão già nói, cả đời người này đã trải qua vô số trận chiến đấu, có thể nói thực lực của hắn là dựa vào bản thân dùng kiếm đánh ra. Người như thế sẽ có ý chí chiến đấu cùng tâm trí cực cao. Mà ngươi, tuy cũng trải qua rất nhiều cuộc chiến đấu, nhưng sau lưng ngươi cuối cùng vẫn có những lão già chúng ta ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến ngươi. Bởi vì khi ngươi gặp phải kẻ địch mạnh, ngươi rất có tự tin, nhưng tự tin này của ngươi có một phần là vì có chúng ta. Vậy tự tin này cùng tâm cảnh của ngươi không vững chắc. Lê Du im lặng. Lúc này, lão già lại nói. Dương Diệp này lại khác. Kiếm đạo của hắn khác với rất nhiều người, kiếm của hắn chỉ tin mình. Tự tin của hắn hoàn toàn xuất phát từ bản thân. Còn nữa, ngươi chắc hẳn cũng phát hiện ra, ở trên người hắn có một sự ngoan độc mà rất nhiều người đều không có. Sự ngoan độc này kết hợp với kiếm của hắn, chính là kiếm phong. Lê Du nhìn về phía lão già. Lão sư đã điều tra qua hắn. Lão già cười nói. Ở đại thiên vũ trụ, thế lực nào mà không đi điều tra về hắn? Đối với đánh giá của hắn, có tốt, cũng có xấu. Không quan tâm là tốt hay xấu, dù sao trong mắt của ta, nếu người này không chết, sau này nhất định sẽ không tầm thường. Vì sao? Lê Du hỏi. Dã tâm. Lão già nói. Hắn không có dã tâm. Ta nói dã tâm là dã tâm thuộc về đối với quyền lực hoặc trường sinh. Tuy từ rất lâu, dã tâm có thể kích thích một người, nhưng dã tâm cũng sẽ nô dịch một người.
không có dục vọng thì không có gì phải sợ, nói chung, trên người hắn còn có một thứ ngươi có thể học tập. Lê Du khẽ gật đầu, sau đó nói. Lão sư, cây bồ đề này. Đó không phải là cây bồ đề. Lão già đột nhiên nói. Lão sư sao có thể chắc chắn được? Lê Du hỏi. Lão già khẽ nói. Đã có lão tổ ra mặt. Lão tổ ra mặt. Lê Du thầm dùng mình. Lão tổ cũng ra mặt, điều này có nghĩa là chuyện không đơn giản. Bởi vì những lão tổ đó đều rất kiên trì, hoặc nói, chuyện có thể làm cho bọn họ để ý quá ít quá ít. Cùng lúc đó, Dương Diệp cũng nhận được tin tức của Dương Liêm Xương. Có lão tổ ra mặt. Dương Diệp lập tức rời khỏi Ngọa Long Thành và đi tới bờ biển, lấy chỗ đứng của hắn bây giờ nhìn lại, vẫn có thể nhìn thấy hòn đảo nhỏ này, phải nói cái cây kia. Quả nhiên, lúc này, trước cái cây kia đã có cực ít thánh nhân, chỉ có hai người. Lúc này, gương mặt của hai người này cũng trở nên già nua. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Nam tử trung niên này cứ như từ trong không trung xuất hiện, không có dấu hiệu báo trước, Dương Diệp căn bản không phát hiện được đối phương xuất hiện thế nào. Dương Diệp thầm dùng mình, hắn liếc nhìn nam tử trung niên mặc áo bào trắng, chắp hai tay sau lưng, cả người thoạt nhìn văn nhã, lại giống như một người bình thường, trên thân hoàn toàn không có huyền bí dao động. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai thánh nhân kia. Tu luyện tới thánh nhân, trong đó phải trải qua rất nhiều khó khăn, bọn họ có thể đi tới ngày hôm nay cũng không quá dễ dàng. Dương Diệp nói. Đáng tiếc, tất cả đều phải chết ở chỗ này. Nam tử trung niên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Ngươi thấy cái cây này thế nào? Dương Diệp trầm giọng nói. Có vấn đề. Nam tử trung niên mỉm cười. Thật hiếm có, thật ra, những thánh nhân này làm sao không biết cái cây này có vấn đề. Nhưng rất nhiều người vẫn đi, người có biết là vì sao không? Cơ hội. Dương Diệp nói. Đối với bọn họ, đây là một cơ hội lập đạo hỏi tổ, bọn họ không muốn bỏ qua. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Đây coi là một nguyên nhân, thật ra còn có một nguyên nhân khác, là bởi vì tự tin. Tự tin. Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên mặt hướng cái cây kia. Có thể tu luyện tới thánh nhân, thực lực dĩ nhiên không cần phải nói, ở trời đất này, ngoại trừ đạt được cấp bậc tổ, ai có thể uy hiếp được bọn họ. Theo bọn họ nghĩ là không có. Chẳng lẽ có sao? Dương Diệp hỏi ngược. Tự nhiên. Nam tử trung niên nói. Đâu chỉ có, hơn nữa còn rất nhiều. Ở vũ trụ này không chỉ sinh ra có loài người cùng bách tộc. Còn có rất nhiều sinh linh khác, giống như vật nhỏ bên trong cơ thể ngươi. Tiểu Bạch. Sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, đối phương tự nhiên biết trong cơ thể hắn có Tiểu Bạch. Nam tử trung niên cười nói. Không cần lo lắng, ta không có ác ý với ngươi, cũng sẽ không mơ ước bảo vật bên trong cơ thể ngươi. Tiền bối là ai? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Nam tử trung niên nói, không quan trọng, trở lại đề tài chính. Ở trong thiên địa này có rất nhiều sinh linh mà con người cũng chưa gặp qua, cũng có rất nhiều vật thành tinh linh. Ví dụ như kiếm thủ, nếu như kiếm linh của nàng khôi phục, chỉ dựa vào một thanh kiếm này là có thể chém giết thánh nhân. Ngoài ra còn có rất nhiều sinh linh thần bí. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía cái cây kia. Cái cây này cũng vậy, đúng không? Nam tử trung niên cười nói. Thật ra, ta đã biết lai lịch của cái cây này. Tuy nó kém hơn cây bồ đề. Nhưng cũng là một trong năm đại kỳ bảo của thiên địa này. Năm đại kỳ bảo. Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung niên. Tòa tháp bên trong cơ thể ngươi cộng thêm thanh kiếm trong tay ngươi cũng là một trong năm đại kỳ bảo. Nam tử trung niên nói. Tất cả đều thuộc về thần vật thật sự. Tuy nhiên, hai thần vật của ngươi xếp hạng cao hơn so với cái cây này. Có thể xếp thứ nhất không? Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên cười nói. Tháp này là thứ hai, kiếm thứ tư. Thứ nhất là gì? Dương Diệp lại hỏi. Nam tử trung niên mỉm cười. Một thần vật có thể chém tổ, sau này có lẽ ngươi sẽ gặp được. Thần vật chém tổ. Trong lòng Dương Diệp thầm dùng mình, cuối cùng là thần vật gì mà thậm chí có thể giết được cả lão tổ. Lúc này, nam tử trung tuổi kia ngẩng đầu nhìn về phía cái cây kia. C. Thần hư thụ. Nam tử trung niên khẽ nói.
Đây là một thần hư thụ có thể dễ dàng làm cho thánh nhân bị lạc mất phương hướng, cho dù thánh nhân bước vào trong đó cũng sẽ đánh mất chi mình. Trừ khi là thánh nhân kiếm tu giống như ngươi, đồng thời lĩnh ngộ kiếm vực, hơn nữa còn có kiếm tâm thông minh, dưới tình huống này mới có khả năng duy trì bản tâm. Đương nhiên, lấy thực lực của ngươi bây giờ, nếu ngươi bước vào trong đó, chỉ trong giây lát sẽ biến mất ở trong trời đất này. Tại sao nó lại muốn giết chết những thánh nhân? Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên khẽ nói. Báo thù. Báo thù. Dương Diệp nhíu mày, không hiểu. Nam tử trung niên mỉm cười, sau đó lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước cái cây kia. Cái cây kia đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, dường như cảm giác được nguy hiểm. Nam tử trung niên đột nhiên cong tay bắn ra. Phong. Hắn vừa dứt lời, cái cây kia lập tức trở nên yên tĩnh. Nam tử trung niên xoay người nhìn mình hai thánh nhân trước mặt, sau đó nhẹ nhàng vung tay phải lên, trong phút chốc, hai vị thánh nhân kia chậm rãi mở mắt ra. Hai người kia nhìn lướt qua xung quanh, rất nhanh, ánh mắt hai người tập trung ở trên thân nam tử trung niên. Trong phút chốc, hai vị thánh nhân đột nhiên đứng lên, sau đó cung kính thi lễ với nam tử trung tuổi kia. Cảm ơn đã cứu mạng. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Trở về đi, lập đạo hỏi tổ, phần nhiều chính là phải dựa vào chính mình, mà không phải dựa vào vật bên ngoài, gửi gắm hy vọng ở trên vật bên ngoài là không sáng suốt. Ta tiếp nhận giáo huấn. Hai người lại thi lễ với nam tử trung niên, sau đó xoay người biến mất ở phía chân trời. Bên bờ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt Dương Diệp cũng nhìn nam tử trung niên. Người này cuối cùng là ai? Thật ra, hắn đã đoán được một chút, nhưng không dám xác định. Phía xa, sau khi hai vị thánh nhân rời đi, nam tử trung tuổi kia quay đầu nhìn về phía cái cây kia. Ân oán năm đó, thật sự không thể để cho nó trở thành quá khứ sao? Qua rất lâu, một giọng nói vang lên ở bên tai nam tử trung niên. Ngươi cảm thấy có thể trở thành quá khứ sao? Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Chuyện năm đó đã qua rất lâu rồi, nếu không bỏ xuống thù hận trong quá khứ, sợ rằng các ngươi vẫn có thể dẫm lên vết xe đổ. Phải không? Âm thanh này đột nhiên cười nói. Đại thiên vũ trụ bây giờ đã không phải là đại thiên vũ trụ năm đó, bách tộc bây giờ cũng không phải là bách tộc năm đó, bốn nhà lớn bây giờ càng không phải là bốn nhà lớn năm đó, linh của vũ trụ bây giờ này cũng không phải linh của vũ trụ trước đây. Tuy bây giờ thần tộc không phải là thần tộc năm đó, nhưng mọi người đều là vậy, không phải sao? Vừa dứt lời, một nữ tử mặc váy trắng xuất hiện ở cách nam tử trung niên không xa. Nhìn thấy nữ tử váy trắng này, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Tuy không nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương, nhưng hắn đã nhiều lần nhìn thấy bóng dáng này. Thần tộc, tất cả đều trở nên rõ ràng. Tất cả những điều này đều do thần tộc làm ra. Nho tổ, một, Dương Diệp thật sự không ngờ được, tất cả những điều này là do thần tộc gây ra. Rõ ràng dụng ý của thần tộc là tiêu hao cường giả thánh nhân của bách tộc. Bởi vì thần tộc biết rất rõ ràng, nếu như bách tộc liên thủ thì thần tộc bây giờ tuyệt đối không ngăn cản được. Trong tương lai, bách tộc tuyệt đối có khả năng liên thủ, bởi vì chỉ cần thần tộc đủ cường thế, bách tộc nhất định sẽ liên thủ. Bởi vậy, thần tộc quyết định tiên hạ thủ vi cường, lợi dụng phương pháp này để tiêu hao cường giả thánh nhân của bách tộc. Thần tộc đã thành công. Thánh nhân của bách tộc bị tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng bây giờ lại chọc cho lão tổ đứng ra, thần tộc có thể đối đầu với lão tổ không? Dương Diệp tất nhiên cũng đoán được thân phận của nam tử trung niên, có thể làm cho thánh nhân tôn kính như vậy, không cần phải nói, nhất định chỉ có lão tổ. Trong lòng Dương Diệp có chút lo lắng cho thần tộc. Hắn tất nhiên có thiện cảm với thần tộc, tộc này đã giúp đỡ hắn rất nhiều lần, phía xa. Nam tử trung niên liếc nhìn nữ tử váy trắng, sau đó nói. Nếu các ngươi dám làm như thế thì chắc hẳn phải có chỗ dựa, ta rất tò mò về chỗ dựa của các ngươi. Nữ tử váy trắng nói. Nho ra tốt nhất đừng nhúng tay vào thì tốt hơn. Vì sao? Nam tử trung niên cười nói. Nữ tử váy trắng nói. Không sợ mấy vạn năm cơ nghiệp của nho ra hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi có thể nhúng tay. Nam tử trung niên cười nói. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Nữ tử váy trắng nói. Chưa thể nói là uy hiếp được, nếu thần tộc ta dám hiện thế thì đã chuẩn bị sẵn sàng. Nói đến đây, nữ tử váy trắng dựng một ngón tay lên. Bây giờ mặc dù thần tộc ta đã xuống dốc, nhưng tin tưởng ta,
nếu như chúng ta bất chấp tất cả mọi giá, vẫn có thể tàn sát một vị lão tổ. Nam tử trung niên nheo mắt lại, vẻ mặt lạnh đi. Nữ tử váy trắng lại hoàn toàn không sợ hãi. Nếu như Nho gia không có ngươi, sợ rằng trong giây lát sẽ phải biến mất khỏi đại thiên vũ trụ, ngươi thấy thế nào? Nam tử trung niên nói. Thần tộc bây giờ, một Nho gia ta cũng có thể diệt. Nữ tử váy trắng cười nói. Thử xem. Vừa dứt lời, hai tay của nữ tử váy trắng đột nhiên vẫy một cái, trong phút chốc, nước biển xung quanh đột nhiên chấn động, ngay sau đó, một màn ánh sáng cực lớn xuất hiện ở phía sau nữ tử váy trắng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt nam tử trung niên trầm xuống. Hoán hồn trận, nữ tử váy trắng nói. Thần tộc ta trở lại đại thiên vũ trụ, trong bốn nhà lớn, đạo gia, binh gia, Phật gia, ba nhà này duy trì im lặng, nếu như Nho gia ngươi không muốn duy trì im lặng. Có thể thần tộc ta lại cùng Nho gia ngươi ngọc đá đều nát, chúng ta đã sớm không nhà để về, mất mạng cũng không có gì. Mà ngươi thì sao, ngươi bằng lòng buông tha đại đạo của ngươi, buông tha cơ nghiệp Nho đạo của ngươi sao? Nam tử trung niên từ từ nhắm hai mắt lại, qua rất lâu, nam tử trung niên mở mắt. Không hổ danh là quân sư của thần tộc, tất cả đều ở trong tính toán của ngươi. Thật ra ngươi hẳn đã hiểu rõ nguyên nhân thực sự khiến ba nhà này không ra tay. Đương nhiên hiểu rõ. Nữ tử váy trắng cười nói. Năm đó, thiên thời ở bên các ngươi cho nên thần tộc ta thất bại. Bây giờ, thiên thời ở phía bên chúng ta. Nam tử trung niên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Hắn sao, thần tộc ngươi lại muốn lợi dụng hắn làm gì? Lợi dụng. Nữ tử váy trắng lắc đầu. Nếu ta muốn lợi dụng hắn thì đã sớm lợi dụng rồi. Nho tổ, ngươi chắc hẳn hiểu rõ. Hắn đi tới bây giờ có liên hệ rất lớn với bách tộc. Là bách tộc đẩy hắn đi tới phía đối diện, mà không phải là thần tộc ta. Nam tử trung niên khẽ cười. Ngươi nói đúng, thiên thời ở bên phía các ngươi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thần tộc ngươi chắc chắn có thể thắng. Cứ chờ xem. Nữ tử váy trắng nói. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Mỏi mắt mong chờ. Nói xong, hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tiền bối. Dương Diệp không hiểu. Nam tử trung niên mỉm cười. Ta biết bách tộc truy sát ngươi, trong lòng ngươi nhất định là có oán hận với bách tộc, nhưng ta tin tưởng, ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy đại thiên vũ trụ máu chảy thành sông. Dương Diệp cười gượng nói. Tiền bối, ta cảm thấy ngươi quá coi trọng ta. Nói thật, bất kể là bách tộc hay bốn nhà lớn, thậm chí là thần tộc, ta có thể quan được ân oán giữa những thế lực lớn các ngươi sao? Nói đến đây. Hắn lắc đầu. Không quản được, cũng không muốn quản. Tuy nhiên, việc bách tộc làm đối với ta, đặc biệt là nhân quân nhân tộc, có một ngày ta sẽ đích thân đòi lại món nợ này. Giữa thần tộc cùng bách tộc, người đứng bên nào? Nam tử trung niên đột nhiên hỏi. Dương Diệp không chút do dự nói. Thần tộc. Hắn đương nhiên phải đứng ở bên phía thần tộc rồi. Vì sao? Rất đơn giản, thần tộc không chỉ không đuổi giết hắn, trái lại còn giúp trợ hắn. Về phần đại nghĩa nhân tộc gì đó, thứ này rất không đáng tin cậy, vì nhân tộc tuyệt đối không nói đại nghĩa nhân tộc với hắn. Đương nhiên hắn cũng không làm ngược lại, loài người hắn không xem tất cả nhân loại là kẻ thù. Ai muốn giết hắn, hắn lại xem kẻ đó là kẻ thù, ai từng giúp hắn, hắn lại đứng về bên phía người đó. Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Nam tử trung niên khẽ thở dài, nếu như chỉ có mình Dương Diệp, cho dù Dương Diệp có yêu nghiệt mấy. Cũng không đáng để hắn tới hỏi những chuyện này. Vấn đề là trong cơ thể Dương Diệp có chí bảo của đạo gia. Nếu chí bảo lựa chọn Dương Diệp, vậy Dương Diệp lại không phải chỉ đơn thuần là một loài người. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn coi trọng Dương Diệp. Nam tử trung niên không nói gì, xoay người rời đi. Bởi vì hắn đã nhận được đáp án. Lúc này, nữ tử váy trắng này đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp đó không xa. Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này, nữ tử váy trắng này đột nhiên nói. Đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó đi theo. Dương Diệp theo nam tử trung niên đi tới trước cái cây kia, nữ tử váy trắng nói. Đây là chí bảo của thần tộc ta, thần hư thụ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Người vừa rồi đã nói với ta rồi. Biết hắn là ai sao? Nữ tử váy trắng đột nhiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Nho tổ, nữ tử váy trắng nói.
cho dù hắn là lão tổ Nho gia kia, một trong mấy người đỉnh phong của đại thiên vũ trụ. Cũng là hắn phá hủy kế hoạch của chúng ta lần nà ly. Tuy nhiên không sao cả, chết nhiều thánh nhân như vậy đã đủ với chúng ta rồi. Dương Diệp nói, các ngươi thật sự muốn đánh bách tộc sao? C đánh bách tộc. Nữ tử váy trắng mỉm cười, sau đó nói. Tất nhiên là không, đừng nói chúng ta, chỉ sợ bốn nhà lớn cũng sẽ không đi đổ máu cùng bách cơ tộc, bởi vì điều này là vô nghĩa. Phải biết rằng đánh địch tổn thương 10.000, tự hại mình 8.000, thần tộc ta cũng sẽ không đổ máu cùng bách tộc. Dương Diệp nói. Vậy các ngươi muốn làm gì? Nữ tử váy trắng nói. Ngươi rất muốn biết sao? Dương Diệp im lặng. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên vung tay phải lên, trong phút chốc, cái cây xung quanh Dương Diệp cùng nữ tử váy trắng kia đột nhiên mờ ảo, dần dần, cái cây kia biến mất. Thoáng cái, nữ tử đột nhiên điểm xuống phía dưới, trong phút chốc, mặt nước bên dưới hai người đột nhiên tách ra, ngay sau đó, hai người trực tiếp rơi vào trong đó. Chậm rãi hạ xuống. Đi đâu vậy? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng cười nói. Có lợi cho ngươi, ngươi tin không? Lợi à? Dương Diệp không hiểu. Nữ tử váy trắng không nói gì thêm. Ngươi rốt cuộc là ai? Dương Diệp rốt cuộc vẫn hỏi. Hắn thật sự rất tò mò về thân phận của người trước mắt này. Bây giờ, cho dù hắn ở rất gần đối phương, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy được gương mặt của đối phương. Nữ tử váy trắng im lặng một lát, sau đó nói. Sau này ngươi sẽ biết. Lại rơi xuống. Dương Diệp cười gượng, nếu đối phương không muốn nói, hắn cũng không hỏi. Dương Diệp cười gượng, nếu đối phương không muốn nói, hắn cũng không hỏi. Hai người tiếp tục rơi xuống, không biết qua bao lâu, hai người cuối cùng rơi xuống đất. Theo nữ tử váy trắng dẫn dắt, hai người đi về phía xa. Hai người đi ở trong nước, thế giới trong nước hoàn toàn ám, cho người ta một loại cảm giác đặc biệt nặng nề. Áp lực. Dương Diệp cảm nhận được một chút áp lực. Không biết đi bao lâu, nữ tử váy trắng đột nhiên ngừng lại. Ở cách hai người không xa có một quan tài màu đen. Ở bốn góc của quan tài có bốn sợi dây xích màu vàng, một đầu khóa chặt cái quan tài này, một đầu khác lại tiến vào trong không gian. Giúp ta một chuyện. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy trắng, nữ tử khẽ nói. Bên trong quan tài này là một vị tiên hiền của thần tộc ta. Hắn bị lão tổ Nho gia kia phong ấn ở đây, dây xích này có văn khí của lão tổ Nho gia, trừ khi mấy lão tổ khác ra tay, nếu không sẽ không thể chặt đứt bốn sợi dây xích. Quên mất, còn có một vật có thể chặt dây xích này. Kiếm của ta. Dương Diệp nói. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Kiếm của ngươi là do mấy vị lão tổ trước đây liên thủ chế tạo, có thể nói hắn là bảo vật đỉnh phong hậu thiên. Tuy kiếm linh của hắn chưa thức tỉnh. Nhưng văn khí trong bốn sợi dây xích này đã bị vô số năm ăn mòn, cũng không còn mạnh như trước. Cộng thêm thần trí của vị tiên hiền thần tộc ta đã tỉnh táo, cho nên ngươi cùng hắn nội ứng ngoại hợp, có thể phá hỏng bốn sợi dây xích này. Dương Diệp khẽ gật đầu, không từ chối. Hắn đi tới trước quan tài này, sau đó lấy ra kiếm thủ. Dường như nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu lại nhìn về phía nữ tử váy trắng. Vậy vì sao Nho tổ không ngăn cản ngươi? Nữ tử váy trắng nói, kẻ địch của hắn không phải thần tộc ta, kẻ địch của thần tộc ta cũng không phải hắn, ít nhất tạm thời không phải là Nho gia hắn. Cho nên hai bên chúng ta lựa chọn không xâm phạm lẫn nhau. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Nói xong, hắn giơ kiếm liền chém về phía trước mặt. Suy, một đường kiếm khí sắc bén phá không rời đi. Dương Diệp lại trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy vạn trượng. Nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó điểm một cái ở phía sau lưng hắn, Dương Diệp lập tức ngừng lại. Lúc này, nữ tử váy trắng nói. Sử dụng kiếm vực, dốc hết toàn lực. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó thi triển ra kiếm vực, hai tay hắn giơ kiếm chợt chém mạnh về phía trước. Ong! Một tiếng kiếm ngân chói tai đột nhiên vang vọng ở trong đáy biển này. Lúc này, quan tài phía xa này đột nhiên chấn động mạnh. Một lực lượng cường đại từ trong đó chấn động ra. Bốn sợi dây xích này trực tiếp hóa thành hư vô. Cuối cùng cũng đi ra rồi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, trong phút chốc, hắn biến sắc và giơ kiếm liền chém về phía trước mắt. Dương Diệp trực tiếp chấn động bay ra ngoài,
cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn đã biến mất. Chút giận, một. Ở chỗ Dương Diệp đứng chỗ lúc trước có một người nam tử trung niên tóc đen mắt tím, lúc này hắn đang cầm kiếm của Dương Diệp. Phía xa, Dương Diệp ho nhẹ một tiếng, máu tươi lập tức từ khóe miệng hắn chậm rãi tràn ra. Trong chớp mắt yên lặng, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung tuổi kia, trong phút chốc, Dương Diệp bước về phía trước một bước. Kiếm vực mạnh mẽ lập tức bao phủ lấy đáy biển này, cùng lúc đó, hai tay Dương Diệp vẫy một cái, 200 thanh khí kiếm đã xuất hiện. Giết! Giọng nói Dương Diệp đột nhiên vang vọng ở trong đáy biển này. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, trong phút chốc, cả đáy biển lập tức bị kiếm quang bao trùm. Giờ phút này, nam tử trung tuổi phía xa kia ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy những kiếm quang xung quanh, hắn nhíu mày bước về phía trước một bước, sau đó điểm một điểm về phía trước mặt, chính là một điểm này khiến những kiếm quang ở đó trực tiếp mờ ảo. Mà vào lúc này, một tiếng rồng ngâm đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, ngay sau đó, chiến thiên xuất hiện ở trong tay Dương Diệp, trong phút chốc, Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải một cái, cả người nâng cao chiến thiên trực tiếp xông về phía nam tử trung tuổi kia. Khi cách nam tử trung niên chừng 10 trượng, một ngọn lửa đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, ngọn lửa này lập tức bao bọc lấy cơ thể Dương Diệp và chiến thiên. Trong chớp nhoáng này, cả biển rộng lập tức bị lục đinh thần hỏa đun cho sôi trào. Kiếm vực, chiến thiên, lục đinh thần hỏa, thiên long hộ thể. Lần này, Dương Diệp hoàn toàn liều mạng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nam tử trung tuổi kia lại nhíu mày. Đối mặt một đòn này, nam tử trung niên rõ ràng cũng không dám khinh thường, tay phải hắn xoay tròn, một tấm lá chắn mờ ảo lập tức chắn ở trước mặt của hắn. Chiến thiên trong tay Dương Diệp vừa chém vào trên tấm lá chắn kia, ở đó liền phát ra một tiếng nổ lớn rung trời, ngay sau đó, một sóng khí mạnh mẽ cuốn ra, cả biển rộng lập tức cuộn sóng. Ở dưới một đòn này của Dương Diệp, nam tử trung tuổi kia trực tiếp bị chấn động đẩy đến hơn mấy trăm trượng, cùng lúc đó, ở trên người của nam tử trung niên xuất hiện vài tia máu. Đó là do cơ thể bị đánh rách. Cho dù là thánh nhân cũng không thể dễ dàng đỡ được một đòn vừa rồi của Dương Diệp. Phía xa, sắc mặt nam tử trung niên này trầm xuống, trong phút chốc, tay phải hắn thò ra phía trước, sau đó cách không chộp về phía Dương Diệp, một lực lượng cường đại lập tức bao phủ lấy Dương Diệp. Nhưng chiến thiên trong tay Dương Diệp liền vung lên, trực tiếp phá hết khí thế kia. Lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, thánh nhân chỉ dựa vào khí thế mà muốn ngăn chặn hắn, không thể nghi ngờ chính là nằm mơ. Rõ ràng nam tử trung tuổi kia vẫn muốn ra tay, mà vào lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Đủ rồi. Nam tử trung niên quay đầu lại nhìn về phía nữ tử váy trắng này. Ngươi có tư cách ra lệnh cho ta sao? Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên biến mất. Sắc mặt nam tử trung niên chợt biến đổi và muốn ra tay, mà vào lúc này, rất nhiều ánh sao đột nhiên tập trung ở trên đỉnh đầu của nam tử trung tuổi kia, một uy áp khủng khiếp đột nhiên ép xuống. Răng rắc. Dương Diệp lập tức nghe được tiếng xương gãy vang lên. Tuy nhiên, nam tử trung niên này rõ ràng không ngồi chờ chết, lại muốn ra tay, mà lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ra tay thử xem. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, nơi nào, một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn cùng một lão già tóc trắng đang chậm rãi đi đến. Chí nữ. Người tới chính là chí nữ, Dương Diệp đã từng có gặp mặt lão già kia một lần, đó là quản bá trước đây đưa hắn đi luyện ngục tu la. Nhìn thấy chí nữ, sắc mặt nam tử trung niên này trầm xuống. Ngươi là thiếu tộc trưởng. Nàng bây giờ là tộc trưởng. Bên cạnh chí nữ, quản bá đột nhiên nói một câu. Sắc mặt nam tử trung niên có chút khó coi. Thiếu chủ thích vực đâu? Chết rồi. Lúc này, chí nữ đột nhiên nói. Ta đã tự tay giết hắn. Hắn là ca ca của ngươi. Nam tử trung tuổi kia đột nhiên tức giận nói. Làm càn. Đúng lúc này, quản bá đột nhiên biến mất. Nam tử trung tuổi kia trực tiếp bị chấn động đến ngoài vạn trượng, cùng lúc đó, bốn gã lão giả áo bào trắng xuất hiện ở bên cạnh nam tử trung tuổi kia. Tất cả đều là thánh nhân. Chí nữ chậm rãi đi về phía nam tử trung tuổi kia. Hắn muốn làm tộc trưởng, điều này không sai, sai ở chỗ hắn không nên liên thủ với người ngoài. Trước đây nếu như không phải hắn cấu kết với người ngoài, sao thần tộc ta thành như vậy? Lúc này, nàng đứng lại. Ngươi là một trong số ba đại thiên hiền của thần tộc, ta tới cứu ngươi ra,
không phải muốn ngươi tới tính sổ với ta. Trước đây phụ hoàng đưa vật kia cho ba người các ngươi đi cất giữ, bây giờ, ta muốn lấy nó về. Sắc mặt nam tử trung niên không ngừng thay đổi. Muốn giở trò. Chí nữ khẽ nói. Tuy thần tộc ta bây giờ cần cường giả, nhưng thêm ngươi không nhiều, bớt ngươi không ít, đừng khiêu chiến với sự kiên nhẫn của ta. Khí tức của mấy thánh nhân phía sau nam tử trung niên đã khóa hắn lại. Nam tử trung niên im lặng một lát, cuối cùng, bàn tay hắn mở ra, một chiếc chìa khóa màu vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Chí nữ khẽ vẫy tay, cái chìa khóa này trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Sau khi thu lấy chiếc chìa khóa, chí nữ lại vẫy tay phải một cái, thanh kiếm trong tay của nam tử trung niên kia trực tiếp bay đến trước mặt nàng. Chí nữ bấm tay bắn ra, thanh kiếm kia bay đến trước mặt Dương Diệp. Chí nữ đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Nếu có một ngày trong đại thiên vũ trụ không có chỗ cho người đi, hãy tới thần tộc ta, nói xong, nàng trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng chẳng bao lâu, nàng lại ngừng lại. Ta cũng không phải muốn lợi dụng gì ngươi, cũng chưa từng có suy nghĩ này. Còn nữa, cá nhân ngươi tuy yêu nghiệt, nhưng đối với thế cục của tất cả đại thiên vũ trụ lại không thể tạo thành ảnh hưởng gì. Nói xong, nàng biến mất ở phía xa. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Chẳng bao lâu bách tộc sẽ tập trung lại, sau đó thương lượng cùng nhau đối phó với thần tộc ta, tuy nhiên đây không phải là điều ngươi cần lo lắng. Ngươi nên suy nghĩ xem, sau khi bọn họ tập trung lại một chỗ, bọn họ có thể sẽ chú ý tới ngươi, dù sao ở trên người ngươi có hai chí bảo của đại thiên vũ trụ. Còn có ân oán giữa bách tộc cùng ngươi, chỉ cần cho bọn họ cơ hội, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta biết. Nữ tử váy trắng nói. Trong khoảng thời gian này, thần tộc ta sẽ yên lặng. Như vậy, ánh mắt bọn họ đều tập trung ở trên người ngươi. Nói chung hãy cẩn thận. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở phía xa. Ở đó chỉ còn lại có Dương Diệp cùng một nam tử trung niên khác. Qua rất lâu, Dương Diệp đang muốn rời khỏi đó, mà lúc này, nam tử trung tuổi kia đột nhiên nói. Vì sao chiến thiên cùng thanh kiếm kia lại ở trong tay ngươi? Dương Diệp liếc nhìn nam tử trung tuổi kia. Liên quan gì tới ngươi? Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Hắn vừa mới ra tay cứu nam tử trung niên này, nhưng đối phương vừa ra đã ra tay với hắn, điều này làm cho hắn rất tức giận. Bởi vậy, hắn dĩ nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Gương mặt của nam tử trung niên này rất khó coi, hắn lại muốn ra tay nhưng dường như kiêng kỵ gì, cuối cùng vẫn đành thôi. Mà giờ phút này, Dương Diệp đã rời đi. Dương Diệp không ra tay, bởi vì hắn căn bản không giết chết được đối phương, đương nhiên lấy thực lực của đối phương mà muốn giết chết hắn, cũng rất khó khăn. Ai cũng giết được người khác, cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian cùng đối phương. Sau khi rời khỏi đáy biển, Dương Diệp trở lại Ngọa Long Thành, Dương Liêm Xương liền truyền âm cho hắn. Thế cục đại nội. Sau khi Nho Gia lão tổ đứng ra, âm mưu của thần tộc lập tức bị phá hỏng. Phẫn nộ. Bách tộc lập tức sôi trào, bởi vì lần này bọn họ tổn thất rất nhiều cường giả thánh nhân, thật sự tổn thất nặng nề, bọn họ có thể nào không giận được. Đáng tiếc là không có tộc nào dám đi tìm thần tộc. Đối với tộc đã từng là bá chủ siêu cấp của đại thiên vũ trụ, không quan tâm là tộc nào đều có kiêng kỵ. Vì vậy, bách tộc bắt đầu thử liên lạc. Liên minh. Mặc dù bây giờ bách tộc còn chưa có liên minh, nhưng dựa theo Dương Liêm Xương phán đoán, bách tộc nhất định sẽ liên minh. Một khi bách tộc liên thủ, đại thiên vũ trụ sẽ biến thành ba cực, dĩ nhiên chính là bốn nhà lớn, bách tộc, thần tộc. Nhưng lúc này, thần tộc lại biến mất. Bách tộc căn bản không tìm được thần tộc lại giống như bốc hơi khỏi thế gian. Đáng để nghiền ngẫm là thái độ của bốn nhà lớn, không ngờ thần tộc xuất hiện, bốn nhà lớn tự nhiên giữ im lặng, không ai tỏ thái độ. Theo bách tộc thấy, bốn nhà lớn hiển nhiên không muốn nhúng tay. Bốn nhà lớn không muốn ra tay, bách tộc nhất định phải liên thủ. Nếu không, bất kỳ một tộc nào cũng không thể chống lại thần tộc. Thật ra, trong đại thiên vũ trụ, bách tộc tuyệt đối không phải thật sự có 100 chủng tộc, trước kia là vậy, nhưng bây giờ có vài chủng tộc đã dần dần biến mất, hoặc bị tiêu diệt, bởi vậy, cho tới bây giờ, có thực lực còn tồn tại trong đại thiên vũ trụ tối đa cũng chỉ mười mấy chủng tộc mà thôi. Tuy vậy, nhưng thần tộc cũng không thể lấy thực lực của một tộc đối đầu được. Cho nên, thần tộc biến mất. Những điều này cũng không phải là điểm chính là Dương Diệp hắn.
bởi vì sau khi Bách tộc liên thủ, mệnh lệnh đầu tiên của Bách tộc không ngờ là phát lệnh truy nã Dương Diệp. Phát lệnh truy nã Dương Diệp hắn. Khi nghe tới tin tức này, Dương Diệp lập tức nhảy dựng lên. Vì sao? Dĩ nhiên là hắn hỏi Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương nói. Bởi vì ngươi từng tiếp xúc qua với thần tộc, theo bọn họ thấy, Dương Diệp ngươi và thần tộc chính là một phe, cộng thêm trên người ngươi có nhiều bảo vật như vậy, bây giờ thần tộc lại ẩn nấp, cho nên, bọn họ không đánh ngươi thì đánh ai? Bây giờ, ngươi tốt nhất đừng trở về. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Dương Liêm Sương nói. Bởi vì có rất nhiều người muốn tìm ngươi. Bách tộc tổn thất nhiều thánh nhân như vậy, bọn họ muốn chút giận, nếu không tìm được thần tộc, vậy cũng chỉ có thể tìm ngươi. Dương Diệp. Linh của kiếm thủ, 1. Bách tộc tổn thất rất nhiều thánh nhân, bọn họ dĩ nhiên phải báo thù hận lớn này. Nhưng thần tộc biến mất. Vì vậy, bọn họ để ý tới Dương Diệp. Không thể không nói, trong lòng Dương Diệp vẫn còn có chút bất bình. Nhưng hắn không có biện pháp nào. Giống như Dương Liêm Sương nói, vào thời điểm này, hắn thật sự không thể trở lại Đại Thiên Vũ Trụ. Lấy thực lực của hắn bây giờ thật sự không có cách nào chống lại Bách tộc. Tuy nhiên cũng tốt, bây giờ hắn có thể ở lại hư vô giới, sau đó yên tâm tu luyện một thời gian. Trước đó giao đấu cùng Lê Du của Nho Gia và Thánh Nhân làm cho hắn phát hiện ra bản thân vẫn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Bây giờ các phương diện của hắn đều có không gian nâng cao rất lớn, hắn cần làm là cố gắng nâng cao mình. Đặc biệt là phương diện kiếm đạo. Bây giờ kiếm kỹ cường đại nhất của hắn chính là táng kiếm sát cùng nhân kiếm hợp nhất, nếu như thi triển cùng lúc thì uy lực còn mạnh hơn. Nhưng uy lực này không có uy hiếp quá lớn đối với thánh nhân, cho dù hắn dùng kiếm vực trợ giúp cũng không được, khi đối mặt với thánh nhân, một chiêu này có hơi yếu. Mà bây giờ, thứ mà hắn có khả năng uy hiếp thánh nhân là chiến thiên cùng thiên long hộ thể. Tuy với Dương Diệp, điều này cũng không có gì không thích hợp, nhưng điều này cũng có nghĩa là phương diện kiếm đạo của hắn hơi yếu. Cần tăng cường kiếm đạo. Có hai loại phương pháp tăng cường kiếm đạo, loại thứ nhất là tăng cường kiếm kỹ, làm cho kiếm kỹ càng trở nên cường đại hơn. Loại thứ hai lại tăng cường thành tựu kiếm đạo, từ nâng cao kiếm đạo của mình trên căn bản, nếu như nâng cao kiếm đạo, uy lực của kiếm kỹ tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Tuy nhiên, cái sau còn khó hơn cái trước rất nhiều. Bây giờ kiếm đạo của hắn đã đạt đến bình cảnh, muốn cố gắng cao hơn, không thể thực hiện được trong thời gian ngắn. Kiếm kỹ, với tình huống trước mắt của hắn chỉ có thể lựa chọn nâng cao kiếm kỹ. Cũng may hắn đã từng nghiên cứu qua vạn loại kiếm kỹ, mặc dù với các loại kiếm kỹ không quá tinh thông nhưng cũng hiểu, cộng thêm một vài suy nghĩ của bản thân hắn, muốn nâng cao kiếm kỹ của mình cũng không phải là vấn đề rất lớn, chỉ là vấn đề thời gian. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt khép hờ. Tự kiểm điểm lại về kiếm kỹ của mình. Xem kiếm kỹ của mình có chỗ nào chưa đủ, đặc biệt là trong hai trận chiến lúc trước khi chiến đấu cùng Lê Du và Thánh Nhân kia, kiếm của hắn cũng không đủ để gây uy hiếp cho đối phương. Thật ra, người xưa có câu nói không sai, chiến đấu dễ dàng làm cho người ta trưởng thành. Trải qua nhiều lần hồi tưởng cuộc chiến đấu lúc trước, Dương Diệp phát hiện ra trong kiếm kỹ của mình có rất nhiều chỗ thiếu sót, một điểm đầu tiên chính là tốc độ. Ban đầu, hắn cảm thấy tốc độ kiếm của mình đã rất nhanh. Nhưng khi chống lại thánh nhân cùng thiên tài Lê Du này, tốc độ kiếm của hắn còn xa mới đủ. Nâng cao tốc độ kiếm. Đối với Dương Diệp mà nói, bây giờ hắn cần phải làm là nâng cao tốc độ kiếm của mình, đương nhiên, uy lực của kiếm kỹ cũng cần phải nâng cao. Đối với điểm hai thứ này thì không có phương pháp khác, chỉ có luyện hết lần này tới lần khác. Dương Diệp cũng sẽ không nóng lòng cầu thành công. Bất kể là tốc độ kiếm hay uy lực của kiếm cũng không phải hắn chỉ tùy tiện tu luyện vài cái có thể hoàn thành. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua. Có một ngày, Tiểu Bạch đột nhiên ôm một thanh kiếm chạy tới trước mặt Dương Diệp. Tiểu Bạch chỉ móng nhỏ vào thanh kiếm, sau đó một móng nhỏ khác nhanh chóng vung vẩy. Ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo của nàng đầy vẻ hưng phấn. Kiếm trong móng vuốt của Tiểu Bạch là kiếm thủ. Nhưng Dương Diệp không hiểu rõ ý của Tiểu Bạch. Bởi vì Tiểu Bạch chỉ dùng một chảo để biểu đạt. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, cười nói. Đừng nóng vội, từ từ nói. Tiểu Bạch cho kiếm lơ lửng, sau đó hai móng nhỏ bắt đầu vung vẩy. Rất nhanh, vẻ mặt Dương Diệp dần dần nghiêm trọng. Ngươi là nói hắn đang giao lưu với ngươi. Tiểu Bạch liên tục gật đầu. Dương Diệp sửng sốt. Kiếm linh tỉnh rồi sao?
Dương Diệp nhìn về phía kiếm trong tay, hắn thò tay cầm kiếm, nhưng tuyệt đối không cảm nhận được kiếm linh, chỉ cảm nhận được một tia dao động không rõ ràng, có chút dao động cùng loại với sóng linh hồn. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, tiểu tử này sẽ không xuất hiện ảo giác chứ? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó cúi đầu nhìn về phía kiếm trong móng vuốt, rất nhanh, nàng ôm kiếm đặt ở bên tai mình, một lát sau, ánh mắt nàng sáng lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, móng nhỏ lại chỉ vào kiếm, ý kia là hắn thật sự đang nói chuyện. Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó cúi đầu nhìn về phía kiếm kia, nhưng hắn vẫn không cảm nhận được. Đúng lúc này, Thiên Tú đột nhiên nói. Ca ca, có thể chỉ Tiểu Bạch mới nghe được không? Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, biểu tình Tiểu Bạch rất nghiêm túc, biểu thị nàng không gạt người. Một lát sau, Dương Diệp nói. Nàng nói gì? Tiểu Bạch móng nhỏ nhẹ nhàng gõ kiếm thủ một cái, sau đó đặt kiếm ở bên tai, một lát sau, móng nhỏ bắt đầu vung vẩy. Một lát sau, Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi nói nàng muốn ta đi tới một chỗ sao? Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Vì sao? Dương Diệp nói. Giúp ta hỏi nàng xem tại sao lại muốn đi. Tiểu Bạch lại trao đổi cùng kiếm thủ. Thường xuyên trao đổi qua lại, Dương Diệp cuối cùng hiểu rõ ý của kiếm thủ. Đối phương khôi phục lại một chút, nhưng chưa hoàn toàn, đối phương còn rất suy yếu, chỉ có thể giao lưu với Tiểu Bạch. Sở dĩ nguyên nhân chủ yếu có thể giao lưu với Tiểu Bạch vì Tiểu Bạch là linh vật, hơn nữa còn là linh vật sau tiến hóa, mọi phương diện đều được nâng cao rất lớn, đặc biệt là phương diện nhận biết đối với linh vật cùng với sinh vật có linh càng tăng lên rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng có thể cảm nhận được kiếm linh tồn tại. Mà kiếm linh muốn hắn đi tới một nơi tên là vùng đất kiếm khư. Về phần nguyên nhân, đối phương còn chưa kịp nói đã ngủ say rồi. Suy yếu. Lúc này kiếm linh rất suy yếu, đến mức mỗi lần nàng chỉ có thể tỉnh lại nửa khắc, sau đó cần phải ngủ say. Về phần lần tỉnh táo tiếp theo thế nào, Tiểu Bạch không biết, Dương Diệp càng không biết. Trước mặt Dương Diệp, Tiểu Bạch nhẹ nhàng vung vẩy móng nhỏ, ý kia là có đi không? Dương Diệp nhìn kiếm trong tay rất lâu, sau đó cười nói, phải đi chứ. Từ khi kiếm thủ theo hắn tới nay đã giúp hắn rất nhiều chuyện, cho dù sau khi đối phương tỉnh dậy lại lựa chọn không theo hắn, hắn cũng phải đi. Bây giờ có thể giúp được đối phương, dù thế nào, hắn cũng sẽ giúp một tay. Đương nhiên, sâu trong lòng hắn vẫn hy vọng kiếm linh khôi phục xong vẫn theo hắn. Hắn không che giấu suy nghĩ riêng của mình, hắn cũng sẽ không dối trá nói có theo hay không cũng không sao. Điều này có quan hệ rất lớn đấy. Kiếm này là kiếm thủ, kiếm đứng đầu đại thiên vũ trụ. Nếu như kiếm linh của đối phương khôi phục, khi đó lấy thực lực của hắn bây giờ, lão tổ không ra, ai dám tranh phong. Suy nghĩ một chút cũng thấy kích thích. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp khẽ nói. Kiếm khư. Dương Diệp tuyệt đối không lập tức khởi hành đi tới kiếm khư gì đó, mà truyền âm cho Dương Liêm Sương, nhờ nàng giúp hắn điều tra về kiếm khư. Dương Liêm Sương điều tra đủ một ngày. Ta điều tra được rất ít tin tức về kiếm khư, chỉ biết một điều là chỗ này đã từng là nơi kiếm thủ xuất thế. Dương Liêm Sương nói. Nơi kiếm thủ xuất thế. Dương Diệp không hiểu. Dương Liêm Sương nói. Nơi trước đây mấy vị lão tổ liên thủ chế tạo kiếm thủ, chỗ đó cũng rất thần bí. Sau khi kiếm thủ xuất thế, không biết vì nguyên nhân gì khiến chỗ đó bị phong ấn, hơn nữa ngoại trừ mấy vị lão tổ ra, không có ai biết chỗ đó ở đâu, đương nhiên, kiếm thủ của ngươi nhất định sẽ biết chỗ đó. Nơi kiếm thủ xuất thế. Dương Diệp trầm giọng nói. Chỗ đó có nguy hiểm không? Ta làm sao biết được? Dương Liêm Sương tức giận nói. Ta lại chưa từng đi qua chỗ đó, tuy nhiên theo ta đoán, chỗ đó nhất định là không đơn giản. Nếu như ngươi muốn đi thì vẫn phải cẩn thận vẫn tốt hơn. Còn nữa, ngươi đừng quên bây giờ ngươi đang bị bách tộc phát lệnh truy nã, lúc đi kiếm khư, cẩn thận đừng để người ta giết. Bách tộc. Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến bách tộc bây giờ đang phát lệnh truy nã hắn, lấy thực lực của bách tộc muốn tìm được hắn sẽ không quá khó khăn. Dương Diệp lấy ra lá bồ đề ra. Lúc này, lá bồ đề đã vàng hết một nửa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Không cần phải nói, nhất định là có cường giả ở lấy phương thức gì đang tìm hắn, lúc này mới làm cho này lá bồ đề vàng nhanh như vậy. Ở tiếp tục như thế, khi này lá bồ đề hoàn toàn thay đổi vàng giây phút đó, khi đó, vị trí của hắn lại đem hoàn toàn để lộ. Lúc này, Dương Liêm Sương lại nói. Bất kể như thế nào,
bản thân ngươi cẩn thận, ta lập tức chú ý hướng đi Bách tộc, bọn họ vừa có động tĩnh, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dương Diệp khẽ gật đầu. Bản thân ngươi cũng phải cẩn thận, bây giờ Bách tộc gần như đã đạt được hiệp nghị, bọn họ liên thủ, các ngươi cần phải cẩn thận, một khi bị lộ, các ngươi còn nguy hiểm hơn ta. Ta biết, Dương Liêm Sương nói. Bây giờ, chúng ta đã bắt đầu thu lại phạm vi thế lực, một ít vòng ngoài cũng đã buông tha. Đúng rồi, kiếm thủ của ngươi bảo ngươi đi kiếm khư, chắc ở đó có thể làm cho nó khôi phục. Ta kiến nghị bây giờ ngươi liền khởi hành, nếu như hắn có thể khôi phục, trong trời đất này, ngoại trừ lão tổ ra, thánh nhân cơ bản không làm gì được ngươi. Dương Diệp cười gượng, sau khi kiếm linh kia khôi phục có theo hắn hay không vẫn là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, Dương Liêm Sương nói cũng đúng, bây giờ kiếm linh này xem như là một hy vọng của hắn. Đến lúc đó, nếu như kiếm thủ thật sự không theo hắn cũng không sao, hắn theo kiếm thủ là được. Mặt mũi gì, hắn thường không để ý, có thể bảo toàn tính mạng là được. Đúng lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Ngươi có phiền toái? Thế nào? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Ta vừa nhận được tin tức, cường giả Bách tộc đi tới hư vô giới. Vị trí của ngươi bị lộ rồi. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng. Rất tốt, ta đang muốn giết người nào đó. Ít nhất có 3 vị thánh nhân, có lẽ không chỉ vậy đâu. Dương Liêm Sương nói. Biểu tình Dương Diệp cứng đờ, sau đó hắn do dự một lúc. Ngày hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người, vẫn để hôm khác giết đi. Kiếm khư. Chạy tới kiếm khu. Dương Diệp không dừng lại ở Ngọa Long Thành mà lập tức rời đi. Bây giờ, giống như Dương Liêm Sương nói, hắn phải mau chóng chạy tới kiếm khư, sau đó làm cho kiếm linh khôi phục. Chỉ cần kiếm linh khôi phục, dưới tình huống lão tổ không ra, Dương Diệp hắn cơ bản sẽ an toàn. Kiếm khư không ở hư vô giới, cũng không ở đại thiên vũ trụ, mà ở một không gian độc lập. Không gian độc lập này được lão tổ của 4 nhà lớn liên thủ mở ra. Thần tộc năm đó cường đại đến cho dù là 4 nhà lớn cũng không dám cứng rắn chống lại. Bởi vậy, khi 4 nhà lớn chế tạo thanh thần kiếm này đã phải làm lén lén. Lút lút, muốn đi kiếm khư thì đầu tiên phải tới thiên tộc, nơi đó có truyền tống trận đi thông tới vùng đất kiếm khư. Thiên tộc, Dương Diệp lén lút chạy tới thiên tộc. Không có cách nào, bây giờ hắn phải khiêm tốn mới được. Dọc đường đi, hắn đi qua một ít thành thị, thấy ở cửa thành thị đều có bức vẽ của mình, chỉ cần cho biết hành tung của hắn đều có thể được thưởng 10 vạn tiên tinh thạch. Có thể nói bây giờ Bách tộc thật sự tập trung đối phó với hắn rồi. Ở trong dãy núi lớn mênh mông có một ngọn núi đâm thẳng vào trong mây, dễ làm cho người khác chú ý, cho dù từ ngoài mấy chục vạn dặm nhìn về bên này, vẫn có thể nhìn thấy nó. Thiên Cơ Sơn. Ngọn núi này chính là Thiên Cơ Sơn nổi tiếng trong đại thiên vũ trụ. Người bình thường có lẽ chưa từng nghe nói về Thiên Cơ Sơn, nhưng với những thế lực lớn, có thể nói Thiên Cơ Sơn như sấm bên tai. Bởi vì ở trên Thiên Cơ Sơn có một thế lực tên là Thiên Cơ Viện. Thiên Cơ Viện. Đây là một thế lực nổi danh ngang với Vũ Đế Viện, khác nhau là thế lực này tương đối thần bí. Bởi vì phương thức bọn họ nhận người rất khác, bọn họ chủ động đi các nơi tìm kiếm người. Người được bọn họ nhận phải có thiên phú tốt, còn phải có năng lực đặc biệt. Có vài người trời sinh lại có năng lực đặc biệt, cũng không hiếm thấy ở trong đại thiên vũ trụ. Trong ngọn núi phía sau Thiên Cơ Viện có một rừng trúc. Sâu trong rừng trúc có một nhà trúc. Trước nhà trúc có một lão già mặc áo bào gai đang nằm trên ghế nằm. Lúc này, hai mắt của lão già khép hờ, trong miệng ngậm một cây tẩu thật dài. Đột nhiên, một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng xuất hiện ở cách nhà trúc không xa, ở trên trường bào của hắn thêu một con rồng màu vàng nhìn rất sống động. Tung tích của Dương Diệp. Nam tử trung niên đột nhiên nói. Lúc này, lão già kia mở mắt và liếc nhìn nam tử trung niên. Sau đó lắc đầu. Trên người hắn có thứ che giấu thiên cơ, người hãy đi mời Cao Minh khác đi. 100 vạn tiên tinh thạch. Nam tử trung niên nói. Lão già vẫn lắc đầu. Không có lời. Nam tử trung niên nheo mắt lại. 200 vạn. Lão già nhìn về phía nam tử trung niên. Xem ra lần này các ngươi thật sự muốn giết chết tiểu tử kia. Nam tử trung niên hai mắt khép hờ, không đáp. 300 vạn. Lúc này, lão già đột nhiên đứng lên. 300 vạn, Thiên Cơ Viện ta bằng lòng ra tay một lần nữa, không trả giá. Nam tử trung niên liếc nhìn lão già, sau đó bấm tay bắn ra,
một chiếc nhẫn chứa đồ rơi vào trước mặt lão già. Lão già cười nói, sau khi bách tộc liên thủ thì thật hào phóng, qua một canh giờ sau sẽ có tin tức cho ngươi. Nam tử trung niên xoay người rời đi. Nam tử trung niên đi rồi, tay phải của lão già ấn nhẹ về phía trước, trong phút chốc, cảnh tượng xung quanh trực tiếp biến thành một bàn cờ lớn, trên bàn cờ là ba cái mai rùa màu đen. Lão già bấm tay bắn ra, ba cái mai rùa này khẽ run lên, sau đó bắt đầu nảy lên động. Không biết qua bao lâu, lão già nhíu mày lên. Thiên tộc, hắn muốn đi thiên tộc. Đúng lúc này, sắc mặt lão già chợt biến đổi, trong phút chốc. Bàn cờ này trực tiếp nổ tung, cùng lúc đó, ba cái mai rùa trước mặt lão già này cũng xuất hiện rất nhiều vết rạn. Là ai? Lão già nhìn lướt qua xung quanh, bên trong tròng mắt có sát ý 10 phần. Thiên cơ viện không nên quan tâm tới chuyện của Dương Diệp nữa. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Lão già quay đầu nhìn lại. Ngươi nói không quan tâm thì không quan tâm à. Lúc này, một nam tử đột nhiên xuất hiện ở cách lão già đó không xa và chậm rãi đi tới. Lão già kia trực tiếp nổ tung, tuy nhiên, hắn cũng chưa chết hẳn, bởi vì linh hồn của hắn vẫn còn. Mà trong giờ phút này, trong lòng lão già này đã vô cùng kinh hãi. Hắn là thánh nhân cảnh đỉnh phong. Ở trong trời đất này, có thể nói ngoại trừ lão tổ của bốn nhà lớn, hắn chính là người trong nhóm cao cấp nhất. Mà trong giờ phút này, đối phương chỉ một đòn liền trực tiếp hủy diệt cơ thể của hắn. Đáng sợ nhất là người trước mắt này cũng không phải cường giả cấp lão tổ. Đối phương cùng hắn đều là thánh nhân cảnh. Lúc này, nam tử kia ngừng lại. Thứ rác rưởi gì đâu, cho mặt mũi mà ngươi còn không biết xấu hổ. Nếu không phải kìm chế một người, bây giờ lão tử lại diệt thiên cơ viện của ngươi. Sau này còn xen vào việc của người khác. Lão tử làm cho ngươi 370 người thiên cơ viện đi ăn phân, ăn đến chết no mới thôi. Nói xong, nam tử xoay người, sau đó lại nói. Lãng phí thời gian của lão tử. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp biến mất. Lão già im lặng rất lâu, cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, trong mắt có vẻ nghi ngờ. Nam tử cụt tay, đại thiên vũ trụ xuất hiện loại cường giả này từ khi nào? Vì sao thiên cơ viện ta không có chút tin tức gì? Rốt cuộc hắn là ai? Có thể nói, thiên cơ viện nắm giữ tư liệu về phần lớn cường giả trong đại thiên vũ trụ, bình thường thiên cơ viện sẽ không bỏ qua những cường giả nổi danh. Nhưng thiên cơ viện lại không có chút tin tức nào về nam tử không tay này. Lão già nhíu mày. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện. Lão già xoay người nhìn về phía nữ tử kia, nữ tử khẽ nói. Ta đã sớm nói với ngươi, không được nhúng tay vào chuyện của Dương Diệp, chỉ có mấy lão tổ kia có tư cách nhúng tay chuyện của hắn mà ngươi không tin. Lão già trầm giọng nói, hắn rốt cuộc có lai lịch ra sao? Nữ tử khép hờ hai mắt. Không biết, hai mắt của lão già híp lại. Ngay cả thần tộc ngươi cũng không biết. Nữ tử trước mắt này chính là quân sư của thần tộc, cũng chính là nữ tử váy trắng này, nữ tử váy trắng khẽ nói. Lai lịch của hắn, nói đơn giản thì đơn giản, nói không đơn giản chẳng qua bởi vì trên người hắn liên quan đến ba đoạn nhân quả không đúng, bây giờ trên người hắn không đơn thuần là ba đoạn nhân quả nữa. Sợ rằng vị đạo gia kia cũng không ngờ được người hắn chọn sẽ dính dáng tới nhiều người phức tạp như vậy. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn dĩ nhiên có thể mạnh mẽ gãy mất mấy đoạn nhân quả trên người của Dương Diệp. Tuy nhiên, đạo gia chú ý vạn pháp tự nhiên, đây cũng là lời hắn nói. Hắn sẽ không mạnh mẽ can thiệp vào vận hành của thiên đạo, cũng sẽ không phá hủy pháp tắc thiên đạo, lại không biết ra tay vào đâu, dù sao, bây giờ thời đại này sẽ bị diệt. Nói đến đây, nữ tử váy trắng đột nhiên ngừng lại. Lão già liếc nhìn nữ tử, sau đó nói. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tất cả mọi người và cả bách tộc đều biết Dương Diệp là hắn người chọn, bây giờ, bách tộc đang đuổi giết Dương Diệp nhưng hắn vẫn không quan tâm sao? Không quan tâm. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Nếu như hắn không quan tâm, Dương Diệp sợ rằng chết không dưới một vạn lần. Ngươi vẫn chưa rõ sao. Sở dĩ lão tổ của mấy nhà Phật gia, binh gia cùng với nho gia không tự mình ra tay đoạt vật kia trên người của Dương Diệp, cũng bởi vì có hắn. Hắn ở đó, ba nhà còn lại phải tuân theo quy định, nếu không tuân theo, ha ha, ngẫm lại xem, nếu như một vị lão tổ không tuân thủ quy tắc, nhà nào có thể chịu đựng nổi hậu quả này. Nói đến đây, nàng khẽ vén mái tóc bên tai, sau đó lại nói.
hắn có thể làm là hạn chế ba nhà còn lại không ra tay với Dương Diệp. Về phần còn lại, phải dựa vào bản thân Dương Diệp. Phải biết rằng, sắt phải đặt ở trong lửa đốt 1000 vạn lần mới có thể rèn thành kiếm sắc bén. Lão già im lặng rất lâu, sau đó nói. Người vừa rồi là ai? Ngươi cho rằng đó là bản thể của hắn sao? Nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Nghe vậy, đồng tử của lão già đột nhiên co lại. Ngươi nói vậy là có ý gì? Nữ tử mỉm cười. Đây chẳng qua là một tia thần niệm thôi. Không có khả năng. Lão già âm thanh đột nhiên lớn lên. Thần niệm của một thánh nhân không có khả năng mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không thể. Ban đầu, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Nữ tử váy trắng từ từ nhắm hai mắt lại. Nhưng sự thật chính là như vậy. Thiên cơ viện của ngươi có ghi chép về thiên tài siêu cấp của đại thiên vũ trụ từ trước tới nay. Ta hỏi ngươi người có thiên phú lớn nhất trong đại thiên vũ trụ từ trước tới nay là ai? Lão già im lặng một lát, sau đó nói. Hư linh nữ, trong truyền thuyết, nữ tử này sinh ra trước vũ trụ, trước khi nữ tử này thành niên giống như người bình thường. Một khi thành niên, hư linh lực trong cơ thể thức tỉnh, khi đó nàng. Chỉ có vũ trụ hủy diệt, mới có thể giết nàng. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói tiếp. Thật ra, ta rất bội phục thiên cơ lão nhân, năm đó thần tộc ta cũng có ít ghi chép về lịch sử trước vũ trụ, nhưng hắn lại có thể biết nhiều chuyện như vậy, không thể không khiến người ta bội phục. Nói xem, bây giờ hắn không có ở thiên cơ viện sao? Lão già cười gượng. Lão tổ hắn không lộ diện đã gần 100 năm. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Hiểu rồi. Về đề tài mới vừa rồi, người nhìn thấy rồi sao? Thế gian này có rất nhiều người không thể luận theo lẽ thường, người ngươi vừa gặp thuộc về người không thể luận theo lẽ thường. Hư linh nữ dù sao cũng thuộc về lời đồn đại. Lão già trầm giọng nói. Nữ tử váy trắng mỉm cười, không nói gì. Cho dù là ai bị một thần niệm của người cùng cấp đánh bại đều sẽ không dễ chịu, phải nói là khó có thể tiếp nhận được. Thần tộc ngươi tới tìm ta làm gì? Lúc này... Lão già đột nhiên nói. Nữ tử váy trắng khẽ nói. Bách tộc không phải đang tìm chúng ta sao? Sau đó thì sao? Lão già nói. Nữ tử váy trắng cười nói. Ngươi có thể tiết lộ hành tung chúng ta cho bọn họ. Hai mắt của lão già híp lại. Có ích lợi gì? Nữ tử váy trắng cười nói. Lợi ích chính là ngươi không cần chết. Vừa dứt lời, xung quanh nàng đột nhiên xuất hiện 5 lão già áo bào trắng. Tất cả đều là thánh nhân. Lão già trầm giọng nói. Lão tổ ta còn chưa có chết. Nữ tử váy trắng chậm rãi đi về phía nhà trúc. Hắn dám xuất hiện, vậy hãy để cho hắn chết. Thần tộc ngươi có năng lực này sao? Khóe miệng lão già có phần châm chọc. Nữ tử váy trắng quay đầu lại nhìn về phía lão già kia. Năm đó, bách tộc cộng thêm 4 nhà lớn, tổng cộng 1693 vị thánh nhân, 9 vị lão tổ. Sau trận chiến ấy, bách tộc còn lại bao nhiêu thánh nhân? Còn lại bao nhiêu lão tổ? Sắc mặt lão già cực kỳ khó coi. Sau trận chiến ấy còn lại bao nhiêu lão tổ thì hắn không biết, nhưng bách tộc cộng thêm 4 nhà lớn chỉ còn lại không tới 100 vị thánh nhân. Trong đó, thậm chí có vài tộc không gượng dậy nổi, chậm rãi biến mất ở trong đại thiên vũ trụ. Nữ tử váy trắng chắp hai tay sau lưng và xoay người đi vào nhà trúc, sau đó khẽ nói. Sau trận chiến này, bách tộc sẽ còn lại bao nhiêu thánh nhân? Bên ngoài nhà trúc, lão già kia im lặng rất lâu, sau đó lắc đầu. Thật sự sắp đổi trời rồi. Bọn họ đánh giá thấp thần tộc. Không chỉ là bách tộc đánh giá thấp thần tộc, thiên cơ viện càng đánh giá thấp thần tộc hơn. Ban đầu hắn thấy thần tộc bây giờ chắc chắn phải hành sự khiêm tốn, hắn không ngờ tới đối phương hành sự hoàn toàn không khiêm tốn, hơn nữa còn dám đến thiên cơ viện. Phải biết rằng thiên cơ viện cũng có một vị trí cường giả chính là người sáng lập thiên cơ viện, thiên cơ lão tổ. Vị này cũng là một trong những cường giả trong trời đất này. Nhưng thần tộc xuất hiện, thiên cơ lão nhân lại không xuất hiện. Từ điểm này, lão già nhận được một tin tức. Thiên cơ lão nhân tuyệt đối không bước qua một bước cuối cùng. Lão già lắc đầu và đi vào nhà trúc, qua một canh giờ sau, nam tử trung niên mặc long bào màu vàng xuất hiện ở bên ngoài nhà trúc. Nam tử trung niên mới vừa xuất hiện, một chiếc nhẫn chứa đồ lập tức từ trong căn nhà trúc này bay ra. Nam tử trung niên nhíu mày, lúc này, bên trong nhà trúc truyền đến một giọng nói. Trên người của Dương Diệp có thần vật che giấu thiên cơ, ta cũng không điều tra ra được. Chê tiền ít à?
Nam tử trung niên khẽ nói. Cho 1000 vạn cũng không làm được. Bên trong nhà trúc, lão già nói. Nhân quân, tạm thời ta không điều tra ra được hành tung của Dương Diệp. Tuy nhiên, ta có lẽ có ít cách để biết về tung tích của thần tộc, không biết bách tộc các ngươi có bằng lòng trả giá lớn không? Ta nghĩ các ngươi sẽ làm vậy, dù sao các ngươi không muốn bị động. Nam tử trung niên mặc long bào màu vàng này chính là nhân quân của nhân tộc. Nhân quân im lặng một lát, sau đó nói. Ngươi có tung tích của bọn họ. Bên trong nhà trúc, lão già nói. Tạm thời không có, tuy nhiên, nếu như ta trả giá lớn vẫn có khả năng điều tra ra được bọn họ. Nhân quân hơi cúi đầu. Ngươi muốn cái gì? Lão già nói. Bách tộc có thể cho ta cái gì? Nhân quân liếc nhìn nhà trúc. Quá tham sẽ không phải là một chuyện tốt. Lão già nói. Xem ra đã không có cách nào nói chuyện rồi. Ở đó im tĩnh. Qua rất lâu, nhân quân nói. Sẽ có người khác tới nói chuyện cùng ngươi. Cuối cùng, ngươi quả thật không có cách nào điều tra ra tung tích của Dương Diệp sao? Không có cách nào. Lão già quay về. Nhân quân không nói chuyện, xoay người biến mất ở phía xa. Bên trong nhà trúc, lão già nhìn về phía nữ tử váy trắng bên cạnh. Vì sao các ngươi không liên thủ giết nhân quân? Nữ tử váy trắng nói. Giết một người có gì thú vị chứ? Sau này đừng hỏi những vấn đề không nên hỏi, làm tốt chuyện của ngươi là được. Nói xong, nữ tử từ từ nhắm hai mắt lại. Thiên tộc. Lúc này, Dương Diệp đã đi tới thiên tộc. Cẩn thận từng ly từng tí. Dương Diệp lén lút đi tới thiên tộc, bây giờ phải cẩn thận mới được. Nếu như bị người phát hiện ra hành tung, lấy thực lực của bách tộc, hắn tuyệt đối sẽ trốn không thoát. Trừ khi hắn chạy ra khỏi đại thiên vũ trụ, chạy ra ngoài vũ trụ của hư vô giới. Mặc dù bây giờ không khai chiến, nhưng Dương Diệp vẫn cảm nhận được không khí khẩn trương của thiên tộc. Tuy nhiên, điều này không liên quan nhiều đến hắn. Thiên tộc không cần Dương Diệp hắn tới bảo vệ, nếu như bây giờ hắn xuất hiện, sợ rằng người đầu tiên thiên tộc muốn giết chết là hắn. Dương Diệp vẫn chạy về phía phương Bắc, một ngày sau, Dương Diệp ngừng lại, lúc này, hắn đã ở một mảnh núi băng. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, Tiểu Bạch chui ra. Móng nhỏ của Tiểu Bạch chỉ vào phía xa. Có cái gì sao? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch gật đầu. Nguy hiểm không? Dương Diệp lại hỏi. Tiểu Bạch suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó ôm Tiểu Bạch chạy về phía nàng chỉ. Cũng không lâu lắm, Tiểu Bạch đột nhiên ra hiệu dừng lại. Lúc này Dương Diệp ngừng lại, Tiểu Bạch nhảy tới trên mặt băng. Mũi Tiểu Bạch khẽ ngửi một cái, sau đó móng nhỏ lại vỗ nhẹ vài vào mặt băng. Răng rắc, mặt băng đột nhiên nứt ra, ngay sau đó có một quả cầu màu trắng thuần bay ra. Dương Diệp. Quả cầu kia có hai mắt, có mũi, ngũ quan đều có, cái mông phía sau, còn có ba cái đuôi nhỏ. Sau khi quả cầu xuất hiện liền nhìn Tiểu Bạch, trong mắt đầy vẻ tò mò. Tiểu Bạch liếc nhìn quả cầu nhỏ trước mắt, móng nhỏ của nàng đột nhiên xoa xoa quả cầu, nhưng trong phút chốc, cả người Tiểu Bạch trực tiếp đông lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, lại muốn ra tay, mà lúc này, những khối băng trên thân Tiểu Bạch đột nhiên biến mất. Tiểu Bạch quay đầu lại tuét miệng cười với Dương Diệp, ra hiệu hắn đừng lo lắng. Tiếp theo, Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn về phía quả cầu nhỏ này, sau đó trực tiếp nắm đuôi của quả cầu nhỏ này đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp. Linh vật. Dương Diệp đại khái đã đoán ra quả cầu nhỏ này là cái gì. Linh vật thiên địa, hơn nữa nhìn hình dáng, cấp bậc còn không thấp, có thể thoáng cái đóng băng Tiểu Bạch thì rất không đơn giản. Đặc biệt đối phương còn làm theo bản năng, mà bây giờ, quả cầu nhỏ này lại bị Tiểu Bạch kéo đi như thế nhưng đối phương không phản kháng. Mà vào lúc này, quả cầu nhỏ này đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu lại, giờ phút này, sắc mặt Dương Diệp thoáng thay đổi. Xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Bạch và bế nàng lên. Phía xa, mặt băng tách ra, một nữ tử đột nhiên phá băng lao ra, nữ tử mặc một bộ váy dài màu trắng như tuyết, trên váy dài này còn điểm hoa tuyết, tóc nàng cũng trắng như hoa tuyết nhưng lại không già, gương mặt xinh xắn, nhưng nhìn rất lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Trong mắt Dương Diệp đầy vẻ đề phòng. Thánh nhân. Cảnh giới của nữ tử trước mắt này thấp nhất cũng là thánh nhân. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó nhìn về phía quả cầu nhỏ bên cạnh nữ tử kia, nàng giơ móng nhỏ vẫy vẫy quả cầu nhỏ này, rõ ràng là bảo đối phương qua.
nàng tất nhiên không cam lòng, vừa rồi nàng suýt nữa đã đưa tên tiểu tử này vào Hồng Mông Tháp. Phía xa, quả cầu nhỏ này liếc nhìn Tiểu Bạch, lại liếc mắt nhìn nữ tử bên cạnh, có chút do dự. Thật ra, nó không kháng cự Tiểu Bạch, phải nói là rất muốn thân thiết Tiểu Bạch, dù sao Tiểu Bạch là linh chủ thiên địa có sức hấp dẫn rất lớn đối với linh vật thiên địa. Tuy nhiên, rõ ràng nó cũng không muốn rời khỏi nữ tử kia. Tiểu Bạch hình như cũng phát hiện ra điều này. Nàng nhìn về phía nữ tử kia, móng nhỏ chỉ vào quả cầu nhỏ này, sau đó lại chỉ vào mình. Rõ ràng là đang bảo đối phương cho nàng quả cầu nhỏ này. Chính là vô cùng khí thế như vậy. Dương Diệp cũng có chút bội phục, cũng chỉ có Tiểu Bạch mới có thể vô cùng khí thế đòi đồ của người khác như vậy. Phía xa, nữ tử kia liếc nhìn Tiểu Bạch, cuối cùng ánh mắt nàng rơi vào trên người của Dương Diệp. Vì sao lại tới đây? Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói. Trùng hợp phát hiện ra linh vật này thôi, nhưng nếu nó có chủ, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy nữa. Nói xong, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch xoay người rời đi. Tiểu Bạch liếc nhìn quả cầu nhỏ này, có chút không muốn. Mà vào lúc này, nữ tử kia đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa, mắt nhìn Tiểu Bạch trên thân Dương Diệp. Đây là linh chủ. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Nữ tử nói. Theo ta được không? Sắc mặt Dương Diệp đen lại, làm vậy thì đúng là không nể tình rồi. Nhưng ai bảo Tiểu Bạch đi dỗ linh vật của người ta trước? Tiểu Bạch nhìn nữ tử một lát, sau đó xua tay. Rất rõ ràng là biểu thị từ chối. Nhìn thấy Tiểu Bạch nhân tính hóa như vậy, nữ tử kia lại càng có hứng thú. Có rất nhiều lợi ích. Nghe được lợi ích, ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía nàng, Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó căm tức nhìn nữ tử kia, móng nhỏ vung loạn. Ý kia là, Tiểu Bạch ta không phải loại linh chủ này. Vừa vung vẩy, khóe mắt nàng vừa nhìn Dương Diệp. Nữ tử kia còn muốn nói điều gì, Dương Diệp lại đột nhiên nói. Tiểu Bạch, tiến vào trong. Tiểu Bạch khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp chạy tới Hồng Mông Tháp. Nhìn thấy Tiểu Bạch biến mất, quả cầu nhỏ phía xa ngược lại có chút không muốn. Linh chủ đấy. Nếu như có thể đi theo bên cạnh linh chủ thì tốc độ tu luyện của nó ít nhất có thể nâng cao gấp mấy lần. Sau khi Tiểu Bạch trở lại Hồng Mông Tháp, Dương Diệp liếc nhìn nữ tử kia và trực tiếp xoay người rời đi, hắn cũng không muốn ở đây lãng phí thời gian cùng đối phương. Mà vào lúc này, nữ tử kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Nữ tử nhìn thẳng vào Dương Diệp. Để linh chủ lại, người đi. Dương Diệp khẽ nở nụ cười, giống như Tiểu Thiên nói, Tiểu Bạch này có sức hấp dẫn quá lớn, chỉ để cho nàng đi ra một hồi, lại trêu chọc một vị cường giả thánh nhân thần bí. Có chút bất đắc dĩ. Dương Diệp cũng không nói một lời, tay khẽ động, chiến thiên xuất hiện ở trong tay hắn, ngay sau đó, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử kia. Vẫn tới chiến đi. Dứt lời, thân hình của Dương Diệp run lên và trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt nữ tử kia. Thoáng cái, chiến thiên trong tay hắn chợt bổ xuống. Nữ tử nheo mắt lại, rõ ràng không ngờ được Dương Diệp tự nhiên nói động thủ thì động thủ, tay ngọc khẽ vung lên, trong phút chốc, ở đó đột nhiên xuất hiện rất nhiều hoa tuyết giống như lưỡi dao sắc bén tập trung vào Dương Diệp. Chỉ trong chớp mắt, Dương Diệp lại cảm nhận được một áp lực cùng hơi lạnh. Tuy nhiên, lúc này ý chí chiến đấu của hắn rất cao. Bây giờ hắn một đấu một với thánh nhân, tuy vẫn có áp lực nhưng không lớn như trước đây. Chém. Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ, trong phút chốc, một lực lượng cường đại cuốn ra, những hoa tuyết xung quanh lập tức tiêu tan thành mây khói, nhưng bản thân Dương Diệp lại bị chấn động đến liên tiếp lùi lại phía sau. Mà lúc này, nữ tử kia đột nhiên bước về phía trước một bước, trong phút chốc, nàng bấm tay bắn ra, một thanh băng kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng và trực tiếp đâm vào trước ngực của Dương Diệp. Răng rắc. Cả người Dương Diệp lập tức bị đóng băng, nhưng vẫn chưa kết thúc. Xung quanh xuất hiện rất nhiều thanh kiếm băng, cùng lúc đó, giọng nói nữ tử vang lên ở trong không trung. Hàn băng kiếm vực. Vừa dứt lời, rất nhiều thanh kiếm băng lập tức trút xuống chỗ của Dương Diệp. Không chỉ có vậy, ở mặt đất xung quanh xuất hiện một vòng hàn băng rất lớn, từng vòng không ngừng xoay tròn, từng thanh kiếm băng không ngừng xuất hiện, vô cùng vô tận. Nhưng ngay vào lúc này, hai mắt nữ tử kia đột nhiên trợn tròn, trong mắt đầy vẻ khó tin. Không. Tại sao nàng lại ở đây? Những kiếm hàn băng dần biến mất.
Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt của nữ tử kia, mà ở trên đỉnh đầu Dương Diệp có một thanh kiếm lơ lửng. Chính là kiếm thủ. Lúc này, kiếm thủ lại lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp, nhưng, những kiếm khí hàn băng cùng kiếm ý xung quanh căn bản không dám tới gần. Cách đó không xa, trong mắt nữ tử kia đầy vẻ khó tin, ánh mắt của đối phương tập trung ở trên thanh kiếm thủ kia. Lúc này Dương Diệp cũng có chút sửng sốt. Ngay vừa rồi hắn chuẩn bị ra tay thì thanh kiếm này đột nhiên bay ra, sau đó những kiếm hàn băng liền biến mất. Mà nhìn vẻ mặt nữ tử phía xa kia, đối phương hình như nhận ra thanh kiếm trong tay hắn. Lại lúc này, kiếm thủ đột nhiên bay đến trước mặt nữ tử kia, trong một chớp mắt này, khắp cả người nữ tử tự nhiên mờ ảo. Không! Nữ tử đột nhiên phát ra một tiếng kêu kinh hãi, thoáng cái nàng trực tiếp lùi lại mấy ngàn trượng. Mà giờ phút này, vẻ mặt nàng thoạt nhìn tái nhợt một cách khác thường, vô cùng suy yếu. Cách đó không xa, Dương Diệp nhíu mày, kiếm này trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào? Kiếm kia trở lại bên cạnh của Dương Diệp. Ngươi muốn đi kiếm khư? Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử kia. Làm sao ngươi biết? Nữ tử im lặng một lát, sau đó nói. Nơi đó đã bị phong ấn, lại có đại trận che giấu. Bây giờ ngươi đi cũng không tìm được. Ngươi biết rất rõ về nơi đó. Dương Diệp hỏi ngược. Nữ tử im lặng rất lâu, sau đó nói. Ta có thể dẫn ngươi đi tới chỗ đó. Điều kiện gì? Dương Diệp hỏi. Nữ tử liếc nhìn thanh kiếm trên đỉnh đầu Dương Diệp, sau đó nói. Không có điều kiện, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó đi theo. Được nữ tử dẫn đường, hai người tới trước một chỗ sông băng, nữ tử chỉ vào sông băng này. Lại ở trong này, Dương Diệp nhìn về phía sông băng nhưng không làm gì cả. Lúc này, nữ tử bấm tay bắn ra, một đường kiếm khí phá không lao đi, khi sắp tiến vào trong sông băng thì đột nhiên chia ra làm hai, từ hai lại chia làm bốn trong giây lát, tất cả sông băng đầy kiếm khí. Kiếm khí thật mạnh, Dương Diệp không nhìn được liếc nhìn nữ tử này. Thành tựu kiếm đạo của nữ tử này vô cùng mạnh mẽ. Đúng lúc này, những kiếm khí trên sông băng phía xa đột nhiên nổ ra, sau đó hóa thành hư vô, ngay sau đó, một trận ánh sáng vòng tròn rất lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Nhưng vòng tròn ánh sáng này nhanh chóng biến mất, cùng lúc đó, sông băng cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử trầm giọng nói. Đợi tới khi hắn xuất hiện. Ngươi sử dụng kiếm kia chém nát nó, trận pháp vừa vỡ, kiếm khư sẽ hiện ra. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nữ tử khẽ vung tay ngọc, trên sông băng này lập tức xuất hiện rất nhiều kiếm khí, mà lúc này, vòng sáng này lại xuất hiện. Dương Diệp đột nhiên rút kiếm ra liền chém một phát. Suy! Một đường kiếm khí phá không rời đi và lập tức bổ ở trên vòng ánh sáng. Ngay sau đó, vòng sáng kia trực tiếp nổ tung ra, cảnh tượng trước mắt Dương Diệp lập tức mờ ảo. Rất nhanh, Dương Diệp cùng nữ tử xuất hiện ở trên một hoang nguyên, nhìn qua còn rất hoang vắng. Mà ở cách hai người mấy trăm trượng có một cái bếp cao tới trăm trượng. Lò rèn kiếm. Lúc này, nữ tử bên cạnh Dương Diệp đột nhiên khẽ nói. Kiếm trong tay người được rèn từ trong lò rèn này. Vì sao bọn họ không tạo ra thanh thứ hai? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Thanh thứ hai? Nữ tử cười lạnh nói. Ngươi cho rằng loại kiếm này có thể dễ chế tạo ra như vậy sao? Ngươi cũng biết, năm đó để chế tạo thanh kiếm này đã sử dụng bao nhiêu thần vật không? Chỉ riêng linh vật thiên địa đã gần trăm loại. Bọn họ giết nhiều linh vật thiên địa như vậy sao? Dương Diệp nhíu mày. Nữ tử lắc đầu. Không giết bọn họ, chỉ là cần bọn họ trợ giúp. Ngoài việc đó ra, thần hỏa cũng dùng không dưới 10 loại. Quan trọng nhất là năm đó khi chế tạo thanh kiếm này còn có linh của vũ trụ này giúp đỡ. Đối phương sử dụng lực lượng thiên địa tới luyện kiếm này, làm cho phong quang của nó được biến hóa lớn nhất. Nói chung, năm đó để làm ra thanh kiếm này đã phải trả giá rất lớn. Cho nên bách tộc căn bản không có năng lực làm ra thanh thứ hai. Dương Diệp nhìn kiếm trong tay, kiếm này có lai lịch không nhỏ đâu. Nàng sắp tỉnh lại, đúng không? Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử, sau đó khẽ gật đầu. Chắc vậy. Nữ tử chỉ vào lò rèn kiếm phía xa. Để nàng vào ở trong đó, sau đó lấy thần hỏa chăm sóc nuôi dưỡng, nàng sẽ có khả năng thật sự tỉnh lại. Dương Diệp nhìn về phía lò rèn kiếm kia, lúc này, nữ tử lại nói.
Bên trong lò rèn kiếm kia ẩn chứa kiếm khí còn sót lại năm đó, còn có rất nhiều năng lượng khác, đương nhiên ngươi phải có thần hỏa. Phụt! Lúc này, một ngọn lửa nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trong tay Dương Diệp nói. Cái này được không? Nữ tử liếc nhìn lửa kia trong tay hắn, sau đó nói. Lục đinh thần hỏa, người thật có năng lực mới có thể lấy được lửa này, tuy nhiên còn chưa đủ, lửa này tuy có uy lực rất mạnh nhưng còn chưa đủ với nàng, nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày. Nữ tử đi tới bên cạnh lò rèn kiếm kia. Ở trong lò rèn kiếm này vẫn có linh hồn chi hỏa còn sót lại, nếu như ngươi có thể khống chế nó, sau đó lợi dụng nó cùng lục đinh thần hỏa chăm sóc nuôi dưỡng thân kiếm của nàng, tỷ lệ nàng tỉnh lại sẽ lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, linh hồn chi hỏa này không có khả năng là lửa bình thường, nó là ngọn lửa đã từng được một vị lão tổ thiêu đốt linh hồn chi hỏa để lại, uy lực của nó đủ để hủy trời diệt đất. Trước đây mấy lão tổ kia cùng vị lão tổ này là bằng hữu, vì giữ lại ấn ký một tia linh hồn của hắn, bởi vậy, phong ấn hắn ở trong lò rèn kiếm này. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Bây giờ vấn đề của ngươi là nếu như mở ra lò rèn kiếm này, hắn nhất định sẽ đi ra, ngươi nhất định phải khống chế nó. Tuy nhiên lấy thế lực của ngươi, ta thấy sẽ chết thôi. Linh hồn chi hỏa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lò rèn kiếm kia, giờ phút lò rèn kiếm này rất yên tĩnh. Linh hồn chi hỏa này mạnh tới mức nào? Dương Diệp hỏi. Nữ tử nói. Rất mạnh, linh hồn chi hỏa của một vị lão tổ để lại, thánh nhân bình thường căn bản khó có thể chống đỡ. Đương nhiên ngươi có thể thử xem. Thử thì thử. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử. Sau đó đi tới đỉnh của lò rèn kiếm kia, trong phút chốc, hắn chém xuống một kiếm, một trận pháp phong ấn trong khoảng không trên đỉnh lò rèn kiếm kia trực tiếp bị một kiếm này của hắn chém thành hư vô. Phong ấn vừa phá, trong phút chốc có một sóng lửa khủng khiếp đột nhiên phóng lên cao, trong giây lát, Dương Diệp liền trực tiếp bị sóng lửa này nhấm chìm, sau đó sóng lửa này trực tiếp hút Dương Diệp vào trong lò rèn kiếm này. Ngoài lò rèn kiếm, nữ tử lạnh lùng nhìn tất cả những điều này. Qua rất lâu, nữ tử từ từ nhắm hai mắt lại. Người vĩnh viễn đừng tỉnh lại thì tốt hơn. Nữ tử tuyệt đối không rời đi, mà đứng ở chỗ này nhìn, ở trong mắt nàng đầy lạnh lùng. Trong lò rèn kiếm, giờ phút này, Dương Diệp cảm giác toàn thân mình đều bị nướng chín. Khi hắn bị ngọn lửa kéo xuống, hắn đã cảm thấy tình hình không ổn, sau đó lập tức thi triển ra hiện thiên long hộ thể, nhưng cho dù là vậy, Dương Diệp vẫn cảm giác cơ thể mình sắp bị nướng chín. Sóng lửa cực nóng này làm cho hắn hoàn toàn chịu không nổi. Lúc này, rất nhiều đường kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở trong lò rèn kiếm này, những kiếm khí này lập tức hợp thành từng tường chắn kiếm khí bao quanh Dương Diệp, nhưng những kiếm khí này kiên trì không được hơn 10 hơi thở liền hóa thành hư vô. Đi ra ngoài trước đã. Dương Diệp nghĩ đến liền làm, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái và muốn đi ra, nhưng toàn thân hắn còn chưa bay lên, áp lực của một sóng lửa khủng khiếp liền ép về phía hắn. Một lần ép này đã trực tiếp ép Dương Diệp đến dưới đáy lò rèn kiếm. Mà lúc này, Dương Diệp phát hiện ra mình đã ở bắt đầu thối rữa. Cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến Tiểu Bạch. Linh hồn chi hỏa này có tính là linh vật thiên địa không? Nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Dương Diệp gọi Tiểu Bạch ra. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, hắn dùng kiếm khí bọc Tiểu Bạch lại, chỉ cần phát hiện Tiểu Bạch không chống đỡ được. Hắn sẽ lập tức đưa nàng vào Hồng Mông Tháp. Sau khi Tiểu Bạch ra ngoài liền liếc nhìn xung quanh, cuối cùng mũi nàng khẽ hít, trong phút chốc, những ngọn lửa xung quanh lập tức mờ ảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có tác dụng, Tiểu Bạch có hiệu quả với lửa này. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó nói. Hút đi, nhanh hút sạch bọn chúng. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó mở miệng hút một cái, trong phút chốc. Tiểu Bạch giống như một vòng xoáy nhỏ, những ngọn lửa xung quanh đều vọt về phía Tiểu Bạch. Mà vào lúc này, hai con mắt Tiểu Bạch đột nhiên trợn tròn, bởi vì vào lúc này, một mặt lửa dữ tợn xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Tiểu Bạch, mà giờ phút này, mặt lửa kia đang nhào về phía bọn họ. Dương Diệp thật sự muốn ra tay, nhưng Tiểu Bạch lại ngăn cản hắn, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch tuét miệng cười, hai móng nhỏ của nàng nắm chặt lại, trong phút chốc, nàng xoay người đánh về phía gương mặt kia. Một linh khí khủng khiếp từ trong nắm đấm của Tiểu Bạch chút xuống ra, linh khí này giống như nước lũ khi vỡ đê, có uy thế vô cùng kinh người. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp,
gương mặt lửa này trực tiếp bị một quyền của Tiểu Bạch đánh cho dính vào tường lò. Nhưng Tiểu Bạch vẫn chưa ngừng tay, thân hình của nàng lóe lên, xuất hiện trước gương mặt lửa, tiếp theo, nàng nắm lấy gương mặt lửa này và dập mạnh lên tường lò. Ầm 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 ầm. Bên trong lò rèn kiếm không ngừng vang lên những tiếng động nặng nề. Một lát sau, Dương Diệp nói. Tiểu Bạch, có thể ngừng lại rồi. Bởi vì hắn phát hiện mặt lửa kia càng lúc càng mờ. Năng lượng trên người hắn đang không ngừng bị Tiểu Bạch hấp thu. Tiểu Bạch ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Khi Dương Diệp cho rằng nàng sẽ ngừng tay, Tiểu Bạch lại nắm chặt móng nhỏ và lắc nhẹ nắm đấm. Tiếp theo, nàng xoay người đánh một quyền vào trên mũi của gương mặt lửa này. Ầm, mặt lửa này lại một lần nữa tiếp xúc thân mật với tường lò. Lúc này, Tiểu Bạch vỗ nhẹ vào móng nhỏ, sau đó trở lại bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp. Thật bất ngờ. Dương Diệp quả thật rất bất ngờ, hắn không ngờ được chuyện này lại được giải quyết như vậy. Đương nhiên, lần này hoàn toàn dựa vào Tiểu Bạch. Nhìn Tiểu Bạch cười híp mắt trước mặt mình, Dương Diệp mỉm cười. Hắn biết trước đó mình đã đánh giá thấp nàng. Thực lực của nàng còn mạnh hơn hẳn tưởng. Thật ra, không chỉ hắn đánh giá thấp thực lực của Tiểu Bạch cũng không biết thực lực của mình đến trình độ nào. Nàng hoàn toàn không khái niệm về thực lực, nàng chỉ là dựa vào bản năng, có thể đánh thắng được thì nàng sẽ đánh không nổi liền chạy. Không chỉ là nàng, phần lớn linh vật thiên địa đều như vậy. Dương Diệp bảo Tiểu Bạch trở lại Hồng Mông Tháp rồi nhìn lướt qua xung quanh. Trong lò rèn kiếm này có không gian rất lớn. Ở trên bốn vách tường của lò rèn kiếm là từng phù ấn thần bí, lúc này chúng đã không còn ánh sáng, rất ảm đạm. Ngoài việc đó ra, Dương Diệp còn phát hiện ra kiếm ý. Ở đây lại giống như một vòng xoáy kiếm ý, xung quanh đầy kiếm ý sắc bén. Tuy nhiên ở đây rất kiếm ý yên tĩnh, không cảm giác ép người. Cuối cùng, Dương Diệp nhìn ngọn lửa kia, lúc này, ngọn lửa đã vô cùng suy yếu. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Giúp ta một việc, sau khi chuyện này thành công, ta để cho ngươi rời khỏi nơi đây, trả lại tự do cho ngươi được không? Linh hồn chi hỏa này đến mức độ này thì nhất định là có linh, đối phương chắc chắn có thể nghe hiểu lời hắn nói. Sau một lúc lâu, linh hồn chi hỏa này chậm rãi lướt đến trước mặt Dương Diệp và khẽ gật đầu. Dương Diệp liếc nhìn linh hồn chi hỏa này, linh trí của ngọn lửa này cũng chưa hoàn toàn hình thành. Bởi vì đối phương không thể nói chuyện cơ với hắn. Điều này đại biểu cho đối phương còn chưa có thật sự hình thành linh có chỉ số thông minh như người. Tuy nhiên điều này cũng là bình thường, linh vật như vậy muốn thật sự nắm giữ linh trí của mình vẫn vô cùng không dễ dàng. Sau khi được linh hồn chi hỏa đồng ý, chuyện kế tiếp lại không phiền phức như vậy nữa. Dương Diệp lấy kiếm thủ, kiếm ý xung quanh lập tức sao động. Cuối cùng, những kiếm ý điên cuồng vọt về phía kiếm thủ, Dương Diệp vội vàng lấy ra lục đinh thần hỏa. Lục đinh thần hỏa cùng linh hồn chi hỏa này cũng vây quanh kiếm thủ. Dương Diệp rời khỏi lò rèn kiếm, bởi vì bây giờ hắn căn bản không thể ở lại trong lò rèn kiếm nữa, chỉ những kiếm ý này đã làm cho hắn sắp không chịu nổi rồi. Đó là kiếm ý còn sót lại vào năm kiếm thủ xuất thế. Ra khỏi lò rèn kiếm, Dương Diệp liền nhìn thấy nữ tử kia. Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp và không nói gì. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử liền thu hồi ánh mắt. Hắn dĩ nhiên là đề phòng nữ nhân này vô duyên vô cớ dẫn hắn tới đây, nhất định phải có mục đích gì đó. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nói. Đại khái bao lâu mới được? Nữ tử khẽ nói. Không biết. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hắn nhìn về phía lò rèn kiếm kia, bây giờ hắn lo lắng chính là nếu như kiếm này thật sự khôi phục, có thể đưa tới hiện tượng thiên địa kỳ lạ. Sau đó trêu chọc rất nhiều cường giả qua hay không? Nếu quả thật khôi phục lại, những chuyện đó với kiếm này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu như không thể khôi phục, vậy Dương Diệp hắn hẳn có thể sẽ xong đời. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Thời gian dần trôi qua, lò rèn kiếm vẫn rất yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Mà nữ tử kia vẫn ở cách Dương Diệp không xa, vẫn không rời đi, tuy nhiên, đối phương cũng không nói chuyện gì với Dương Diệp. Có một điều đáng để nói là quả cầu nhỏ bên cạnh nữ tử còn vài lần tìm đến Dương Diệp tất nhiên hiểu rõ đối phương không phải tới tìm hắn, mà là tìm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thật ra cũng rất muốn dỗ quả cầu nhỏ này đi. Dương Diệp tin tưởng, nếu quả thật để cho Tiểu Bạch vừa dỗ vừa lừa nói, có 8 phần cơ hội có thể lừa được quả cầu nhỏ này. Tuy nhiên,
Dương Diệp không để cho Tiểu Bạch làm thế. Cách đó không xa còn có một vị thánh nhân đang ngồi, hơn nữa, còn là một vị thánh nhân có thực lực mạnh mẽ đấy. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, đảo mắt đã qua 5 ngày. Lúc này, lò rèn kiếm kia đã không còn yên tĩnh nữa. Lò rèn kiếm bắt đầu chấn động, Dương Diệp đứng lên, sau đó đi tới bên cạnh lò rèn kiếm kia, lúc này, hắn cảm nhận được một lực lượng dâng trào. Kiếm ý. Dương Diệp nhíu mày, một lát sau, hắn bắt đầu lui về phía sau, khi cách lò rèn kiếm này gần trăm trượng mới dừng lại. Lực lượng bên trong lò rèn kiếm kia làm cho hắn cũng có cảm giác tim đập nhanh. Vì sao nàng lại chọn ngươi? Lúc này, nữ tử cách đó không xa đột nhiên lên tiếng. Chọn ta. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía nữ tử kia. Nàng không chọn ta. Kiếm thủ không phải chọn hắn, đối phương chọn là Tiểu Bạch cùng Hồng Mông Tháp. Đương nhiên người ngoài không biết điểm này, tất cả đều cho rằng nàng chọn hắn. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nữ tử kia nhíu mày, nhưng nàng cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Lúc này, lò rèn kiếm kia đã xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Dương Diệp lại lùi về phía sau thêm trăm trượng, đồng thời không cho Tiểu Bạch tới gần lò rèn kiếm kia. Lúc này, lò rèn kiếm kia cho hắn một loại cảm giác đặc biệt nguy hiểm. Lại qua đi một ngày. Lúc này, vết rạn nứt trên lò rèn kiếm kia càng lúc càng lớn. Không chỉ có vậy, trong đó thỉnh thoảng có kiếm khí cùng với tia lửa bắn ra. Dương Diệp không nhịn được liếc nhìn nữ tử phía xa kia, mấy ngày qua nữ tử kia luôn nhìn chằm chằm vào lò rèn kiếm kia, đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Đoạt kiếm sao? Chắc là không có khả năng này, nếu như kiếm linh của thanh kiếm này thức tỉnh, sợ rằng chỉ có mấy lão tổ kia mới có thể đoạt kiếm. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi vẫn nên suy nghĩ xem tiếp theo ngươi sẽ làm thế nào đi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Đúng lúc này. Ong, một tiếng kiếm ngân đột nhiên từ trong lò rèn kiếm này truyền ra, âm thanh này trực tiếp xuyên qua không gian, truyền về phía rất nhiều thế giới. Giờ phút này, rất nhiều thế giới trong đại thiên vũ trụ đều nghe được âm thanh này. Cách đó không xa, sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi. Kiếm thủ vừa làm ra điều này, bây giờ tất cả mọi người biết vị trí của hắn. Một thanh kiếm chỉ dựa vào tiếng kiếm ngân lại có thể truyền tới rất nhiều thế giới, rõ ràng chỉ có kiếm thủ mới có thể làm được. Kiếm thủ ở chỗ ai? Đương nhiên là ở chỗ Dương Diệp hắn. Trong nháy mắt, rất nhiều cường giả ở cả đại thiên vũ trụ đều chấn động. Dương Diệp muốn thức tỉnh lại kiếm thủ linh. Khi những cường giả của đại thiên vũ trụ nhận được tin tức này thì lập tức không thể bình tĩnh được nữa. Bây giờ mặc dù Dương Diệp có uy hiếp với bách tộc, nhưng uy hiếp tuyệt đối không lớn, nếu như linh của thanh kiếm này bị Dương Diệp đánh tỉnh, khi đó uy hiếp của Dương Diệp đối với bách tộc lại cực lớn. Phải biết rằng, năm đó Hiên Viên Đế cầm kiếm thủ trong tay đã kinh khủng tới mức nào. Không thể để cho Dương Diệp thức tỉnh lại kiếm linh. Trong nháy mắt bách tộc lại đạt được nhận thức chung về điều này. Vì vậy, rất nhiều cường giả truy tìm tiếng kiếm ngân, chạy về phía vùng đất kiếm khư. Vùng đất kiếm khư. Lúc này vẻ mặt Dương Diệp rõ ràng đặc biệt khó coi, nếu như kiếm thủ đã thức tỉnh, làm ra một tiếng kiếm ngân như thế, vậy còn được, vấn đề là nàng chưa thức tỉnh đã phát ra một tiếng kiếm ngân như thế, đây không phải là hại người sao? Giờ phút này, Dương Diệp đã muốn chuồn đi. Còn muốn chạy sao? Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói. Sợ rằng không kịp nữa rồi. Nữ tử kia vừa dứt lời, ở cách đám người Dương Diệp không xa đột nhiên xuất hiện một nam tử trung niên, Dương Diệp nhận ra nam tử trung niên này, đó chính là Thiên Quân. Vùng đất kiếm khư ở Thiên Tộc, bởi vậy, người của Thiên Quân chạy tới đầu tiên. Thiên Quân liếc nhìn Dương Diệp, sau đó quay đầu lại nhìn về phía lò rèn kiếm kia, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Theo Thiên Quân xuất hiện, ở đó càng lúc càng có nhiều người xuất hiện. Tất cả đều không ngoại lệ, đều là thánh nhân. Giờ phút này, trên cơ bản bách tộc đều phái ra tinh nhuệ trong tộc mình. Mục đích của bọn họ lại không chỉ đơn thuần là vì Dương Diệp còn chưa có mặt mũi lớn tới mức làm cho bách tộc phái ra hết tinh nhuệ. Mục đích thực sự của bách tộc là thanh kiếm này. Kiếm chưa thức tỉnh là quá yếu đối với bách tộc, bởi vì tác dụng của nó cũng không lớn. Nhưng sau khi linh của kiếm thủ tỉnh lại, như vậy kiếm đã không còn yếu nữa. Ai có thể nhận được nó, có thể chiếm địa vị chủ đạo ở trong liên minh bách tộc. Tuy bách tộc đã liên minh,
nhưng điều này cũng không đại biểu bọn họ sẽ vô tư. Lúc này càng lúc càng có nhiều cường giả đi tới vùng đất kiếm khư, có vài người là cường giả bách tộc, nhưng cũng có vài người không phải bách tộc, mà là một ít tán tu. Bất kể thế nào, giờ phút này, trái lại không ai chú ý tới Dương Diệp hắn. Dương huynh. Đúng lúc này, Dương Diệp nghe được một âm thanh quen thuộc, hắn quay đầu nhìn về phía nhân tộc và thấy một nam tử. Hắn nhận ra nam tử này, đó chính là Tần Xuyên hắn quen ở tử giới. Ban đầu khi ở tử giới, hắn đã làm quen một đám người, giống như A-man của man tộc, giống như đao cuồng của ma tộc, linh của linh tộc, phù tịnh của thiên tộc, vẫn có Tần Xuyên của nhân tộc này. Những người này đều là bằng hữu của hắn. Tuy nhiên, hắn rất ít khi liên hệ với những người này, bởi vì bây giờ hắn liên hệ với ai, rất có khả năng sẽ mang đến phiền toái lớn cho đối phương. Lúc này, Tần Xuyên đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó cười nói. Bọn họ nói ngươi đang khôi phục kiếm linh, sau đó ta liền theo lão tổ nhà ta chạy tới, không ngờ được ngươi thật sự ở đây. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Ngươi có biết ngươi có thể sẽ mang đến phiền toái lớn cho gia tộc ngươi không hả? Tần Xuyên liếc nhìn xung quanh, sau đó lấy ra một hòn đá và nhét vào trong lòng của Dương Diệp. Đá không gian, một thứ bảo toàn tính mạng do lão tổ ta cho ta, sau khi sử dụng có thể ngẫu nhiên truyền tống đi, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể chặn đường. Sau khi ngươi sử dụng, cộng thêm pháp tắc không gian, pháp tắc ám, còn có kiếm vực si an ngươi, khả năng có thể thành công chạy trốn là rất lớn. Dương Diệp liếc nhìn đá không gian, trong lòng thấy ấm áp, sau đó hắn mỉm cười. Vô dụng thôi. Thử xem. Tần Xuyên nhìn thẳng vào Dương Diệp. Bây giờ ta cũng không có biện pháp nào, nếu như là người bình thường, chúng ta còn có thể cùng chiến đấu một trận, nhưng bây giờ, khắp nơi đều có thánh nhân, cho nên ta chỉ có thể giúp ngươi chạy thoát. Trốn. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía xa. Hắn sợ rằng không cơ hội này đâu. Các vị, mọi người đều biết linh của kiếm thủ cùng Dương Diệp có quan hệ không bình thường, nếu như chúng ta không giết chết hắn trước, đợi lát nữa linh của kiếm thủ tỉnh lại, sau đó lựa chọn Dương Diệp này, sợ rằng biểu tình của các vị sẽ rất đặc sắc đấy. Nghe được tiếng nói này, tất cả thánh nhân ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp. Ở đó có khoảng hơn 10 vị thánh nhân, giờ phút này, Dương Diệp cảm nhận được cái gì gọi là áp lực đến từ ánh mắt. Hơn 10 vị thánh nhân nhìn hắn chằm chằm. Đây là một loại áp lực trên phương diện khí thế. Tuy nhiên, Dương Diệp không chịu cúi đầu trước khí thế. Thánh nhân. Đối với Dương Diệp, đó cũng là người. Tuy ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Dương Diệp, nhưng lại không có người nào ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, theo mọi người thấy, Dương Diệp cũng không phải là người bình thường, giết hắn nhất định sẽ đắc tội rất nhiều người, thậm chí đưa tới cường giả trả thù, bởi vậy trong giây lát không có ai ra tay. Không ai muốn làm lợi cho người khác, bản thân gặp phiền phức. Dù sao, bây giờ thanh kiếm kia cũng không ở trên người Dương Diệp, giết Dương Diệp cũng không có ích lợi gì cho bọn họ. Bầu không khí ở đó có chút xấu hổ, đúng lúc này, một nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng đột nhiên đi ra. Các vị quên bách tộc đối xử người này thế nào rồi sao? Nhân quân. Nam tử mặc trường bào màu vàng này chính là nhân quân. Tất cả mọi người nhìn về phía nhân quân. Nhân quân cười nói. Các vị hẳn đã điều tra qua về người này không có khả năng là hạng người lòng dạ rộng rãi, chuyện các vị làm với hắn như vậy, sẽ không sợ sau này hắn trả lại gấp trăm lần sao? Bây giờ, hắn mới thiện cảnh, chúng ta muốn giết hắn cũng không khó. Nhưng các vị đã từng nghĩ chưa, nếu như hắn đạt được thánh nhân cảnh, khi đó thử hỏi ngoại trừ lão tổ ra, ai trong chúng ta có thể giết được hắn? Sợ rằng 10 vị thánh nhân cũng không giết được hắn. Nghe thấy nhân quân nói vậy, rất nhiều người nhíu mày. Bọn họ biết nhân quân muốn mượn tay của bọn họ diệt trừ Dương Diệp, nhưng nhân quân nói cũng không sai. Bây giờ bách tộc vẫn có năng lực giết chết Dương Diệp. Nhưng nếu để cho Dương Diệp tiếp tục trưởng thành, khi đó mà còn muốn giết Dương Diệp thì sợ rằng thật sự chỉ có cường giả cấp lão tổ ra mặt mới làm được. Lúc này, nhân quân cười nói. Các vị đừng quên, bây giờ trong đại thiên vũ trụ còn có một thần tộc. Nếu như chúng ta bắt đầu tính toán với nhau, sợ rằng sau này cũng bị thần tộc tiêu diệt. Ra tay một lượt đi. Lúc này, ở đó đột nhiên có người nói. Nhân quân nhìn lướt qua xung quanh, thấy các thánh nhân đều khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Lúc này, nhân quân xoay người nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Dương Diệp,
ngươi chết cũng đáng. Nhiều thánh nhân như vậy cùng nhau ra tay với ngươi, ngươi thật sự có mặt mũi. Dương Diệp liếc nhìn nhân quân, sau đó nói. Lão tử không muốn nói chuyện với ngươi. Dứt lời, cổ tay của Dương Diệp khẽ động, chiến thiên xuất hiện ở trong tay hắn. Trốn sao? Ngày hôm nay hiển nhiên là trốn không thoát, nhiều thánh nhân như vậy còn để cho hắn trốn đi, vậy bọn họ sợ rằng thật sự không bằng cả con chó. Nếu không thể trốn, vậy Dương Diệp hắn chỉ có chiến. Chiến thiên. Lúc này, nhân quân đột nhiên nói. Các vị nhìn thấy không? Người này quả nhiên có cấu kết cùng thần tộc này, ngay cả vũ khí chiến thần của thần tộc cũng ở trong tay hắn. Hắn. Đừng nhiều lời. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Lão tử đúng là có cấu kết cùng thần tộc, khó chịu thì tới giết ta đi. Lão tử xem thường nhất là loại người như ngươi. Muốn giết thì giết, cần gì phải lấy lý do bao biện chứ? Nhân quân nheo mắt lại. Nếu ngươi nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Dương Diệp đã lập tức biến mất, thoáng cái, chiến thiên trong tay hắn đã đi tới đỉnh đầu của nhân quân. Ong! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung, trong phút chốc, một thanh kiếm để ở trên chiến thiên của Dương Diệp. Ầm! Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đẩy Dương Diệp chấn động bay ra ngoài, mà nhân quân cũng lùi về phía sau đủ trăm trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt các cường giả xung quanh đều trầm xuống. Dương Diệp này thật có thể đối đầu với thánh nhân. Dương Diệp bây giờ mới chỉ là thiện cảnh, nếu để cho hắn đạt được thánh nhân suy nghĩ thôi cũng thấy sợ. Thiên Long. Đúng lúc này, Thiên Quân nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn con rồng lớn màu trắng phía sau Dương Diệp. Đó là thần thú bảo vệ của thiên tộc. Xung quanh có một ít tộc trưởng rõ ràng cũng nhận ra, tất cả đều nhìn về phía Thiên Quân. Thiên Quân khẽ nói. Thiên tộc không có người bảo vệ. Rõ ràng là phủi sạch quan hệ với Dương Diệp. Nghe thấy Thiên Quân nói vậy, ánh mắt của mọi người rời đi. Lúc này, một người trong đó đột nhiên nhìn về phía Nhân Quân, cười nói. Nhân Quân, ta thấy mọi người cùng nhau tiến lên, lấy thực lực của ngươi mà muốn giết Dương Diệp này thì sợ rằng có chút khó khăn. Nhân Quân liếc nhìn người nói chuyện, lạnh lùng nói. Phu Vương, trò vặt này cũng muốn chơi sao? Phu Vương cười nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhân Quân, nói thật, người đánh cùng hắn, phần thắng cũng không phải quá lớn, đừng để đến lúc đó còn bị một vãn bối đánh bại, vậy sẽ đặc biệt mất mặt đấy. Nhân Quân cười nói. Phu Vương nói rất phải, nếu như vậy, vậy mọi người xuất thủ một lượt đi. Phu Vương muốn nói gì, lúc này, một lão già đột nhiên nói. Được, ân oán cá nhân đặt sang một bên trước, giải quyết người này xong lại nói tiếp. Nghe thấy lão già nói vậy, mọi người khẽ gật đầu, trong phút chốc có hơn 10 khí tức cường đại cuốn về phía Dương Diệp. Hơn 10 khí tức thánh nhân kinh khủng tới mức nào? Chỉ khí tức này đã đủ để nghiền ép Dương Diệp. Mà vào lúc này, lò rèn kiếm kia phía xa đột nhiên chấn động mạnh. Ầm! Ở trong ánh mắt mọi người, lò rèn kiếm kia trực tiếp nổ tung ra. Lúc này, không ai còn nghĩ tới chuyện để ý tới Dương Diệp nữa. Trong sự tập trung chú ý của mọi người, lò rèn kiếm kia nổ tung ra, một thanh kiếm từ trong đó chậm rãi bay ra. Kiếm thủ. Nhìn thấy thanh kiếm thủ, ánh mắt của tất cả mọi người ở đó lập tức nóng lên. Đây chính là thần vật của Đại Thiên Vũ Trụ. Đúng lúc này, Nhân Quân đột nhiên đi tới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người xung quanh này lập tức nhíu mày. Mà lúc này, Nhân Quân đột nhiên nói. Các vị, kiếm này có linh, nàng sẽ tự lựa chọn theo ai? Nếu như các vị muốn cưỡng ép, ta thấy vẫn nên miễn đi. Ta cũng sẽ không cường đoạt, về phần nàng lựa chọn ai, mọi người tùy cho số phận được không? Nghe thấy Nhân Quân nói vậy, tất cả mọi người ở đó ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng đều biểu thị không có ý kiến khác. Kiếm thủ trôi lơ lửng ở nơi đó, mà giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều tập trung vào trên kiếm thủ, Dương Diệp cũng đang nhìn kiếm thủ, bây giờ kiếm thủ cho hắn cảm giác không bình thường, áp lực. Ở trên kiếm thủ này, hắn cảm nhận được một uy áp vô hình. Lúc này, Nhân Quân đột nhiên nói. Kiếm thủ, năm đó ngươi sinh ra vì bách tộc, bây giờ, thần tộc đã quay lại, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ bách tộc chúng ta, để chúng ta liên thủ diệt sạch thần tộc, trả lại thái bình cho Đại Thiên Vũ Trụ này được không? Kiếm thủ lơ lửng trên không trung, không có động tĩnh. Nhân Quân còn muốn nói gì đó, lúc này, kiếm thủ đột nhiên lướt đến trước mặt nữ tử bên cạnh. Nữ tử này chính là nữ tử đã dẫn theo Dương Diệp đi tới vùng đất kiếm khư kia.
nữ tử nhìn chằm chằm kiếm thủ. Thế nào, muốn cắn nuốt ta sao? Đúng lúc này, mũi kiếm kiếm thủ đột nhiên ấn vào giữa chân mày của nữ tử kia, nữ tử cũng không hề né tránh, chỉ nhìn kiếm thủ. Trong chớp mắt yên lặng, một giọng nói thanh thúy đột nhiên từ trong kiếm thủ truyền ra. Cắn nuốt ngươi rõ ràng là có lợi ích rất lớn với ta. Nhưng nếu ngươi đã nắm giữ linh trí của mình thì đây là cơ duyên của ngươi, cũng là phận số của ngươi. Đi thôi, không được dính vào chuyện của thế gian, chuyên tâm tu luyện, ngày khác chưa chắc đã không thể tiến thêm một tầng. Nữ tử kia im lặng rất lâu, sau đó nói. Ngươi chính là ta khảm, có ngươi, suốt đời ta cũng không có cách nào tiến thêm một bước. Ngươi sai rồi. Kiếm thủ đột nhiên khẽ nói. Ta cũng không phải ngươi khảm, ngươi khảm là bản thân ngươi. Đột phá mình đạo kia khảm, lòng của ngươi lại có thể tự tại, tâm ngươi tự tại mà muốn tiến thêm một bước sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Nữ tử nhìn thẳng vào kiếm thủ. Vì sao, ngươi nên biết nếu như bây giờ ngươi cắn nuốt ta sẽ có thu hoạch gì? Tại sao lại muốn buông tha? Kiếm thủ nói. Sau này ngươi sẽ hiểu rõ. Rời đi, rời khỏi đại thiên vũ trụ đi xa một chút. Nữ tử nhìn kiếm thủ rất lâu, cuối cùng nàng xoay người rời đi. Xung quanh không có ai ngăn cản. Nữ tử kia đi tới bên cạnh Dương Diệp rồi nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó liếc nhìn Dương Diệp. Muốn mạng sống thì bảo nàng chọn ngươi. Dứt lời, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Chọn mình. Dương Diệp khẽ cười, tính cách của kiếm thủ và hắn thật sự không hợp. Kiếm thủ cũng không phải là một thanh kiếm giết chóc. Dương Diệp hắn lại là một người giết chóc. Trước đây đối phương không thức tỉnh. Cộng thêm Hồng Mông Tháp nên đối phương mới theo hắn, bây giờ đối phương đã tỉnh táo, vậy còn đi theo hắn sao? Bất kể thế nào, Dương Diệp vẫn quyết định thử. Dương Diệp nhìn về phía kiếm thủ và định nói, kiếm thủ lại đột nhiên nói. Cảm ơn trước đó đã giúp đỡ, tuy nhiên duyên phận giữa ta và ngươi dừng ở đây. Nghe vậy, Dương Diệp có chút xấu hổ. Đối phương từ chối hắn. Nghe thấy kiếm thủ nói vậy. Những thánh nhân xung quanh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, thật may kiếm thủ không lựa chọn Dương Diệp, nếu không mọi chuyện sẽ có chút phiền phức. Mà bây giờ, bọn họ có cơ hội này. Nhân quân đột nhiên nói. Chúng ta đã đi chung một thời gian, ta. Kiếm thủ đột nhiên ngắt lời nhân quân nói. Có biết vì sao trước đây ta bằng lòng theo Hiên Viên Đế không? Không đợi nhân quân trả lời, kiếm thủ lại nói. Trước đây tâm của hắn đúng là buộc chặt lấy nhân tộc. Không có quá nhiều tình cảm riêng tư. Mà ngươi, ngoài mặt thì nhân quân ngươi vì nhân tộc, nhưng thật ra lại vì mình. Vẻ mặt nhân quân có chút khó coi. Kiếm thủ lại nói. Nhân nghĩa đối với ngươi chính là người phục ngươi, ngươi sẽ dùng nhân nghĩa, người không phục ngươi, ngươi lại giết chóc. Đây không phải là nhân nghĩa, cái gọi là nhân nghĩa là phải dung thứ cho người, có rộng lòng, phải vô tư. Mà ngươi lại không có. Nhân quân trầm giọng nói. Ở thế gian này, sợ rằng ngươi không tìm được một người nào như vậy đâu. Đúng lúc này, trước ngực Dương Diệp có một cái đầu nhỏ đột nhiên chui ra, nhìn xung quanh, cuối cùng, ánh mắt nàng nhìn kiếm thủ. Rất nhanh, nàng bỗng nhảy ra ngoài, ngay sau đó, ở trong ánh mắt mọi người, nàng bay đến mặt kiếm thủ trước và ôm lấy kiếm thủ. Làm càn. Lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, một lão già thò tay trực tiếp chộp về phía nàng. Áp lực mạnh mẽ trực tiếp bao phủ lấy vật nhỏ kia, làm cho nàng không có cách nào nhúc nhích. Phía xa, sắc mặt Dương Diệp đại biến và muốn ra tay, mà vào lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ôm thanh kiếm kia liền chém về phía trước mặt. Giờ phút này, ở đó trở nên yên tĩnh. Trong mắt tất cả mọi người đầy vẻ khó tin. Phía xa, cơ thể của lão già ra tay đột nhiên tách ra, máu tươi theo ngũ tạng chảy đầy đất. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nàng xem nhìn kiếm thủ trong tay mình. Lợi hại như vậy sao? Đột nhiên, nàng dường như nghĩ tới điều gì, xoay người nhìn về phía nhân quân, tiếp theo, nàng cầm theo kiếm thủ nhảy về phía nhân quân. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhân quân biến sắc. Ngươi không cần làm loạn. Mọi người. Nhân quân tất nhiên không phải sợ Tiểu Bạch, hắn sợ là kiếm thủ trong tay Tiểu Bạch. Đây chính là kiếm đứng đầu đại thiên vũ trụ. Thật ra không chỉ có nhân quân, ở đó có ai không kiêng kỵ chứ? Tuy nhiên, lúc này mọi người tò mò không biết vì sao nàng có thể khống chế được kiếm thủ, điều này không hợp lý. Tiểu Bạch cuối cùng không thể ra tay với nhân quân, bởi vì nàng bị Dương Diệp ngăn cản.
Kiếm thủ lợi hại, nhưng giữa Tiểu Bạch cùng Nhân Quân vẫn có chênh lệch rất lớn, hắn cũng không muốn Tiểu Bạch mạo hiểm. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, trốn trước có được không? Tiểu Bạch liếc nhìn Nhân Quân phía xa, sau đó giơ kiếm trong tay lên cao. Dương Diệp cười nói, ta tới là được rồi. Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó cầm kiếm trong tay đưa cho Dương Diệp. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó muốn cầm, nhưng khi kiếm cách tay hắn có một tấc liền không thể đi tới nữa. Đi Cương Diệp lắc đầu, sau đó hắn khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch. Ngươi dẫn theo nàng trốn đi được không? Tiểu Bạch nhìn kiếm trong tay, sau đó gật đầu, cuối cùng, ở trong ánh mắt mọi người, Tiểu Bạch theo thanh kiếm kia biến mất. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Dương Diệp. Kiếm lựa chọn Dương Diệp. Tuy kiếm thủ lựa chọn không phải là Dương Diệp, nhưng giờ phút này, tất cả mọi người lại cho rằng kiếm lựa chọn Dương Diệp. Cuối cùng vẫn lựa chọn Dương Diệp. Lúc này, tâm tình mọi người có một chút phức tạp. Ngay từ lúc đầu, thật ra theo bọn họ thấy, thanh kiếm này chắc sẽ không lựa chọn Dương Diệp, dù sao cũng là thánh kiếm, trong tâm là nhân nghĩa. Nhìn Dương Diệp thế nào cũng không giống như là người nhân nghĩa, nhưng thế sự vô thường, kiếm này lại lựa chọn Dương Diệp. Giết chết hắn. Đúng lúc này, Nhân Quân đột nhiên mở miệng. Các vị, người này được kiếm này tán thành, hôm nay chúng ta không diệt hắn, ngày khác ta sẽ bị người này tiêu diệt. Đối với chúng ta, ngày hôm nay muốn giết hắn dễ dàng như trở bàn tay, nhưng qua ngày hôm nay, sau này hắn ẩn nấp hoặc nương nhờ thần tộc, không đúng, hắn đã cùng một phe với thần tộc. Cũng có nghĩa là kiếm này đứng ở bên phía thần tộc. Ta nghĩ các vị cũng không muốn sau này nếm thử cảm giác của thanh kiếm này chứ. Lần này, các thánh nhân không suy nghĩ, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người của Dương Diệp, trong phút chốc, một uy áp vô hình đột nhiên xuất hiện. Mà vào lúc mọi người ở đây muốn ra tay, có tiếng bước chân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Thịch thịch thịch, âm thanh rất nhẹ giống như bước chậm, nhưng tiếng bước chân này lại làm cho tất cả mọi người ở đó đều ngừng lại. Mọi người nhìn về phía chỗ tiếng bước chân kia nơi phát ra. Ở đó có một nữ tử váy trắng đang chậm rãi đi đến. Quân sư của thần tộc. Nhìn thấy nữ tử này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó lập tức nghiêm trọng. Nữ tử váy trắng đi tới trước mặt mọi người và liếc nhìn mọi người. Ngày hôm nay thật là náo nhiệt nhỉ. Thiên quân, Nhân quân, Vu vương, Linh vương, Yêu quân trà trà, mấy nhân vật lớn của đại thiên vũ trụ đều tới. Các vị cẩn thận. Lúc này, Nhân quân đột nhiên nói. Sợ rằng ở đây có mai phục. Mai phục. Một lão già khẽ nói. Bây giờ thần tộc đã không phải là thần tộc năm đó, cho dù mai phục thì thế nào. Vừa lúc hôm nay cùng giải quyết đi. Ha ha. Phía xa, nữ tử váy trắng này đột nhiên khẽ nở nụ cười. Thật ra, lão đầu này nói không sai, vừa lúc cùng giải quyết. Vừa dứt lời, tay ngọc của nữ tử váy trắng khẽ động. Trong phút chốc, ở dưới bàn chân của mọi người xuất hiện một vòng ánh sáng màu lam trong suốt rất lớn, thoáng cái, tất cả bầu trời sao đột nhiên mờ ảo, trong phút chốc có vô số lực ngôi sao từ sâu trong tinh không vũ trụ tập trung về phía này. Là trận pháp. Nhân quân nheo mắt lại, ánh mắt của hắn nhìn nữ tử váy trắng này. Không thể không nói, tụ tinh trận này của ngươi thật sự không tệ, nhưng ngươi cảm thấy trận này có thể giết được chúng ta sao? Nữ tử váy trắng cười nói. Đương nhiên không thể. Nhân quân nhìn nữ tử váy trắng, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt lập tức biến hóa. Mà vào lúc này, không gian trước mặt mọi người đều bắt đầu chấn động. Truyền âm. Hai hơi thở sau, vẻ mặt tất cả thánh nhân ở đó lập tức trở nên rất khó coi. Nhân quân lạnh lùng liếc nhìn nữ tử váy trắng. Thủ đoạn tốt, sau này chúng ta còn gặp lại. Vừa dứt lời, nhân quân trực tiếp biến mất, những cường giả thánh nhân xung quanh cũng theo đó biến mất. Sau khi các thánh nhân biến mất, nữ tử váy trắng khẽ vung tay ngọc, tụ tinh trận lập tức biến mất. Dương Diệp trầm giọng nói. Có phải ngươi phái người đánh lén nhà của bách tộc? Nữ tử váy trắng cười nói. Ngươi rất thông minh. Quả nhiên. Dương Diệp trầm giọng nói. Thật ra, nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Dù sao cường giả đứng đầu bách tộc cơ bản đều ở trong này, lúc này là thời điểm tốt nhất để đánh lén xào huyệt của bách tộc. Chỉ có điều lúc trước hắn không thể nào nghĩ đến điểm này, bách tộc cũng không có khả năng nghĩ đến điểm này. Bởi vì ở trong lòng bách tộc đều cảm thấy thần tộc nhất định không sẽ ra nhanh như vậy, nhưng bọn họ không ngờ được thần tộc vẫn luôn ở đây.
Dương Diệp trầm giọng nói. Ta không hiểu, nếu như xào huyệt của bọn họ bị đánh lén, bọn họ nhất định sẽ lập tức biết được, các ngươi. Nữ tử cười nói. Chúng ta không cần nhiều, trăm hơi thở là đủ rồi. Trăm hơi thở là có thể làm được rất nhiều chuyện. Vừa rồi ta đi ra chuẩn bị tụ tinh trận, nhưng thật ra là muốn kéo chân bọn họ, nhưng cuối cùng suy nghĩ lại vẫn thôi. Bởi vì người của ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau ngày hôm nay, lực lượng trung kiên của bách tộc sau này sẽ bị đứt đoạn. Nhưng chủ lực của bọn họ vẫn còn. Dương Diệp trầm giọng nói. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Từ từ sẽ được thôi, một miếng không thể ăn hết đại thiên vũ trụ này. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Chúc mừng, kiếm kia cuối cùng đã ở trên tay ngươi, Dương Diệp lắc đầu. Nàng không lựa chọn ta. Ngu ngốc. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Ngươi thật sự cho rằng nàng lựa chọn Tiểu Bạch sao? Dương Diệp nhíu mày. Chẳng lẽ không đúng? Dĩ nhiên không phải. Nữ tử váy trắng nói, C. Trước đây tuy kiếm này giết vô số người của thần tộc ta, nhưng đối với thần tộc ta, Hiên Viên Đế cùng với bách tộc mới là kẻ địch thật sự. Nói cho cùng, kiếm chỉ là một công cụ, giết ai là phải xem ai sử dụng. Đương nhiên, nếu như không phải vì ngươi, trước đây thần tộc ta đã diệt này khi nàng còn chưa thức tỉnh. Mà bây giờ, nàng lựa chọn ở lại bên cạnh ngươi chứng tỏ nàng không chống lại ngươi, cho dù bây giờ không thật sự lựa chọn ngươi, nhưng điều này không có nghĩa là sau này cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Vì sao lại lựa chọn ta? Dương Diệp không hiểu. Ngươi xem, ta không có khả năng là người nhân nghĩa gì. Nhân nghĩa? Nữ tử váy trắng cười nói. Ngươi cho rằng Hiên Viên Đế năm đó cũng nhân nghĩa sao? Ta không phủ nhận, thế gian quả thật có người tốt, nhưng trong lòng mỗi người lại có tiêu chuẩn người tốt khác nhau. Ví dụ như linh chủ thiên địa của ngươi, ở trong lòng nàng có lẽ cả thế giới đều là người xấu, nhưng Dương Diệp ngươi tuyệt đối là người tốt nhất. Dương Diệp lắc đầu cười, nữ nhân này nói không sai, ở trong lòng Tiểu Bạch, Dương Diệp hắn thật sự là một người tốt. Nữ tử váy trắng lại nói. Đương nhiên, linh của kiếm thủ sẽ không đơn thuần như vậy, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết cái gì là nhân nghĩa thật sự sao? Trong lòng mỗi người đều có một tiêu chuẩn, trong lòng linh của kiếm thủ cũng có. Hơn nữa, theo ta được biết, Dương Diệp ngươi hình như cũng chưa từng có ác ý tàn sát người khác, cũng không vô duyên vô cớ đi giết người. Dương Diệp mỉm cười. Ngươi nói xong, ta cũng cảm thấy mình thật sự là một người tốt. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Dương Diệp nói. Vẫn chưa nghĩ ra. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Bất kể thế nào, cố gắng bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Ở đó chỉ còn lại có một mình Dương Diệp. Hắn đi tới trước mảnh vỡ của lò rèn kiếm kia, sau đó tay phải vẫy một cái. Một ngọn lửa đột nhiên nhanh chóng hiện ra, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Lục đinh thần hỏa. Dương Diệp thu lục đinh thần hỏa vào và đang muốn rời khỏi đó, mà lúc này lại một ngọn lửa bay ra. Linh hồn chi hỏa. Linh hồn chi hỏa này lướt đến trước mặt Dương Diệp nói. Bây giờ, ngươi được tự do. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhưng linh hồn chi hỏa lại lướt đến trước mặt của hắn. Ngươi muốn đi theo ta sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Linh hồn chi hỏa này hơi run rẩy. Lúc này, Tiểu Bạch chui ra, linh hồn chi hỏa này lập tức lướt đến trước mặt Tiểu Bạch, móng nhỏ của Tiểu Bạch nắm lấy linh hồn chi hỏa, sau đó xoay người tuét miệng cười với Dương Diệp. Hóa ra là theo Tiểu Bạch. Dương Diệp mỉm cười, điều này cũng bình thường, Tiểu Bạch là linh chủ thiên địa, nếu linh vật giống như linh hồn chi hỏa này ở bên cạnh Tiểu Bạch sẽ có lợi ích rất lớn. Hơn nữa còn có Hồng Mông Tháp. Sở dĩ Tiểu Bạch có thể tiến hóa nhanh như vậy, thật ra một phần nguyên nhân rất lớn là vì Hồng Mông Tháp. Tiểu Bạch cầm lấy linh hồn chi hỏa chạy tới trong Hồng Mông Tháp, ở đó chỉ còn lại có một mình Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó xoay người rời đi, nhưng còn chưa đi bao lâu, một nam tử trung niên đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nam tử trung niên này ăn mặc có chút kỳ lạ, một trường bào màu lam, trong tay nắm một cây phất trần. Dương Diệp đã thấy qua loại trang phục này. Nhìn rất giống với trang phục của lão già mặc áo đạo sĩ. Đạo gia. Thân phận của người trước mắt này đã rõ ràng. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương. Có việc gì? Nam tử trung niên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói. Từng tuổi này đã đạt được tới mức độ như vậy thì thực sự hiếm có.
ánh mắt của sư phụ vẫn tinh tường như vậy. Ta tự giới thiệu, trong cửu tử của đạo môn, ta xếp thứ 7, người có thể gọi ta là thất sư huynh. Đạo gia cuối cùng cũng tới tìm hắn. Dương Diệp im lặng không nói. Điều này không thể là chuyện tốt với hắn. Nam tử trung niên cười nói. Người có lòng đề phòng rất mạnh. Dương Diệp khẽ nói. Đạo gia tìm ta có việc gì? Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Muốn ngươi đi tới đạo gia một chuyến. Đi làm cái gì? Dương Diệp hỏi, nam tử trung niên nói. Ngươi chắc hẳn đã từng nghe nói tới tranh đạo chính thống. Có ý gì? Dương Diệp nhíu mày. Nam tử trung niên nói. Cái gọi là tranh đạo chính thống đơn giản chính là tranh tín ngưỡng. Đại thiên vũ trụ có 4 nhà lớn, có người tin đạo, có người tin Phật, có người tin Nho, còn có người tin binh gia. Đã có tín ngưỡng thì khẳng định sẽ có xung đột. Dương Diệp trầm giọng nói. Mỗi người có điều mình tin không phải tốt sao? Xung đột gì chứ? Nam tử trung niên cười nói. Bất kể thế nào, người cũng là người của đạo gia ta, không đi tới đạo gia xem thử thì không thể nào nói nổi, không phải sao? Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Được, đi xem sao? Nam tử trung niên khẽ gật đầu, hai tay hắn kết ra một thủ ấn kỳ lạ. Trong phút chốc, dưới chân của Dương Diệp xuất hiện một bát quái trận, thoáng cái, hai người trực tiếp biến mất. Xuyên qua. Lúc này, Dương Diệp cùng nam tử trung niên đang xuyên qua trong không gian mênh mông, tốc độ kia cực nhanh, làm cho hắn cũng không phản ứng kịp. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác không gian xung quanh ngừng lại. Dương Diệp mở mắt và nhìn lướt qua xung quanh, ở dưới chân hai người là một ngọn núi lớn, xung quanh đều ngọn núi cao vút đâm vào mây. Nam tử trung niên nhẹ nhàng chà chà chân phải, sau đó nói. Biết đây là núi gì không? Dương Diệp lắc đầu. Nam tử trung niên cười nói. Kiếm Cửu Sơn. Kiếm Cửu Sơn. Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung niên, Kiếm Cửu là tên lão già mặc áo đạo sĩ đặt cho hắn, nói là tên trong nhà. Nam tử trung niên nói. Tiểu sư đệ, thật ra, sư phụ cũng không quên ngươi. Tuy lần này thánh nhân liên minh ra tay với ngươi, ngài không tự mình đứng ra, nhưng điều này cũng không có nghĩa là ngài không quan tâm tới ngươi. Không chỉ ngươi, trước đây sư phụ cũng có thái độ nuôi thả đối với chúng ta. Hắn cho chúng ta tự do, bảo bản thân chúng ta tự mình xông pha, hắn sẽ không luôn ở bên cạnh chúng ta, thiên tài được chăm sóc nuôi dưỡng thì không thể tính là thiên tài chân chính. Giống như con hổ được nuôi nhốt, thực lực của hắn có lẽ còn không bằng một con sói lớn lên ở trong núi rừng. Dương Diệp nói. Mục đích là gì? Nam tử trung niên mỉm cười. Đi theo ta. Dương Diệp đi theo nam tử trung niên tới trước một chỗ động phủ, nam tử trung niên nói. Đạo gia chú ý thanh tu ít ham muốn, sau này ở đây sẽ là động phủ của ngươi. Tên thì tự ngươi đặt lấy. Dương Diệp nói. Con người ta không thích quanh co lòng vòng, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Nam tử trung niên im lặng một lát, sau đó nói. Bách tộc, thần tộc, 4 nhà lớn, còn có một vài thế lực thần bí đều bị cuốn vào trong một vòng xoáy. 4 nhà lớn nhìn như không bị cuốn vào trong đó, thật ra đã sớm bị cuốn vào. Đại thiên vũ trụ này sắp một lần nữa tráo bài. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta thật không hiểu, thần tộc bây giờ đã không phải là thần tộc năm đó. Nếu như 4 nhà lớn liên thủ, muốn tiêu diệt bọn họ thì chắc hẳn không phải quá khó mới đúng chứ. Khó khăn. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Ngươi có biết vì sao 4 nhà lớn không dám động vào bọn họ không? Dương Diệp lắc đầu. Không biết. Nam tử trung niên nói. Nguyên nhân chủ yếu nhất là linh của vũ trụ này đứng ở bên phía thần tộc. Linh của vũ trụ. Dương Diệp nhíu mày, không hiểu. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Trong thiên địa có vô số linh, ví dụ như linh vương, linh chủ, đương nhiên, cũng có linh của vũ trụ, cũng chính là linh của vũ trụ này. Mà nó sinh ra cùng đại thiên vũ trụ, là linh được đại thiên vũ trụ tẩm bổ vô số năm. Thần tộc nhận được ủng hộ của nó, cho nên 4 nhà lớn không có một nhà nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Nó rất mạnh sao? Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên cười nói. Linh của vũ trụ, người nói có mạnh không? Trước đây nếu như không phải nó đứng ở phía bên chúng ta, sợ rằng bách tộc cộng thêm 4 nhà lớn cũng khó có thể hủy diệt thần tộc. Vậy tại sao bây giờ nó lại đứng ở bên phía thần tộc? Dương Diệp lại hỏi. Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Tham lam,
Năm đó không ai mạnh mẽ hơn thần tộc, nhưng điều này cũng làm cho được bọn họ rất kiêu ngạo đến mức bao trùm lên cả linh của vũ trụ. Nhưng linh của vũ trụ này cũng không đơn giản, biết thần tộc mạnh mẽ, bởi vậy không đi chống lại thần tộc, mặc cho thần tộc bá đạo trong đại thiên vũ trụ. Khi đó, nó đã âm thầm len lén giúp đỡ bách tộc, cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, bách tộc cùng bốn nhà lớn càng lúc càng lớn mạnh, cuối cùng, thần tộc cảm nhận được uy hiếp, muốn ra tay nô dịch bách tộc, nhưng đã muộn rồi. Nói đến đây, nam tử trung niên dừng lại một lát, sau đó lại nói. Bây giờ, nguyên nhân nó đứng ở bên phía thần tộc rất đơn giản, bách tộc cùng bốn nhà lớn vô cùng mạnh mẽ. Nó không hy vọng đại thiên vũ trụ bị bất kỳ một tộc nào chiếm. Đây là thuật cân đối, giống như đế vương vậy, nếu trong thủ hạ của đế vương có một bên quá mạnh mẽ, lại nhất định phải ép xuống. Bốn nhà lớn cùng bách tộc đang ở bên bị ép xuống. Đương nhiên, đây là suy đoán của chúng ta, nguyên nhân thật sự thì cũng chỉ có linh của vũ trụ này mới biết được. Dương Diệp trầm giọng nói. Bốn nhà lớn cùng bách tộc sẽ không cứ ngồi chờ chết như vậy, đúng không? Nam tử trung niên cười nói. Đây là chuyện tất nhiên. Tuy nhiên chuyện này cũng trở nên phức tạp. Trước đây, linh của vũ trụ này giúp đỡ bách tộc cùng bốn nhà lớn chiến thắng thần tộc rồi biến mất, trong thời gian này không có ai biết nó đã phát triển đến trình độ nào, đây là nguyên nhân khiến bốn nhà lớn chúng ta kiêng kỵ nhất. Dương Diệp nói, vào lúc này các ngươi lại bảo ta quay về đạo gia, chắc là có chuyện gì chứ? Nam tử trung niên cười nói, muốn ngươi đại biểu đạo gia đi một chuyến tới Phật gia cùng Nho gia và Binh gia. Đi làm gì? Dương Diệp không hiểu, truyền thống. Nam tử trung niên nói. Truyền nhân thế hệ trẻ của mỗi nhà đều phải đi thăm hỏi ba nhà khác, trong này có hai tầng dụng ý, một là làm cho ba nhà còn lại biết ngươi là ta truyền nhân của đạo gia, cũng là đại biểu cho thế hệ trẻ của đạo gia. Tầng thứ hai, dĩ nhiên là làm cho ba nhà còn lại tuân theo một ít quy định, lần này ngươi đại biểu đạo gia đi tới ba nhà, điều này có nghĩa là đạo gia ta thật sự thừa nhận thân phận của ngươi. Ba nhà còn lại sẽ không ra tay với ngươi. Nói đến đây, nam tử trung niên dừng lại một lát mới nói tiếp. Còn có một điểm nữa, đó chính là thể hiện ra thực lực của đạo gia ta. Sau khi ngươi đi chắc chắn sẽ không thái bình như thế, thiên tài của ba nhà khác cũng sẽ tới đạo gia ta sẽ không để cho đối phương bình yên rời đi. Điều ngươi phải làm không phải lật tung nhà bọn họ, mà sau khi đi rồi vẫn phải sống trở về. Sống sót trở về. Dương Diệp nhíu mày. Đi còn nguy hiểm tính mạng sao? Nam tử trung niên đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên, trong phút chốc, ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện một màn nước, trong màn nước là thi thể của một nam tử trẻ tuổi. Biết là ai sao? Nam tử trung niên hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Nam tử trung niên nói. Sau khi một vị thiên tài binh ra tới đạo gia ta, đối phương quá mức tự tin vào thực lực của mình nên khiêu chiến với Lục sư huynh, sau đó thành vậy. Dương Diệp. Nam tử trung niên nói. Đây cũng tính là một cách phân cao thấp giữa bốn nhà lớn, chỉ có điều so sánh với bách tộc, cách thức của chúng ta tương đối hài hòa một ít. Nhưng cũng sẽ chết người. Sau khi ngươi đi, cường giả cấp lão tổ sẽ không ra tay với ngươi, nhưng bất kỳ thánh nhân nào dưới lão tổ cũng có thể ra tay với ngươi. Vậy còn đi cái quỷ à? Dương Diệp vội vàng nói. Vừa đi, không phải sẽ chết sao? Nam tử trung niên cười nói. Bọn họ có thể ra tay với ngươi, nhưng sẽ không dễ dàng ra tay, dù sao cũng là người sĩ diện. Tối đa cũng chỉ để cho thế hệ trẻ bọn họ sao tài với ngươi, sở dĩ thiên tài binh gia chết ở đạo gia ta, nguyên nhân chủ yếu nhất là chính hắn tự tìm chết. Đương nhiên đi cũng không chỉ có nguy hiểm, cũng có lợi. Lợi ích gì? Dương Diệp hỏi. Nam tử trung niên cười nói. Nếu như ngươi có thể trở về, cũng có thể đi tới thánh địa của đạo gia ta, nơi đó có tâm đắc tu luyện của cường giả đạo gia ta trong vô số năm qua, còn có một vài phân tích huyền kỹ liên quan tới bách tộc cùng với bốn nhà lớn nói chung, ngươi sẽ thích nơi đó. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta không đi thì thế nào? Nam tử trung niên im lặng rất lâu, sau đó nói. Tốt nhất vẫn là đi, ngươi cần phải chứng minh mình, chỉ có như vậy, rất nhiều người trong đạo gia ta mới có thể tán thành ngươi. Dương Diệp nói. Vậy thánh nhân liên minh kia? Nam tử trung niên nói. Khi ngươi từ đạo gia xuất phát, thánh nhân liên minh sẽ không tới tìm ngươi nữa. Bách tộc cũng không dám công khai tới giết ngươi. Dương Diệp cười nói. Xem ra, ta phải đi. Nam tử trung niên nói.
bây giờ lên đường đi. Dương Diệp trầm giọng nói. Có phải bây giờ ta đi tới bất kỳ tộc nào của bách tộc, bọn họ? Nam tử trung niên ngắt lời Dương Diệp nói. Ta biết ý của ngươi, ngươi cần phải hiểu, tuy đạo gia ta không tán thành giết chóc, nhưng không có nghĩa là đạo gia ta sẽ không giết chóc. Ngươi có thể lập tức trở về nhân tộc, hoặc đi thiên tộc, bất kể là nhân quân hay thiên quân, bọn họ đều sẽ không ra tay với ngươi, ít nhất sẽ không công khai ra tay với ngươi. Dương Diệp không nói gì, xoay người rời đi. Sau khi Dương Diệp rời đi, một lão già đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nam tử trung niên. Nhị sư huynh thấy hắn thế nào? Nam tử trung niên nói. Lão già khẽ lắc đầu. Thiên phú tất nhiên tuyệt vời, thực lực cũng không có gì phản đối, nhưng đạo của hắn không hợp với đạo của đạo gia ta. Nam tử trung niên nói. Ta biết, nhưng vì sao sư phụ lại chọn hắn chứ? Lão già từ từ nhắm hai mắt lại. Ai có thể đoán được dụng ý của sư phụ? Ở đó im lặng một lát, nam tử trung niên đột nhiên nói. Ngươi nói hắn sẽ sống sót trở về sao? Lão già im lặng không nói gì. Dương Diệp đi tới trong đám mây và ngồi xuống, im lặng nhìn chân trời phía xa. Có phải cảm thấy bất kỳ giây nào phút nào mình cũng bị những nhân vật lớn ở đây tính kế đúng không? Có phải cảm thấy không quan tâm mình trở nên mạnh mẽ tới mức nào, đều phải dựa vào người khác mới có khả năng sống tốt đúng không? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên tai Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, nơi đó có một nam tử đang đứng, một nam tử không có cánh tay. Dương Diệp liếc nhìn nam tử không cánh tay này, sau đó nói. Ngươi là ai? Nam tử không cánh tay đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ta biết ngươi cảm giác mình rất cô độc, toàn thế giới đều đang đối địch với ngươi. Nhưng đây là con đường ngươi tự chọn, không phải sao? Dương Diệp im lặng. Nam tử không cánh tay nói. Ngươi từ đại lục huyền giả đi đến bây giờ, con đường của ngươi là gì? Con đường của ngươi chính là dựa vào mình. Bất kể là bách tộc, thần tộc, bốn nhà lớn, thậm chí là thế lực nào khác, ngươi phải nhớ kỹ, những thế lực này đều không dựa vào được, ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi. Trước đó người của đạo gia nói với đạo gia ngươi che chở ngươi, đây là vô nghĩa, sau khi ngươi không giá trị, bọn họ sẽ là người đầu tiên vứt bỏ ngươi. Đây là thực tế, ngươi không có giá trị, ngoại trừ chí thân, ai sẽ để mắt tới ngươi? Nói đến đây, nam tử không cánh tay đi mấy bước về phía trước, ta biết những năm gần đây ngươi chịu rất nhiều khổ sở. Nhưng có một số việc, có vài người, hắn không thể không đi làm. Ngươi là ai? Dương Diệp nhìn nam tử không cánh tay, hỏi. Sau này ngươi sẽ biết. Nam tử không cánh tay. Lần này dù bận rộn ta vẫn bớt thời gian đi gặp ngươi, là muốn nói cho ngươi biết ngươi có thể gia nhập đạo gia, có thể làm việc cho đạo gia, nhưng đừng quá tin tưởng đạo gia, đừng cảm thấy có đạo gia che chở là có thể thả lòng. Ngươi sợ nhất chính là lười biếng, một khi lười biếng, đó là chuyện rất đáng sợ. Ngoài việc đó ra, còn có chuyện ngươi phải biết rằng, cũng đừng quá dựa vào thứ bên trong cơ thể ngươi, vật kia chung quy không phải thuộc về ta, chung quy không phải thuộc về ngươi, sớm muộn có một ngày nó có thể sẽ rời đi. Hồng Mông Tháp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, nam tử không cánh tay trước mắt này tự nhiên biết Hồng Mông Tháp. Ngươi qua lại rất gần cùng thần tộc. Lúc này, nam tử không cánh tay đột nhiên nói. Thế nào, bọn họ có vấn đề à? Dương Diệp hỏi. Nam tử không cánh tay khẽ lắc đầu. Bọn họ ngược lại không phản đối ngươi, nếu nói không tâm tư riêng của mình, ta cũng không tin, tuy nhiên điều này cũng bình thường. Nói chung, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, thế đạo bây giờ này là loạn nhất mấy vạn năm đại thiên vũ trụ chúng ta, châu quỷ thần rắn gì cũng sẽ ra tới, nếu như không chút thực lực, sợ rằng tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có. Ngươi rốt cuộc là ai? Dương Diệp trầm giọng nói. Nam tử không cánh tay mỉm cười, sau đó nói. Sau này ngươi sẽ biết, tự mình cẩn thận một chút. Nói xong, nam tử không cánh tay trực tiếp biến mất. Ở đó chỉ còn lại có Dương Diệp. Qua rất lâu, Dương Diệp lắc đầu, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp tìm được Tiểu Bạch cùng thanh kiếm kia, nhìn thanh kiếm trước mặt này, Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Giống như nữ tử váy trắng của thần tộc nói, kiếm này chắc chắn không ở lại vì Tiểu Bạch. Kiếm thủ im lặng một lát. Sau đó nói, không thể ở lại sao? Dương Diệp lắc đầu, không phải, chỉ là ta không rõ cho nên muốn hỏi. Kiếm thủ nói,
không cần để ý những chuyện này, làm tốt chuyện của bản thân ngươi là được. Nói xong, nó trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó rời đi Hồng Mông Tháp. Trong hiện thực, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng, chân phải của hắn nhẹ nhàng xoay tròn, cả người trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Binh gia. Hắn quyết định đi trước binh gia thăm hỏi, bởi vì binh gia cách hắn gần đây, hắn cũng quen thuộc binh gia hơn. Chỉ trong giây lát, Dương Diệp đi tới lối vào binh giới, rất nhanh, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Là ngươi. Nam tử trung niên nhíu mày. Hắn là người bảo vệ binh giới, dĩ nhiên là nhận ra Dương Diệp. Người trước mắt này vốn gây ra chuyện ầm ĩ không nhỏ ở binh giới. Dương Diệp khẽ gật đầu, đang muốn nói, lúc này, nam tử trung niên đột nhiên nói. Đi thôi, binh giới không chào đón ngươi. Dương Diệp liếc nhìn nam tử trung niên, sau đó nói. Ta đại biểu đạo gia đến binh giới, nếu như đây là đạo đãi khách của binh giới cũng không sao. Nói xong, Dương Diệp nhún vai, sau đó xoay người rời đi. Khoan đã. Lúc này, nam tử trung tuổi kia đột nhiên nói. Nhưng Dương Diệp cũng không hề dừng lại. Đối với hắn, đi một hơi ba nhà là một quá trình, nếu như bình yên đi qua như vậy là tốt nhất, Dương Diệp hắn cũng không phải loại người muốn gây sự. Nhìn thấy Dương Diệp không hề dừng lại, sắc mặt nam tử trung niên này lập tức trầm xuống, trong phút chốc, hắn xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ngăn cản lối đi của Dương Diệp. Dương Diệp khẽ nói, thế nào, ta bảo ngươi dừng lại. Nam tử trung niên nói, ngươi không nghe thấy. Ong, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ầm, nam tử trung tuổi kia đột nhiên bị một đường kiếm khí bổ tới, đẩy ra ngoài nghìn trượng. Lúc này, Dương Diệp phía xa cầm theo kiếm đi về phía nam tử trung niên. Ngươi bảo ta dừng lại thì ta phải dừng lại sao? Thứ lỗi cho ta nói thẳng. Ngươi tính là gì? Phía xa, nam tử trung tuổi kia nheo mắt lại. Ngươi tới gây chuyện. Dương Diệp dừng bước. Ta không phải tới gây chuyện, ta làm cho ngươi nói chuyện tử tế, đừng lấy giọng điệu này mệnh lệnh cho người khác. Sau nữa, bây giờ, ta có thể đi tới binh giới rồi. Sao? Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Đương nhiên có thể, hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra. Dương Diệp bật cười, đợi lát nữa ta lại đi ra cho ngươi xem. Nói xong, Dương Diệp xoay người trực tiếp bước vào trong binh giới. Vẻ mặt nam tử trung tuổi kia rất khó coi. Binh giới. Dương Diệp tới. Tin tức này rất nhanh lại truyền đến sáu mạch binh giới. Sáu mạch binh giới dĩ nhiên rất quen thuộc với Dương Diệp. Trước đây Dương Diệp khiến bọn họ rất đau đầu. Bây giờ Dương Diệp lại trở về. Chỉ có điều, lần này... Dương Diệp trở về với thân phận của truyền nhân của đạo gia. Chuyện của binh gia xử lý thế nào? Phải biết rằng, khi trước đây truyền nhân của binh gia đi đạo gia, nhưng không có khả năng trở về. Dương Diệp tới mạch sát phạt trước, ở đây vẫn vắng vẻ giống như trước đây. Hắn tới đây, tất nhiên không phải vì hoài niệm, hắn tới đây để gặp một người, lão già trước đây từng giúp đỡ hắn. Ở trước đại điện, Dương Diệp nhìn thấy viên lão. Nhìn thấy Dương Diệp. Viên lão không thấy bất ngờ, hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Lần này tới là đại biểu đạo gia sao? Dương Diệp khẽ gật đầu. Viên lão khẽ gật đầu. Xem ra, đạo gia đã thừa nhận ngươi. Chúc mừng. Dương Diệp lắc đầu. Không có gì đáng chúc mừng. Nói xong, hắn nhìn lướt qua xung quanh. Tới nơi nào cũng phải dựa vào mình. Đây thật ra là lời nói thật. Viên lão nói. Lần này tới binh gia. Hơn nữa còn là đại biểu đạo gia tới, ngươi có ý kiến gì không? Dương Diệp nói. Ý nghĩ rất đơn giản, tới gặp người quen cũ rồi đi. Sợ rằng không đơn giản như vậy đâu. Viên lão nói. Mà theo ta được biết, trước đây một vị thiên tài binh gia đi đạo gia, đã không sống sót trở về. Tuy điều này không ảnh hưởng quá lớn với hai nhà, nhưng binh gia nhất định sẽ trả lại. Dương Diệp cười nói. Nếu như bọn họ bảo ta đi. Ta sẽ đi, nếu như bọn họ không cho ta đi, vậy chiến thôi, tình cảm giữa ta với binh gia, trước đây ta đã kết thúc. Cho nên, nếu như binh gia muốn chiến, ta theo hầu tới cùng. Viên lão khẽ gật đầu. Ta thấy tiểu tử ngươi cũng rất thuận mắt, lại muốn nói với ngươi thêm vài câu. Thật ra, bất kể là bách tộc, thậm chí là thần tộc, hay là bốn nhà lớn,
ngươi thật ra không cần phải quá để ý tới những thế lực này. Nói đơn giản, ngươi không nên xem những thế lực này là kẻ địch của ngươi, bởi vì còn có kẻ địch cường đại hơn ở phía trước, những kẻ địch này đáng sợ hơn nhiều. Vẫn có kẻ địch cường đại hơn. Dương Diệp nhíu mày. Viên lão đột nhiên ngồi xuống, hắn vẽ mười mấy vòng tròn trên mặt đất. Những thứ này là tinh cầu của đại thiên vũ trụ chúng ta, nếu như ngươi nghiên cứu lại phát hiện, thật ra bọn chúng đều đang tự chuyển động vây quanh một trung tâm, theo đó có xuân hạ thu đông, có thủy triều lên xuống, có ngày sáng đêm tối, ngươi không cảm thấy điều này quá quy luật sao? Dương Diệp im lặng chờ những lời tiếp theo. Viên lão lại nói, vũ trụ rất thần bí, cũng vô cùng vô tận, trước đây con người còn chưa tiến hóa, mặt đất này đã có rất nhiều sinh linh, ví dụ như thần tộc, ví dụ như trước những chủng tộc thần tộc kia. Mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm trước, vũ trụ này lại thế nào? Vũ trụ là tự mình sinh ra, hay là do người nào đó tạo nên? Nói đến đây, tay phải hắn đột nhiên hơi xoay tròn, trong phút chốc, một quả cầu nước xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Dương Diệp không hiểu. Viên lão cười nói. Trong quả cầu nước này có vô số sinh mạng rất nhỏ, nhìn đi, những sinh mạng này so với chúng ta, là nhỏ bé tới mức nào. Nói đến đây, viên lão ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bên trong cơ thể chúng ta cũng có rất nhiều sinh mạng rất nhỏ, nhưng ngươi cảm thấy bọn họ biết mình chỉ là một tế bào rất nhỏ bé sao? Giống như con người chúng ta bây giờ so sánh với tất cả vũ trụ, chúng ta có khả năng ngay cả một tế bào cũng không bằng. Dương Diệp lắc đầu. Viên lão nói quá thâm ảo. Tuy nhiên, ta vẫn hiểu được một ít, nhưng ta vẫn chú ý tới trước mắt thì tốt hơn, về phần vũ trụ huyền bí gì, ta thật sự không có tâm tư quan tâm tới. Viên lão mỉm cười. Ta cũng chỉ tùy tiện nói thôi. Dương Diệp cười nói. Tuy nhiên, ta hơi tò mò về viên lão. Viên lão nói. Ta chỉ là một lão già mục nát chuyên môn nghiên cứu một vài chuyện lộn xộn, không cần tò mò. Cuối cùng, lần này ngươi đi thăm ba nhà sợ rằng không thuận lợi vậy, chúc ngươi may mắn. Nói xong, viên lão xoay người rời đi. Dương Diệp liếc nhìn bóng lưng viên lão, sau đó xoay người rời đi. Cách đó không xa, viên lão đột nhiên dừng bước. Ngay cả hư linh nữ năm đó được xưng là vô địch bất bại cũng vội vàng bước vào luân hồi, tất cả hư linh tộc biến mất trong lịch sử nếu như không tính sai, lại sắp đến lúc rồi. Chủ phong của binh giới. Dương Diệp không nhìn thấy binh tổ, mà thấy người chịu trách nhiệm binh giới, cũng chính là Hàn Tiên của chí mạch này. Hàn Tiên, người này từng có ân oán cùng Dương Diệp hắn, trước đây hắn cùng tiểu sư thúc trọng dạ của một mạch sát phạt đánh đến chí mạch. Bây giờ binh giới phái người này đi ra, rõ ràng là không dự định để cho Dương Diệp hẳn bình yên rời đi. Ở xung quanh Hàn Tiên còn có bốn gã cường giả, chính là phù chủ của bốn mạch còn lại. Sau lưng năm người này còn có một đám thanh niên. Bọn họ đều là thiên tài đại diện cho binh gia. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói. Xem ra hôm nay ta không thể bình yên rời đi. Trước mặt Dương Diệp, Hàn Tiên khẽ nói, nếu là đại biểu đạo gia tới, vậy dĩ nhiên phải so tài một chút. Binh gia chúng ta rất muốn xem thử thực lực của truyền nhân đạo gia thế nào, hy vọng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Thất vọng? Dương Diệp lắc đầu cười. Sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nói đến đây. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lại nói. Tuy tình cảm của ta với binh gia đã hết, nhưng dù sao trọng giả đã từng giúp qua ta không ít. Cho nên, không cần cho nên. Hàn Tiên đột nhiên ngắt lời Dương Diệp nói. Ngày hôm nay, ngươi không cần nương tay, chúng ta thật sự rất muốn thử xem thực lực của truyền nhân của đạo gia. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hai tay mở ra. Là Hàn Tiên ngươi ra tay. Hay để cho người thế hệ trẻ của binh gia ngươi tới. Ta có ý tốt nhắc nhở, nhỏ thì đừng ra, ta sợ thiên tài thế hệ trẻ của binh gia chết hết. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, bầu không khí ở đó lập tức trở nên khẩn trương. Kiêu ngạo. Vẫn còn là Dương Diệp kiêu ngạo kia. Phải không? Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Tiếp theo, một người thanh niên chậm rãi đi đến. Nam tử khoảng chừng 25-26 tuổi. Dáng người cao thẳng, ở phía sau lưng hắn đeo hai thanh kiếm. Kiếm tu. Phần lớn người của binh gia đều là tu kiếm. Nam tử kia đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Mọi người đều nói Dương Diệp ngươi là đệ nhất kiếm tu của đại thiên vũ trụ, ta rất muốn xem thử, các hạ sẽ không từ chối chứ. Dương Diệp liếc nhìn nam tử,
cảnh giới người tới ít nhất là đại thiện cảnh. Có thể tu luyện tới đại thiện cảnh ở tuổi này, không thể không nói đã là rất giỏi rồi. Dương Diệp không nói gì, chiến thiên xuất hiện ở trong tay hắn. Trong phút chốc, ở trong ánh mắt mọi người, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của người thanh niên này, thoáng cái, chiến thiên trong tay hắn chợt bổ xuống giống như khai thiên địa vậy, uy thế cường đại của nó làm cho tất cả dãy núi xung quanh đều bắt đầu chấn động. Lực lượng. Đơn thuần là lực lượng thân thể. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người xung quanh đều khiếp sợ. Mà dưới chiến thiên này, vẻ mặt của người thanh niên cũng chợt biến đổi, một đòn này của Dương Diệp mạnh mẽ có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên, hắn phản ứng cũng không chậm, hai tay lập tức khẽ xoay tròn, trong phút chốc, hai thanh kiếm phía sau hắn đột nhiên vọt ra, sau đó trực tiếp đâm vào trên chiến thiên của Dương Diệp. Răng rắc. Ba người vừa mới tiếp xúc, một âm thanh trong trẻo liền vang lên ở trong không trung. Hai thanh kiếm này trực tiếp gãy đôi. Cùng lúc đó, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đẩy người thanh niên này bay ra ngoài. Nhưng Dương Diệp tuyệt đối không dừng tay, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt người thanh niên này, sau đó lại bổ mạnh xuống. Vạn kiếm diệt. Lúc này, ở đó đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ của người thanh niên này, ngay sau đó, vô số đường kiếm quang đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra. Chỉ trong chớp mắt, những kiếm quang liền chút xuống Dương Diệp cùng chiến thiên trong tay hắn. Trong kiếm quang, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, hai tay nắm chiến thiên chợt quét ngang. Ầm, những kiếm quang xung quanh lập tức bị chôn vùi. Tuy nhiên lúc này, người thanh niên này đã cách xa hắn nghìn trượng. Người thanh niên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp, so tài công bằng, người tự nhiên lấy ra thần khí của thần tộc, người còn biết xấu hổ hay không? Trong lòng hắn dĩ nhiên không phục, chiến thiên của Dương Diệp này lại là thần khí. Nghe thấy người thanh niên nói vậy, Dương Diệp bật cười. Đúng là ấu trĩ, ta dựa vào bản lĩnh thu được thần khí, vì sao không cần? Ngươi không phục, ngươi cũng cầm thần khí đi. Dứt lời, Dương Diệp chợt dẫm mạnh chân phải một cái. Ầm, tất cả không gian chấn động mạnh, Dương Diệp đã nắm chiến thiên đi tới trước mặt người thanh niên này, sau đó chợt đánh xuống. Đồng tử của người thanh niên đột nhiên co lại, hắn không dám khinh thường, hai tay kết ra một thủ ấn kỳ lạ, trong phút chốc, một thanh kiếm lớn mờ ảo xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, thanh kiếm lớn này cứng rắn chống đỡ một bổ của Dương Diệp. Tuy nhiên, thanh kiếm lớn của hắn cũng lập tức trở nên mờ ảo. Dương Diệp lại không hề dừng tay, cơ thể xoay tròn, sau đó chợt bổ xuống. Am! Kiếm lớn trên đỉnh đầu người thanh niên này lập tức tiêu tan, bản thân người thanh niên còn trực tiếp bay ngược về phía sau. Am! Sau khi bay ra gần mấy ngàn trượng, người thanh niên này cuối cùng đập vào trong một ngọn núi nhỏ, không biết sống chết thế nào. Ở đó, yên tĩnh không tiếng động. Dương Diệp vẫn không ngừng tay, trực tiếp xông về phía ngọn núi nhỏ này, mà vào lúc này, Hàn Tiên đột nhiên nói. Dừng tay, nhưng Dương Diệp căn bản không nghe hắn, đã bước vào ngọn núi nhỏ này, nhìn thấy Dương Diệp tự nhiên không dừng tay, vẻ mặt Hàn Tiên lập tức trầm xuống và muốn ra tay, mà lúc này, ngọn núi nhỏ phía xa này đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương, âm thanh này vô cùng thê thảm. Trong phút chốc, Dương Diệp từ ngọn núi nhỏ này bay ra. Mà ở trong tay Dương Diệp cầm theo một cái đầu với máu chảy đầm đìa. Chính là đầu của người thanh niên kia. Nhìn thấy Dương Diệp đuổi tận giết tuyệt như vậy, vẻ mặt cường giả binh gia xung quanh đều rất thâm trầm, trong mắt hoàn toàn không che giấu sát ý. Hàn Tiên nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Làm tuyệt đường như vậy sao? Dương Diệp đi tới trước mặt các cường giả binh gia, sau đó tiện tay ném ra, cái đầu người máu chảy đầm đìa này rơi vào trước mặt Hàn Tiên. Tuyệt đường, đừng có nói đùa, nếu như cho hắn cơ hội, hắn sẽ hoàn toàn không do dự chặt đầu ta treo lên. Hàn Tiên, nghe nói người rất giỏi tính toán, ta cũng biết người phái người này đi ra, đơn giản lại muốn làm cho ta với binh gia càng ầm ĩ hơn, không sao, ta không sợ ầm ĩ căng thẳng cùng binh gia. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn lướt qua đám người binh gia xung quanh. Ngày hôm nay so tài không phân thắng bại, chỉ phân sống chết, chỉ cần có người của binh gia dám ra đây so tài, lão tử lại dám giết. Nếu các ngươi không cho ta rời đi, lão tử ở lại cùng các ngươi. Nếu như là so tài đơn thuần, hắn tất nhiên sẽ không làm tuyệt tình như vậy, giống như trước đây hắn so tài cùng thiên tài nho ra kia, hai người điểm đến là dừng. Vì sao? Bởi vì đối phương không muốn mạng của hắn, nếu đối phương chưa từng muốn giết hắn, Dương Diệp hắn tất nhiên cũng sẽ không muốn giết đối phương.
nhưng bây giờ, người của binh gia rõ ràng mượn danh nghĩa so tài để tới giết hắn. Lúc này, hắn tất nhiên sẽ không nương tay. Binh gia cũng có cá tính, bị Dương Diệp làm mất mặt ở trước mặt mọi người như vậy, binh gia tất nhiên sẽ không bỏ qua. Một lão già đột nhiên đi ra. Khi thiên tài binh gia ta đi tới đạo gia, bị thánh nhân đạo môn các ngươi chiêu đãi. Ngày hôm nay truyền nhân đạo gia đi tới nơi này, chúng ta tất nhiên cũng nên chiêu đãi thật tốt, như vậy mới không thất lễ, ngươi. Dương Diệp khoát tay áo, ngắt lời lão già nói. Bớt nói nhảm đi, muốn ỷ lớn hiếp nhỏ cứ việc nói thẳng, đừng tìm lý do bao biện. Lão già trước mặt này chính là cường giả thánh nhân cảnh. Lão già khẽ gật đầu. Cũng đúng, nếu đã tới mức này rồi, ta cũng sẽ không nói những lời vô nghĩa nữa. Tới đi, cho ta xem thử thực lực ngươi Dương Diệp rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đi ra lăn lộn lâu như vậy, người cũng giết không ít, chỉ chưa từng giết thánh nhân, đây vẫn là tiếc nuối trong lòng ta, hy vọng ngày hôm nay có thể bù đắp phần tiếc nuối này. Vừa dứt lời, cả người Dương Diệp trực tiếp biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt lão già này, mà vào lúc này, tay phải của lão già kia đột nhiên ấn xuống phía trước. Một lực lượng cường đại lập tức từ trong không gian trước mặt lão già chấn động ra, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cả người Dương Diệp trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài. Tuy nhiên trong phút chốc, chiến thiên trong tay Dương Diệp đột nhiên rời đi, giống như một mũi tên nhọn lập tức bổ tới trước mặt lão già này. Lực lượng mạnh mẽ lập tức đẩy cho lão già chấn động liên tiếp lùi lại phía sau, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước chiến thiên này, sau đó thò tay nắm lấy, ngay sau đó, hắn lại lập tức biến mất. Bổ! Đối mặt vị thánh nhân trước mắt này, Dương Diệp vẫn chỉ có một chiêu, đó chính là bổ, bổ tới cùng. Cường giả đến cấp bậc như bọn họ, kiếm kỹ hoặc huyền kỹ gì đều vô nghĩa, bởi vì ngươi căn bản không có thời gian thực hiện. Chiêu thức càng đơn giản, càng thực dụng. Tuy Dương Diệp có chiến thiên ở trong tay, nhưng lão già kia cũng không phải ngồi không, khi Dương Diệp vừa xuất hiện ở trước mặt, lão già đột nhiên biến mất, trong phút chốc, rất nhiều đạo tàn ảnh xuất hiện ở xung quanh Dương Diệp, cùng lúc đó, rất nhiều trưởng ấn cường đại chút về phía Dương Diệp. Nếu như cho Dương Diệp thời gian, hắn có thể phân rõ những tàn ảnh, nhưng bây giờ hắn không có thời gian như vậy, chỉ có thể tấn công, hắn lập tức cầm chiến thiên trong tay đảo qua xung quanh. Dương Diệp chỉ nghe được âm thanh không gian bị xé rách. Nghe được âm thanh này, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống, thoáng cái, hắn cảm giác trước ngực mình giống như bị búa lớn đánh trúng. Cả người Dương Diệp trực tiếp bay ngược lại. Mà lão già kia tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, hơn 10 đạo tàn ảnh bắn về phía Dương Diệp. Mỗi một tàn ảnh đi qua, không gian trực tiếp nổ tung ra. Cách đó không xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn biết. Nếu như lần này mình không đỡ nổi thì sẽ xong đời. Đối phương tuyệt đối sẽ không cho hắn có cơ hội chữa thương. Dương Diệp hít sâu một hơi, chiến thiên trong tay biến mất. Thay vào đó là một thanh kiếm màu đen. Đoạn tội. Trong phút chốc, Dương Diệp chậm rãi đi về phía lão già kia, mỗi một bước Dương Diệp đi, dưới chân đều sẽ xuất hiện một đường kiếm khí. Mà lúc này, những tàn ảnh đã tới. Đúng lúc này, hai tay Dương Diệp đột nhiên nắm kiếm cắm xuống trước mặt. Trong phút chốc, một kiếm này của Dương Diệp hạ xuống, kiếm vực đột nhiên xuất hiện ở xung quanh, ngay sau đó, lấy Dương Diệp làm trung tâm, rất nhiều kiếm khí đột nhiên bắn ra, được kiếm vực gia tăng, những kiếm khí đều giống như thực chất. Khủng khiếp nhất là trong chớp nhoáng này, Dương Diệp phóng ra gần vạn đường kiếm. Khí, một chiêu này thật ra chính là vô địch kiếm trận. Chẳng qua là đã là bản vô địch kiếm trận sau khi cải tiến. Trước đó, uy lực của vô địch kiếm trận tuy cũng mạnh mẽ, nhưng không có nhiều uy lực với thánh nhân. Bởi vậy, lúc trước Dương Diệp sửa lại nó, thật ra, cũng không có thay đổi gì quan trọng, chỉ thay đổi số lượng kiếm khí. Khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, là có thể át cả chất lượng. Rất nhiều đường kiếm khí bắn ra, những kiếm khí lập tức liền bao phủ những tàn ảnh kia. Xuy xuy xuy. Từng âm thanh xé rách không gian không ngừng vang lên ở trong không trung. Cách đó không xa, sắc mặt đám người binh giới cực kỳ khó coi, đám người binh giới đều không ngờ được, Dương Diệp lại có thể mạnh như thế, một vị thánh nhân đều không bắt được hắn. Thánh nhân cùng người dưới thánh nhân vẫn có chênh lệch rất lớn, vật ngoài không thể bù đắp. Trước đó tuy từng nghe nói Dương Diệp đã giao đấu cùng thánh nhân, nhưng đây cũng chỉ là nghe nói, bây giờ bọn họ tận mắt nhìn thấy được. Trước mặt mọi người,
vẻ mặt Hàn Tiên trầm như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, những kiếm khí phía xa đột nhiên trở nên mờ ảo. Đúng lúc này, ở trong mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một tia sáng lạnh lẽo. Ầm, một tiếng nổ lớn rung trời đột nhiên vang lên ở trong không trung, ngay sau đó, hai bóng người đều bay ngược ra ngoài. Hai bóng người này chính là Dương Diệp cùng lão già thánh nhân này. Ai thất bại? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hai người kia. Phía xa, Dương Diệp bò dậy, ở trên người hắn là vô số vết rạn, máu tươi đang không ngừng tràn ra. Mà sau lưng hắn, con rồng lớn màu trắng kia cũng có chút mờ ảo. Hồng Mông Tử Khí liên tục trị liệu cho cơ thể Dương Diệp, bởi vậy giờ phút này hắn còn chưa có tan vỡ. Mà cách nhìn trượng Dương Diệp, lão già kia thoạt nhìn cũng rất suy yếu, ở trên người hắn đầy vết kiếm, giờ phút này, lão già này thoạt nhìn không giống như một thánh nhân, mà là một lão nhân gần đất xa trời. Lão già từ từ nhắm hai mắt lại, sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía xa Dương Diệp. Không ngờ được ngươi. Mà vào lúc này, Dương Diệp phía xa đột nhiên tung người nhảy lên, lập tức đi tới trước mặt lão già, cùng lúc đó, chiến thiên trong tay bổ xuống. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm màu đen đột nhiên xuất hiện ở phía sau lão già, sau đó chậm rãi cắt qua. Tiếp tục chiến đấu. Hai mắt của lão già híp lại, hắn không ngờ được Dương Diệp còn muốn ra tay, phải biết rằng giờ phút toàn thân Dương Diệp đều là vết thương. Dương Diệp này làm bằng sắt sao? Đã không kịp nghĩ quá nhiều, hai chân lão già hơi xoay tròn, trong phút chốc, hắn trực tiếp hóa thành một tàn ảnh biến mất, lần này, hắn không lựa chọn cứng rắn đỡ kiếm của Dương Diệp. Bởi vì giờ phút này, toàn thân hắn cũng đều là vết thương, lực lượng của Dương Diệp cộng thêm chiến thiên, hắn đã có phần không chịu nổi. Lúc này, Dương Diệp tuyệt đối không dừng tay, trực tiếp xông về phía lão già kia. Lấy vết thương đổi vết thương, lấy mạng đổi mạng. Lúc này lão già kia cũng ý thức được ý định của Dương Diệp, hắn không lựa chọn tránh né. Bởi vì hắn biết rõ tiếp tục né tránh nữa chỉ rơi vào bị động, sau đó bị áp chế chặt. Cuối cùng ngay cả sức đánh trả cũng không có. Cho nên, lão già cuối cùng cũng lựa chọn đánh. Huyết chiến. Theo máu trên người của Dương Diệp chảy ra càng lúc càng nhiều, hai mắt Dương Diệp dần dần máu đỏ lên. Sát ý. Sát ý trên người của Dương Diệp càng lúc càng mạnh, không chỉ sát ý, còn có kiếm ý. Dương Diệp tuyệt đối không phát hiện ra, chiến thiên trong tay hắn tự nhiên cũng bắt đầu đỏ lên. Dương Diệp không cảm nhận được chiến thiên biến hóa. Nhưng lão già kia lại cảm nhận được. Lực lượng Dương Diệp càng ngày càng mạnh. Đúng lúc này, Dương Diệp cùng lão già kia đột nhiên va chạm kịch liệt nhất. Hai người phát ra lực lượng cường đại, mới tiếp xúc liền tách ra, nhưng Dương Diệp vừa tách ra, hắn tuyệt đối không để ý tới máu trong cơ thể mình tràn ra, mà lại xông về phía lão già kia. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như bây giờ hắn dừng lại sẽ tuyệt đối không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Liều mạng. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Chiến đấu tới cùng. Nhưng hai người vừa mới tiếp xúc lại tách ra, lúc này, hai người đều đã vô cùng suy yếu, lại xem ai có thể chống đỡ tiếp. Cách đó không xa, đám người binh giới liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mọi người đều không che giấu sự chấn động. Rất chấn động. Dương Diệp thể hiện ra thực lực vượt quá tưởng tượng của bọn họ, trước đó, bọn họ chỉ kinh ngạc khi thấy Dương Diệp có thể chống lại thánh nhân, bây giờ. Bọn họ chấn động. Dương Diệp không chỉ có thể chống lại thánh nhân, mà đã hoàn toàn nắm giữ thực lực của thánh nhân, thậm chí có khả năng giết chết thánh nhân. Phía xa, cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đúng lúc này, trước ngực Dương Diệp đột nhiên trúng một quyền của thánh nhân binh ra, nhưng kiếm trong tay Dương Diệp cũng trực tiếp cắm vào ngực của đối phương. Thoáng cái, hai người lại tách ra, nhưng trong phút chốc, Dương Diệp lại xông về phía lão già kia. Cảm giác không chết không bỏ qua. Dương Diệp bây giờ khiến người ta có cảm giác chính là như vậy, không quan tâm hắn bị thương nặng thế nào, nhưng, chỉ cần hắn không chết, hắn sẽ lập tức xông. Lên. Thật ra, hắn còn ngoan độc hơn người khác. Giống như người bình thường đánh nhau, bên ngoan độc hơn vĩnh viễn sẽ không chịu thiệt lớn. Mà giờ phút này, lão già thánh nhân này đã mệt mỏi, không phải có chút mà là đặc biệt mệt mỏi. Dương Diệp có Hồng Mông Tử Khí giúp đỡ. Nhưng hắn thì không, đương nhiên, cảnh giới của hắn cao hơn Dương Diệp rất nhiều, so sánh ra, ưu thế của Dương Diệp cũng không phải là ưu thế. Lúc này, cuộc chiến đấu của hai người đã thật sự bước vào gay cấn. Xung quanh, nếu như không có các thánh nhân binh ra liên tục gia cố không gian,
sợ rằng nó đã sớm sụp đổ. Qua một canh giờ sau, ầm. Theo một tiếng nổ lớn rung trời vang lên, Dương Diệp và lão già kia vẫn chiến đấu kịch liệt lại trực tiếp bay ngược lại gần vạn dặm. Cuối cùng, hai người đồng thời đập xuống mặt đất. Người nào thắng? Trong đầu mọi người đều xuất hiện vấn đề này. Phía xa, hai người cũng không nhúc nhích. Rõ ràng, lúc này hai người đều đã thật sự mệt mỏi kiệt lực. Hai mắt Dương Diệp nhắm chặt, giờ phút này hắn cảm giác toàn thân mình đều đã mất cảm giác. Ngoài ra, hắn còn cảm nhận được một điểm, đó chính là sôi trào, giờ phút này hắn cảm giác máu trong cơ thể mình đều đang sôi trào. Muốn ngủ? Không thể ngủ. Dương Diệp đột nhiên chợt mở mắt, lúc này, hai mắt hắn đỏ như máu, bên trong viền mắt giống như một biển máu. Qua ba hơi thở, tay phải của Dương Diệp đột nhiên cử động, ở trong ánh mắt mọi người, tay phải của Dương Diệp trống lên trên mặt đất, sau đó toàn thân hắn cũng bắt đầu cử động. Bắt lấy. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Phía xa, Dương Diệp lấy tay chống xuống đất và chậm rãi đứng lên. Bên kia, lão già thánh nhân này còn nằm. Đối phương mặc dù không chết, cũng không hôn mê, nhưng lại không đứng lên được. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, Dương Diệp chậm rãi đi về phía lão già kia, khoảng cách này hơi dài, đối với tình trạng của Dương Diệp trước mắt thì nó đặc biệt dài. Tuy nhiên, Dương Diệp lại đi. Cách đó không xa, đám người binh gia không nhúng tay. Cũng không thể nhúng tay. Đây là quy định. Mặc dù không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng đây là quy định ngầm, nhất định phải tuân theo. Nếu như binh gia không tuân thủ, vậy bọn họ nhất định sẽ bị ba nhà còn lại chế nhạo. Đây là vấn đề mặt mũi. Dương Diệp cách lão già kia càng lúc càng gần. Lúc này dáng vẻ của Dương Diệp không thể nghi ngờ có chút thê thảm, tay trái của hắn đã hoàn toàn không thể cử động. Xương bên trong đã sớm gãy thành vô số khối, hai chân cũng bị què. Có thể nói là thật sự rất thảm. Nhưng hắn đứng lên trước thánh nhân kia. Điều này có ý nghĩa không tầm thường. Sắc mặt đám người binh gia đã đặc biệt khó coi. Một trận chiến này, nói không chút khách khí thì binh gia thất bại. Cho dù bây giờ thánh nhân binh gia này đứng lên, cũng là binh gia thất bại. Binh gia điều động thánh nhân so tài cùng Dương Diệp, thật ra đã có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Quan trọng nhất là làm vậy vẫn thất bại. Lúc này, Dương Diệp cách chỗ thánh nhân nằm không đến trăm trượng. Đám người binh gia không làm gì, cũng không có cách nào làm gì. Có vài quy định thật sự không thể phá, ít nhất binh gia sẽ không phá trước. Phía xa, vẻ mặt Hàn Tiên rất thâm trầm, chuyện hắn suy nghĩ không giống với những người khác. Hắn nghĩ đến là tâm cảnh của Dương Diệp sau trận chiến này. Trước đó, thánh nhân là bậc cản lớn trong lòng Dương Diệp. Dương Diệp không vượt qua được, bây giờ, Dương Diệp vượt qua. Đối với kiếm tu, trên phương diện tâm cảnh không có bậc cản mới là kinh khủng nhất. Hắn đã dự đoán được, bây giờ nếu như Dương Diệp không chết, sau thánh nhân này cũng đừng mong giết Dương Diệp, ít nhất một hai vị thì tuyệt đối không làm được. Cuối cùng, ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, Dương Diệp đi tới trước mặt lão già này, lúc này, lão già còn nằm, tuy nhiên, đối phương đang nhìn hắn. Kinh mạch cùng xương toàn thân của thánh nhân đều đã bị Dương Diệp hắn đánh nát trong trận chiến vừa rồi. Bây giờ, chính là tùy tiện một huyền giả bình thường tới cũng có thể giết chết lão giả này. Lão giả này thật sự chiến đấu đến mức độ cao nhất của mình. Đồng thời, lần này nếu như hắn không chết, hắn sẽ có một đột phá lớn. Ở trong ánh mắt mọi người, Dương Diệp giơ kiếm trong tay lên để ở giữa chân mày của lão giả kia, khi mọi người ở đây cho rằng Dương Diệp phải hạ sát thủ. Dương Diệp đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Hàn Tiên. Hàn lão chó, thế nào, người nói lời xin lỗi ta, nhận sai, ta sẽ tha cho một vị thánh nhân của binh gia ngươi, thế nào? Nghe vậy, vẻ mặt Hàn Tiên lập tức rất khó coi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 148.